Cái này hắc hồn ma thần, thân thể tựa như sắt thép chế tạo một dạng kiên cố, thiên nữ một kiếm này đủ để giết xuyên tinh vũ, nhưng chỉ là tại hắc hồn ma thần trên người, lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ cùng băng xương, hơn nữa vết kiếm kia cùng băng xương, còn cấp tốc tiêu tán, trong khoảnh khắc đã không thấy tăm hơi, hắc hồn ma thần phảng phất không bị qua bất cứ thương tổn gì. Thấy thế, thiên nữ cùng Diệp thần đều là kinh ngạc, cái này hắc hồn ma thần, thân thể còn có bản thân chữa trị hiệu quả, lực phòng ngự cùng sức khôi phục cực kỳ cường hãn, hiển nhiên là độ chi mảnh vụn năng lượng. Giống, hắc hồn ma thần chịu đến thiên nữ công kích, một tiếng hét lên, hiển nhiên là bị chọc giận, lập tức huy động cánh tay dài hướng thiên nữ chộp tới. Thiên nữ chân đạp một đầu băng hoàng, cấp tốc phiêu nhiên lui lại, né tránh hắc hồn ma thần mãnh kích. Mà hắc hồn ma thần mỗi ngày nữ cách xa, không biết sao, liền không đuổi theo, quay người lại cùng vũ tổ chém giết đến cùng một chỗ. Ma đầu kia, khó đối phó a. Thiên nữ đôi mi thanh tú khóa chặt, vừa mới một kiếm hạ xuống, nàng liền cảm thấy cái này hắc hồn ma thần cường đại, muốn đem đánh tan mà nói, cơ hồ là chuyện không thể nào. Ta đi thử một chút. Diệp thần ánh mắt ngưng lại, phi thân mà ra, nhìn xem hắc hồn ma thần nguy nga vạn trượng to lớn thân thể, hắn cũng là cảm nhận được một cỗ vô biên áp lực, nhưng trong lúc trước mắt, cũng chỉ có ngạnh chiến, không có lùi bước đạo lý. Hít sâu một hơi, Diệp thần mượn dùng lấy sụp đổ chi chủ sức mạnh, toàn thân sụp đổ khí cuồn cuộn gào thét, hắn quát to một tiếng. Trời long đất lở, hỏng tận hư ảo, sụp đổ tháp, buông xuống a. Kèm theo Diệp thần chấn thiên động địa tiếng quát, một đạo rực rỡ đen nhánh thần mang phóng lên trời, đem trọn phiến hỗn độn hư không, ánh chiếu lên càng thêm hắc ám, thậm chí hỗn độn cùng không không đều băng liệt. Chỉ thấy một tòa thẳng tháp nhọn, nổi lên, trên thân tháp mài rũa ngàn vạn sụp đổ phù văn, chính là sụp đổ chi chủ vĩ đại kỳ quan, sụp đổ tháp. Sụp đổ chi chủ ngũ đại kỳ quan bên trong, ngoại trừ đã phá diệt băng phôi đế quốc, liền làm sụp đổ hỏng tháp cường hãn nhất, tháp này không ngừng tản mát ra mãnh liệt sụp đổ khí tức, đủ để nghiền nát thế gian hết thảy trật tự. Nếu như chỉ dựa vào Diệp thần mình, hắn không cách nào thôi động sụp đổ tháp, cưỡng ép thôi động chỉ có phải trả cái giá nặng nề, toàn thân băng liệt hạ tràng, nhưng bây giờ, hắn mượn dùng lấy sụp đổ chi chủ sức mạnh, lại là có thể phát huy ra sụp đổ tháp uy lực. Sụp đổ tháp vừa ra, tại Diệp thần linh khí quán trú, thân tháp liền hóa thành 10 vạn trượng cao, xuyên phá phía chân trời, vô tận minh mông sụp đổ khí tức lan tràn ra, tại Diệp thần điều động một chút, hóa thành từng cái màu đen cầu vồng, hướng về hắc hồn ma thần vọt tới. Từng đạo màu đen cầu vồng, liền mang theo mãnh liệt sụp đổ sát phạt khí, xuyên qua đâm vào hắc hồn ma thần thể bên trong. Gào! Hắc hồn ma thần lập tức đau đớn gầm hét lên, nguyên bản không thể phá vỡ, ngay cả thiên nữ khỏa cuốn lấy băng hoàng thánh điển thiên uy thần chu thiên kiếm, đều khó mà phá vỡ thân thể, bây giờ liền bị Diệp thần xuyên qua, thân thể thậm chí xuất hiện khắp nơi băng liệt vết tích. Cái này sụp đổ tháp ngược lại là lợi hại. Thiên nữ thấy thế, không khỏi lấy làm kinh hãi, Diệp thần tòa này sụp đổ tháp, chính là sụp đổ chi chủ ngày xưa chú tâm chế tạo kỳ quan, năng lượng nội tình linh khí tích xúc thâm hậu, luận uy lực, so với nàng băng hoàng thánh điển còn muốn hung mãnh rất nhiều. Vĩ đại kỳ quan chân chính có thể phát huy ra uy lực, không phải nhìn tư tưởng có bao nhiêu ly kỳ, mà là nhìn nội tình tích lũy thâm hậu bao nhiêu, ý nghĩ người người đều có thể chân chính thực hiện mới là lợi hại. Luận kỳ quan độ hoàn thành, Diệp thần tòa này sụp đổ tháp, so với thiên nữ băng hoàng thánh điển, đó là cao hơn nhiều, bây giờ hơi triệu hoán đi ra, liền cho hắc hồn ma thần mang đến trọng thương. Cơ hội tốt. Vũ tổ trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, hắn nắm chặt thiên chiêu vũ hồn kích, toàn thân linh khí giống như sôi trào giống biển cả sôi trào mãnh liệt, ở ải này khóa thời khắc, hắn cảm nhận được hắc hồn ma thần sau khi bị thương suy yếu, đây là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Vũ tổ thân hình tựa như tia chớp phóng tới hắc hồn ma thần, thiên chiêu vũ hồn kích trong tay hắn phóng ra hào quang chói sáng. Hắn quát to một tiếng, thiên chiêu đánh gãy nhạc kích. Theo tiếng quát rơi xuống, mũi kích ngưng tụ sức mạnh trong nháy mắt bộc phát, tạo thành một đạo hào quang sáng chói, phảng phất muốn đem thiên địa đều vỡ ra tới. Mũi kích chỉ hướng hắc hồn ma thần cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, nó trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, nhưng lập tức bị điên cuồng chiến ý thay thế. Nó gào thét một tiếng, toàn thân hắc khí lăn lộn, tính toán ngăn cản cái này hung hãn nhất kích. Nhưng mà, tại Diệp thần sụp đổ tháp áp chế xuống, hắc hồn ma thần thân thể có không ít chỗ băng liệt, toàn thân lực phòng ngự đại đại suy yếu, thiên chiêu đánh gãy nhạc kích uy thế hiện tại quả là mạnh mẽ quá đáng. Cái kia hào quang sáng chói trong nháy mắt xuyên thấu hắc hồn ma thần phòng ngự,
hung hăng đâm vào đầu vai của nó, một cỗ lực lượng khổng lồ theo mũi kích truyền vào hắc hồn trong cơ thể của ma thần, để nó cảm thấy phảng phất có một ngọn núi đột nhiên rơi đập, muốn đem nó cơ thể triệt để nghiền nát. Răng rắc, phụ tổ một kích này, triệt để xuyên qua hắc hồn ma thần đầu vai, một hồi xương cốt tan vỡ âm thanh truyền ra. Giống, hắc hồn ma thần đau đớn gào thét, thân thể run rẩy. Diệp thần nhìn thấy một màn này, lập tức cũng thừa thắng xông lên, toàn thân linh khí hội tụ đến trong đan điền, trong miệng phát ra thét dài. Giữa thiên địa, duy ta đạo thiên đạo tại ta, kiếm phá thương khung. Một đạo tinh mang, từ Diệp thần trong miệng phun ra, ùng ùng xông thẳng tới chân trời, hóa thành một cái cao vạn trượng cực lớn thần kiếm, vô tận thần quang kịch liệt nở rộ, ngập trời kiếm khí hừng hực cuồn cuộn, đúng là hắn vĩ đại kỳ quan, đạo thiên kiếm. Đạo thiên kiếm vừa ra, Diệp thần liền cảm thấy, tự thân linh khí lao nhanh tiêu hao, triệu hoán vĩ đại kỳ quan, đối với khí thức tiêu hao thực sự quá lớn, coi như hắn bây giờ có sụp đổ chi chủ trợ lực, thân thể lực lượng cũng tại không ngừng hao phí, thậm chí huyết nhục đều xuất hiện tiêu tủy. Nhưng, vì đánh tan hắc hồn ma thần, Diệp thần cũng không lo được nhiều như vậy, hắn lập tức thôi động đạo thiên kiếm, hướng về hắc hồn ma thần lồng ngực đâm tới. Cao vạn trượng đạo thiên kiếm, mang theo vô tận thần quang cùng kiếm khí, bẻ gãy nghiền nát đồng dạng, hung hăng đâm xuyên qua hắc hồn ma thần lồng ngực, trực tiếp nối liền mà qua, hắc hồn ma thần máu tươi cùng năng lượng hắc ám đan xen chảy xuôi đi ra, đem Diệp thần đạo thiên kiếm mũi kiếm đều nhuộm một mảnh hắc ám cùng tinh hồng. Hắc hồn ma thần gặp trọng kích, lại là một tiếng tức giận cuồng hống, mặt mũi tràn đầy vặn vẹo vẻ thống khổ. Thời khắc này nó, bộ dáng 10 phần chật vật, thân thể bị sụp đổ tháp màu đen cầu vồng, phụ tổ thiên chiêu vũ hồn kích, Diệp thần đạo thiên kiếm hung hăng xuyên qua, máu tươi cùng hắc ám linh khí không ngừng tản mát đi ra. Thắng sao? Thiên nữ nhìn xem cái màn này cảnh tượng, đôi mắt đẹp lập tức trợn to, nghĩ thầm Diệp thần thủ đoạn quả nhiên là hung mãnh, sụp đổ tháp cùng đạo thiên kiếm hai đại kỳ quan vừa ra, liền đem hắc hồn ma thần áp chế gắt gao ở, đồng thời triệt để xuyên qua. Liền xem như đỉnh cấp thiên đế, gặp Diệp thần cùng vũ tổ nặng như thế kích, cũng chỉ có hôi phi yên diệt hạ tràng. Nhưng Diệp thần cùng vũ tổ hai người, trên mặt lại không có nửa điểm thần sắc vui sướng. Bởi vì, Diệp thần cùng vũ tổ kinh hãi phát hiện, tại hắc hồn ma thần bị thương nặng đồng thời, nó chỗ mi tâm độ chi mảnh vụn, cũng không ngừng phóng xuất ra sáng chói thần mang. Tại độ chi mảnh vụn linh khí quán trú, hắc hồn ma thần khí thế trở nên cuồng dã, nó một cái tay bắt được vũ tổ thiên chiêu vũ hồn kích, một cái tay bắt được Diệp thần đạo thiên kiếm, chợt dùng sức lôi một cái, càng đem cái này một kích nhất kiếm, từ trong thân thể rút ra. Theo đạo thiên kiếm cùng thiên chiêu vũ hồn kích bị quất ra, hắc hồn ma thần vết thương máu tươi phun tung tóe, nhưng rất nhanh, miệng vết thương của nó liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khép lại, trong nháy mắt ngay cả vết sẹo đều chưa từng lưu lại, thậm chí tự thân khí tức tại độ chi mảnh vụn trợ lực, trở nên điên cuồng hơn hung mãnh lên. Diệp thần sụp đổ tháp, tia sáng cũng bị hắc hồn ma thần ma khí trên người che đậy, không cách nào lại đối với hắc hồn ma thần tạo thành tổn thương chút nào. Cái gì? Diệp thần cùng vũ tổ đều kinh hãi, đồng tử kịch liệt co vào. Hai người biết hắc hồn ma thần lợi hại, nhưng không nghĩ tới thế mà lợi hại đến nước này, liền thương thế nghiêm trọng như vậy, cũng có thể cấp tốc khỏi hẳn. Thế thì còn đánh như thế nào, vừa mới hai người bộc phát vĩ đại kỳ quan, cũng đã là xuất tấn toàn lực, cũng không cách nào đánh tan hắc hồn ma thần, tái chiến đấu nữa mà nói, cũng không nhìn thấy mảy may hy vọng. Cái này hắc hồn ma thần, không, nói đúng ra, là độ chi mảnh vụn năng lượng, thực sự quá kinh khủng, đơn giản không phải sức người có thể đối kháng. Lấy Diệp thần cùng vũ tổ cường hoành đạo tâm, lúc này hai người trong mắt cũng xuất hiện một điểm tuyệt vọng. Hơn nữa, hai người đều cảm thấy cơ thể cùng linh hồn, có loại bị nắm đau đớn cùng cảm giác áp bách. Đó là bởi vì sự vĩ đại của bọn hắn kỳ quan, đạo thiên kiếm cùng trời chiêu vũ hồn kích, đều bị hắc hồn ma thần nắm trong tay, tính mạng của bọn hắn, cùng vĩ đại kỳ quan tương liên. Nếu là hắc hồn ma thần có đầy đủ trí tuệ, bây giờ chỉ cần bóp nát Diệp thần cùng vũ tổ vĩ đại kỳ quan, hai người không chết cũng muốn trọng thương. Tuy nói hai người vĩ đại kỳ quan, nội tình minh mông thâm hậu, liền xem như đỉnh cấp thiên đế, cũng không khả năng bóp nát, nhưng hắc hồn ma thần chính là độ chi mảnh vụn khí linh, nó mượn nhờ độ chi mảnh vụn sức mạnh, hoàn toàn có thực lực làm đến điểm này. Nhưng rõ ràng, hắc hồn ma thần tôn này khí linh, cũng không có cùng người tương đối trí tuệ. Tựa hồ chỉ có một chút chiến đấu giết hại bản năng, nó cũng không có nhìn thấy Diệp thần cùng vũ tổ nhược điểm, một tay nắm lấy thiên chiêu vũ hồn kích, một tay nắm lấy đạo thiên kiếm, rít lên một tiếng,
liền đem một kiếm này một kích ném ra ngoài, phân biệt bắn về phía Diệp Thần cùng Vũ Tổ hai người. Một kích này tương đương hung hãn, nhưng Diệp Thần cùng Vũ Tổ thấy, ngược lại lòng sinh vui sướng, trong lòng âm thầm may mắn Hắc Hồn Ma Thần trí tuệ không cao, bằng không nó vừa mới trực tiếp bóp nát binh khí mà nói, hai người liền nguy hiểm. Lúc này Đạo Thiên Kiếm cùng Thiên Chiêu Vũ Hồn Kích bay vụt trở về, mặc dù uy thế hung hãn, nhưng Diệp Thần cùng Vũ Tổ đều có ứng đối thủ đoạn, không chút kinh hoàng. Diệp Thần sử dụng Thiên Cung Chiết Mai Thủ, hai tay tại trong chớp mắt, liên vẽ thiên bách vòng tròn, đem Đạo Thiên Kiếm bắn tới kinh lực đều hóa giải mất, cuối cùng một lần nữa đem kiếm tiếp lấy, thu hồi thể nội. Vũ Tổ nhưng là trực tiếp lấy cường hoành thể phách cùng sức mạnh, ngạnh sinh sinh dùng tay trái đem Thiên Chiêu Vũ Hồn Kích kế tiếp, cánh tay trái xương cốt răng rắc bạo liệt nát bấy, lập tức đã mất đi sức mạnh, cực lớn sắc bén đau đớn truyền đến. Vũ Tổ ra mặt giật giật, nhưng trong mắt chiến ý vẫn như cũ cương nghị bất khuất, một đầu cánh tay trái phế bỏ, hắn còn có một đầu cánh tay phải. Bất quá, Vũ Tổ cùng Diệp Thần đều biết rõ Hắc Hồn Ma Thần cường hãn, hai người không còn dám lỗ mãng thẳng anh kỳ phong, người nhẹ nhàng lui lại. Mà kỳ quái là, Hắc Hồn Ma Thần gặp hai người cách xa, liền không đuổi theo, chỉ ở dưới chân phương viên chi địa bồi hồi, như cố thủ địa bàn mình dã thú. Sư tôn, làm sao bây giờ? Diệp Thần mắt nhìn hướng Vũ Tổ, cũng là cảm thấy vô cùng khó giải quyết, hắn thực sự không biết còn có cái gì biện pháp, có thể đối phó Hắc Hồn Ma Thần. Vũ Tổ suy nghĩ một chút, nhìn xem tại chỗ cố thủ Hắc Hồn Ma Thần, nói, cái này Ma Thần tại thủ hộ một thứ, ta suy tính đến, kia hẳn là nó tinh thần cùng mệnh huyết khí thác chỗ, nếu là chúng ta có thể cướp được vật kia, có lẽ có thể phá hư đạo tâm của nó mệnh tính chất, để nó triệt để sụp đổ, như thế liền có thể không chiến mà thắng. Diệp Thần nhãn tình sáng lên, nói, không chiến mà thắng, còn có loại chuyện tốt này. Gia hỏa này tại thủ hộ đồ vật gì? Hắn gặp Hắc Hồn Ma Thần chỉ ở tại chỗ cố thủ, cũng không truy kích hắn cùng Vũ Tổ, mặt mũi tràn đầy cảnh giác đề phòng chi ý, tựa hồ thật là tại thủ hộ đồ vật gì, hơn nữa bản năng phía dưới, sợ bị người đoạt đi. Trong tay Vũ Tổ hiển hóa mây khói bên trong hiện ra một màn thiên cơ hình ảnh, trong tấm hình một gốc cây bồ đề. Thân cây lá cây rõ ràng đều là màu đen, tràn ngập vô biên ma khí, nhưng lại có từng sợi hào quang màu vàng, tại nhánh cây ở giữa không ngừng lưu chuyển lấy, tràn ngập rộng rãi luân hồi khí. Đây là... Diệp Thần tò mò nhìn gốc cây này cây bồ đề. Phú Tổ nói, đây là địa ngục cây bồ đề, là độ chi mảnh vụn năng lượng dị tượng kết tinh, mà lại là cấp cao nhất một đạo kết tinh, vốn là phối hợp tại độ chi mảnh vụn phụ cận, bây giờ ngay tại Hắc Hồn Ma Thần đất dưới chân thực chất phía dưới. Ta suy tính đến, cái này địa ngục cây bồ đề, là có thể kết quả, chờ kết xuất bồ đề quả, ăn sau đó, liền có thể tăng lên rất nhiều trí tuệ con người, không chỉ đối với nó tới nói rất trọng yếu, đối với bất luận cái gì võ giả tới nói cũng là kinh khủng tài nguyên. Hắc Hồn Ma Thần không có ai trí tuệ, nó bản năng phía dưới, liền nghĩ dựa vào bồ đề quả, tạo ra trí tuệ, không có trí khôn mà nói, nó chỉ có một thân sức mạnh, cũng bất quá tương đương với một đầu giữ nhà chi khuyển, chỉ có thể nhìn trông coi độ chi mảnh vụn. Mà không thể chân chính chấp trường. Diệp Thần nhìn xem cái kia cây bồ đề, gặp trên cây kết có màu đỏ bồ đề hoa, nhưng còn không có chân chính kết quả, hắn hình như có sở ngộ, nói, cho nên nói, chỉ cần chúng ta hủy đi cây bồ đề, liền có thể gián tiếp phá hủy Hắc Hồn Ma Thần ký thác tinh thần, để nó triệt để sụp đổ. Phú Tổ nói, đừng phá hủy cũng quá lãng phí, đây chính là độ chi mảnh vụn đỉnh cấp năng lượng kết tinh A, chờ sau này kết xuất bồ đề quả, sau khi uống. Ngoại trừ đề thăng trí tuệ, tự thân tu vi cũng có thể nhận được thiên đại tăng thêm, chúng ta chỉ cần nghĩ biện pháp lấy đi cây bồ đề, cũng đủ để cho Hắc Hồn Ma Thần hỏng mất. Diệp Thần nghĩ thầm cũng là, cái này địa ngục cây bồ đề năng lượng khí tượng, nhìn so với hắn độ ngục vương tọa, còn hùng hậu hơn nhiều lắm, nếu là phá hủy mà nói, đích xác có chút quá phí của trời. Sư tôn, cái kia Hắc Hồn Ma Thần ở đó trấn thủ lấy, chúng ta làm sao có thể cướp đi cây bồ đề? Diệp Thần hỏi. Từ đầu đến cuối, Hắc Hồn Ma Thần cũng không có rời đi nó dưới chân phương viên chi địa, chính là muốn thủ hộ lấy cây bồ đề, chờ đợi kết quả, miễn cho bị người khác cướp đi. Phú Tổ hướng thiên nữ nhìn một cái, thiên nữ hiểu ý, đi tới. Phú Tổ nói, ta cùng thiên nữ trước tiên ngăn chặn Hắc Hồn Ma Thần, ngươi chui vào lòng đất đến cướp đoạt địa ngục cây bồ đề, bất quá cái kia Hắc Hồn Ma Thần, biết ngươi muốn cướp cây, nó nhất định sẽ nổi điên, ta cùng thiên nữ kéo không được quá lâu. Ngươi nhất định phải nhanh chóng giải quyết. Chỉ cần có thể cướp đi cây bồ đề, thì tương đương với đoạn mất Hắc Hồn Ma Thần vận mệnh, nó nhất định phải sụp đổ.
như thế chúng ta liền có thể không chiến mà thắng. Lâu bền chiến đấu, đã để vũ tổ khí tức đại đại tiêu hao, hắn bây giờ muốn ngăn chặn hắc hồn ma thần mà nói, nhất định là vô cùng phí sức. Cho nên, kế hoạch này, có chút mạo hiểm, một khi hắc hồn ma thần nổi điên, vũ tổ cùng thiên nữ chưa hẳn chống đỡ được. Vũ tổ là thiên chiêu võ thần, tính mệnh cùng thiên đạo tương liên, chỉ cần thiên đạo bất diệt, từ trên lý luận nói, hắn thì sẽ không chết. Nhưng hắc hồn ma thần sau lưng độ chi mảnh vụn sức mạnh, lại đã vượt ra thiên đạo, hoàn toàn có thể giết chết hắn. Diệp thần cũng biết kế hoạch này mạo hiểm, nhưng hắn âm thầm suy tính một chút cát hung cùng phương pháp phá cuộc, cũng phát hiện muốn phá cục, cũng chỉ có dựa vào vũ tổ biện pháp này. Hảo, sư tôn, thiên nữ, các ngươi giúp ta ngăn chặn, ta đi đoạt địa ngục cây bồ đề. Diệp thần đáp ứng, nội tâm rất gấp gáp. Vũ tổ gật gật đầu, hướng thiên nữ hỏi, thiên nữ, ngươi ngoại trừ băng hoàng thánh điển, còn có hay không cái gì thủ đoạn, có thể dùng đến đối phó hắc hồn ma thần. Thiên nữ suy nghĩ một hồi, nói, còn có một môn chân lý tế đàn, là sư phụ ta nguyên thiên đế hạch tâm đạo thống, trong đó một chiêu đại huyết tế, lấy máu tươi cung phụng thiên đạo, nhưng phải vô cùng uy năng chúc phúc. Chỉ là, máu của ta, sức mạnh còn chưa đủ. Vũ tổ hào sảng nói, dùng ta huyết. Môn này chân lý tế đàn đi, ta cũng đã được nghe nói, đích thật là nguyên thiên đế tuyệt học, nguyên thiên đế là 72 trụ thần, thủy long vương hóa thân. Hắn lấy chân lý tế đàn câu thông thiên đạo, có thể câu thông cũng không chỉ là thiên ma đạo phương, còn có thái sơ chi quang. Đây chính là chân chính vô thượng tuyệt học, người nên thật tốt tu luyện, về sau phi thăng tinh không bị ngạn, liền có cơ hội câu thông thái sơ. Tại không không lúc nào khoảng không, không nhìn thấy thái sơ chi quang, nhưng ở tinh không bị ngạn mà nói, có thể mơ hồ nhìn thấy thái sơ một điểm quang huy, thái sơ chi quang mới là vạn vật trung cực khởi nguyên, là hết thảy đầu nguồn. Là chân chính cuối cùng đạo. 72 trụ thần, đối với thái sơ đều có cực sâu nghiên cứu, chúng thần quang chi đạo, có bất đồng riêng chỗ, Phật gặp vĩ ngạn, tiên gặp mờ mịt, ma gặp cứu rỗi, thái sơ chi quang, đạo hóa vạn pháp, chỉ cần có thể lĩnh ngộ một chút, câu thông một chút, đều có vô cùng tạo hóa. Nguyên thiên đế thiên đường thánh đạo, chân lý tế đàn, đều cùng thái sơ có liên quan, cho nên vô cùng ảo diệu, là chân chính đỉnh cấp tuyệt học, tu luyện sau có thể được lợi cả đời. Thiên nữ gật đầu nói, ta biết, nguyên thiên đế sư phụ đủ loại tuyệt học, ta nhật nhật siêng năng tu luyện, không dám có một ngày hoang phế. Vũ tổ nói, ân, sư phụ ngươi nguyên thiên đế, trước mắt thức tỉnh đến mức nào? Hắn là thủy long vương hóa thân, chân thân là một con rồng, kết cấu thân thể có long châu, vảy rồng, long chảo, long nhãn, long huyết, thịt rồng, xương rồng, long đầu, tim rồng các loại, thức tỉnh mỗi thêm một bước, thực lực liền cường đại một phần. Đến cuối cùng cơ thể hoàn toàn thức tỉnh, là hắn có thể lần nữa khôi phục trụ thần quyền chuôi, sư phụ ta thiên đạo nữ thần, đối với hắn thế nhưng là tôn sùng vô cùng, nói hắn là chân chính không biết sợ cường giả. Diệp thần nghe được vũ tổ lời này, cảm thấy lấy làm kỳ, suy nghĩ, vũ tổ có sư phụ, là thiên đạo nữ thần mưa bụi điệp. Đó không phải là hoa nhài sao? Trước mắt thiên đạo nữ thần mưa bụi điệp chuyển thế, cái kia gọi hoa nhài tiểu nữ hài, bị Diệp thần gửi nuôi tại Nam Châu Thiên. Nếu là vũ tổ sư phụ là thiên đạo nữ thần, cái kia hoa nhài chẳng phải là trở thành Diệp thần sư tổ. Diệp thần nghĩ như vậy, trong lòng liền có loại 10 phần hoang đường cảm giác. Thiên nữ khẽ gật đầu một cái nói, sư phụ thức tỉnh đến mức nào, ta cũng không biết, bây giờ không nói cái này, hay là trước đối phó hắc hồn ma thần. Vũ tổ mỗi ngày nữ hình như có dấu diếm, liền rất thông minh không hỏi thêm nữa, hơn nữa thiên nữ cũng đích xác nói không sai, bây giờ đối phó hắc hồn ma thần khẩn yếu nhất. Nếu như không đem hắc hồn ma thần giải quyết hết mà nói, bọn hắn rất có thể cũng phải chết ở đây, vậy nói gì cũng không ý nghĩa. Thương nghị cố định, Diệp thần, vũ tổ, thiên nữ ánh mắt của ba người, liền cùng nhau nhìn về phía hắc hồn ma thần, sau đó, ba người thận trọng lần nữa hướng về hắc hồn ma thần đi đến gần. Hắc hồn ma thần nhìn thấy ba người tới gần, màu đỏ thẫm đồng tử bên trong, liền lộ ra một vòng hung mang, trong cổ họng phát ra mang theo phẫn nộ cảnh cáo ý vị tiếng gầm. Vũ tổ cùng thiên nữ tương vọng một mắt, hai người ăn ý gật đầu, thiên nữ hai tay kết ấn, lập tức bắt đầu thi pháp, như ngà voi ra thịt tuyết trắng bên trong, hiện ra ngàn vạn sợi thần thánh thuần trắng hào quang, đồng thời tại sau lưng ngưng kết ra một tòa to lớn cổ lão tế đàn, chính là chân lý tế đàn. Vũ tổ, thiên nữ hướng về phía vũ tổ kêu một tiếng, ân, vũ tổ tay phải lôi ra một đầu khí nhận, đem tay trái mình cổ tay cắt, lập tức cuồn cuộn hừng hực máu tươi. Liền điên cuồng hướng về chân lý tế đàn chút xuống tiếp.
thân là thiên chiêu võ thần, tu vi đến gần vô hạn siêu phẩm thiên đế tồn tại, vũ tổ đế huyết 10 phần hừng hực, một giọt máu năng lượng, có thể so với ngàn vạn đại vũ trụ, hắn cuồn cuộn thiên đế huyết chút xuống đến chân lý trên tế đàn, lập tức cả tòa tế đàn, đều kịch liệt vù vù đứng lên, trắng noãn tế đàn liền hóa thành huyết sắc. Ông! Sau đó, tại thiên nữ tác pháp khu động phía dưới, chân lý tế đàn phun ra một đạo kinh thiên cột máu, xông thẳng lên thiên, đem thiên khung đánh xuyên qua ra một cái cực lớn trong suốt lỗ thủng. Lỗ thủng bên trong có vô cùng như thủy tinh tia sáng, như là thác nước vung vãi xuống. Đó là thiên đạo tia sáng, thiên đạo chân quang, chính là lộ ra như thủy tinh màu sắc. Thiên nữ thủ quyết đưa ra, cuồn cuộn thiên đạo chân quang, liền mang theo cường hoành uy áp, như hủy diệt hải triều sóng lớn, hướng về hắc hồn ma thần bao phủ mà đi. Gào! Hắc hồn ma thần tức giận, này thiên đạo chân quang uy áp, để nó cũng cảm nhận được một tia nguy hiểm, nó lập tức ngưng kết độ chi mảnh vụn năng lượng. Hóa ra một cái hắc sắc cự kiếm, một kiếm giống như bổ hải chém về phía này thiên đạo chân quang quang chiều. Xoẹt một tiếng, hắc hồn ma thần kiếm khí hạo đáng, liền đem quang chiều bổ ra, nhưng quang chiều ẩn chứa bàng bạc uy áp, lại là để nó ra thịt triệt để băng liệt, máu chảy như suối giống như chảy ra, hơn nữa trên đường chân trời, còn có liên tục không ngừng thiên đạo quang mang chút xuống. Tức giận hắc hồn ma thần, mặc dù trí tuệ không cao, nhưng cũng nhìn ra hết thảy mấu chốt. Là thiên nữ sau lưng chân lý tế đàn. Nó lập tức huy kiếm, hung hãn vô song hướng thiên nữ chém giết đi qua. Thiên nữ giật mình, nàng dựa vào vũ tổ máu tươi hiến tế, gọi đến thiên đạo chân quang, cái kia kinh thế quang triều, đủ để chôn vùi đỉnh cấp thiên đế, nhưng thế mà không có để cho hắc hồn ma thần chịu đến bao nhiêu tổn thương, có thể thấy được này ma thực lực đáng sợ đến cỡ nào, độ chi mảnh vụn năng lượng, thực sự quá không thể tưởng tượng, chân chính nghịch thiên, vượt qua thiên đạo sức mạnh. Vũ tổ mắt thấy hắc hồn ma thần giết đến, hừ một tiếng, lập tức một tay huy động thiên chiêu vũ hồn kích giết ra, chanh một tiếng, ngăn trở hắc hồn ma thần cự kiếm, va chạm ra liên tiếp hỏa hoa. Hắn cánh tay trái xương cốt vỡ vụn, đã bị thương nặng mất đi sức chiến đấu, nhưng tay phải còn có thể chiến đấu. Vũ tổ lúc này liền cùng hắc hồn ma thần chiến đấu với nhau, thiên nữ ở bên lấy chân lý tế đàn triệu hoán ánh sáng của bầu trời trợ chiến. Diệp thần, mau ra tay! Thiên nữ hướng về phía Diệp thần quát lên. Diệp thần gặp vũ tổ cùng thiên nữ hợp lực, thậm chí triệu hoán thiên đạo sức mạnh trợ chiến, cũng không thể thắng qua hắc hồn ma thần, trong lòng của hắn cũng là sợ hãi thán phục này ma thực lực mạnh, tái chiến tiếp, chỉ sợ cũng không có một điểm phần thắng, chỉ hy vọng vũ tổ lời nói chi pháp, thật có thể đưa đến tác dụng. Ta đi, các ngươi cẩn thận. Diệp thần một cái lắc mình, sử cái độn pháp, liền lẻn vào hắc hồn ma thần đất đai dưới chân bên trong đi. Giống. Hắc hồn ma thần thấy thế, lập tức phát ra một tiếng khẩn trương sợ hãi phẫn nộ tới cực điểm tiếng giống to, không lo được cùng vũ tổ đánh nhau, điên cuồng một trường đem vũ tổ đẩy lui, lại nắm chặt trong tay cự kiếm, trở tay một kiếm hướng về dưới mặt đất xuyên thẳng xuống. Nó bản năng dự cảm đến, Diệp thần chui vào lòng đất, là muốn trộm trộm nó địa ngục cây bồ đề, nó nhất thiết phải ngăn cản, bây giờ liền muốn một kiếm cách đem Diệp thần đâm chết. Súc sinh, dừng tay. Vũ tổ hét lớn một tiếng. Vội vàng cắn chót lưỡi, phun ra ra tinh huyết, rơi vào thiên chiêu vũ hồn kích phía trên, lại một kích quét ngang, miễn cưỡng cản lại hắc hồn ma thần cự kiếm. Mà lúc này Diệp thần, đã thật sâu chui vào lòng đất phía dưới. Hắc hồn ma thần đất dưới chân thực chất, quả nhiên là có động thiên khác, dưới mặt đất có một mảnh rộng lớn thế giới, cũng không có trong tưởng tượng của hắn âm u ẩm ướt, ngược lại có hào quang nhỏ yếu tại bốn phía tràn ngập, dường như là một loại nào đó không biết khoáng thạch tản mát ra. Mảnh thế giới này trung ương nhất, đứng sừng sững lấy một cây đại thụ, thân cây lá cây cũng là màu đen, phía trên kết màu đỏ bồ đề hoa, toàn thân lại lượn lờ một tầng kim sắc luân hồi quang hà, khí tượng rộng rãi, chính là Diệp thần muốn tìm kiếm địa ngục cây bồ đề, vô cùng nổi bật, hắn vừa đến đã thấy được. Cả cây bồ đề, chừng cao trăm trượng, cành lá xanh tươi, trong lòng Diệp thần vui mừng, đi nhanh tới, liền thấy cây bồ đề có từng cây cường tráng rễ cây. Như mãng long từng cục, thật sâu đâm vào sâu trong lòng đất. Vừa nhìn thấy những cây này căn, Diệp thần vui sướng tâm tình lập tức liền lạnh một nửa, lẩm bẩm. Cái này cây bồ đề, cắm rễ sâu như vậy, ta làm sao có thể mang đi? Tinh thần hắn đảo qua, liền cảm thấy gốc cây này địa ngục cây bồ đề, trăm ngàn đầu rễ cây lại có ngàn vạn đầu xúc tu, thật sâu xuyên vào mảnh này sụp đổ di tích cổ sâu trong lòng đất, cùng địa mạch triệt để quấn quanh liên lụy, thiên ti vạn lũ liên lạc lấy. Muốn rút ra cây bồ đề mang đi mà nói, trừ phi đem toàn bộ sụp đổ di tích cổ địa mạch,
nhổ tận gốc, cái kia đừng nói hắn, liền xem như đỉnh cấp thiên đế, siêu phẩm thiên đế, thậm chí là không thể nói cường giả, đều khó có khả năng làm đến, đây là không không lúc nào khoảng không nhân lực không thể bằng sự tình. Phú tổ sư tôn cũng không nói cho ta biết, cái này cây bồ đề cắm dễ sâu như thế, căn bản không có khả năng mang đi a. Diệp thần thần sắc càng thêm ngưng trọng, phú tổ chỉ là suy tính đến thiên cơ, biết có địa ngục cây bồ đề tồn tại, nhưng cũng không có thực sự thấy qua. Bây giờ Diệp thần tận mắt thấy, mới biết được cây này, căn bản không có khả năng rút ra mang đi. Đại hoang thâu thiên thuật. Diệp thần khẽ cắn môi, chưa từ bỏ ý định thử một chút, đại thủ vung ra, thi triển ra đại hoang thâu thiên thuật, một cỗ hỗn độn thần mang từ bàn tay hắn lan tràn ra, bao trùm ở địa ngục cây bồ đề. Nhưng, khi Diệp thần phát động trộm cắp, lại không cách nào dung chuyển cây bồ đề một chút. Xem ra là trộm không đi, ai, chỉ có thể đem phá hủy. Diệp thần có chút bất đắc dĩ nhìn xem trước mắt cây bồ đề, liền cảm thấy có điểm tiếc hận, cái này cây bồ đề năng lượng linh khí 10 phần nồng đậm, trực tiếp phá hủy mà nói, đích thật là phung phí của trời. Nhưng bây giờ lại không mang được, Diệp thần cũng chỉ có thể phá hủy, hắn sụp đổ pháp, nắm giữ lực tàn phá to lớn, muốn phá hủy gốc cây này cây bồ đề mà nói, miễn cưỡng cũng có thể làm được. Huynh đài chậm đã. Ngay tại Diệp thần chuẩn bị thi triển sụp đổ pháp, phá hủy cây bồ đề thời điểm, một đạo vừa dày vừa nặng âm thanh, từ phía sau hắn vang lên. Diệp thần lập tức dùng mình, nhìn lại, liền thấy một người mặc hắc bào nam tử, chẳng biết lúc nào bắt đầu, lại xuất hiện tại chính mình đằng sau. Cái này hắc bào nam tử, là khi nào xuất hiện, Diệp thần hoàn toàn không biết. Lấy tu vi của hắn lúc này, cho dù là đỉnh cấp thiên đế, muốn tới gần thân thể của hắn tả hữu, không bị hắn phát giác, đó cũng là chuyện không thể nào. Nhưng cái này hắc bào nam tử, thế mà như kiểu quỷ mị hư vô lặng yên không một tiếng động xuất hiện, mà hắn lại không có chút phát hiện nào, nếu như đối phương có ý làm hại, đây chẳng phải là hỏng bét. Đây là một cái nghịch thiên cường giả, so đỉnh cấp thiên đế còn muốn lợi hại hơn rất nhiều rất nhiều. Diệp thần trong lòng liền toát ra ý nghĩ này, ánh mắt cẩn thận lại cảnh giác đánh giá hắc bào nam tử. Chỉ thấy hắc bào nam tử khuôn mặt, lạnh lùng mà thâm thúy, tựa như điêu khắc tại trên cứng rắn hắc diệu thạch hình dáng, góc cạnh rõ ràng. Con mắt càng là như thâm thúy hắc động, phảng phất cắn nuốt hết thảy quang minh, chỉ còn lại sâu không thấy đáy hắc ám. Chỉ là, hắc bào nam tử ánh mắt, lại hết sức cổ quái, mang theo phảng phất sớm đã xem thấu thế gian vạn vật sinh tử luân hồi tang thương, lại có một cỗ quanh năm chịu đủ dày vò phong xương đau đớn, loại thống khổ này hắn mặc dù tận lực che giấu, nhưng lại không thể hoàn toàn che đậy kín, đó là một loại khắc vào cốt tủy khổ sở, cô độc tịch mịch cùng cực khổ xen lẫn, Diệp thần 10 phần bén nhạy phát giác. Khi Diệp thần bắt giữ hắc bào nam tử tu vi khí tức, liền cảm thấy một cỗ thần bí cùng cường đại, hắn hoàn toàn nhìn không thấu, cái sau tồn tại, phảng phất vượt qua thời gian cùng không gian giới hạn, vượt qua không không, thậm chí vượt qua thiên đạo. Loại này khí tức cường đại, khí tức thần bí, khí tức tang thương, đau đớn khí tức, che đậy thiên đạo khí tức, Diệp thần chỉ có tại trụ thần trên thân mới cảm nhận được qua. Ngoại trừ 72 trụ thần, thế gian không có bất kỳ người nào có thể nắm giữ thống khổ như vậy khắc cốt ánh mắt, như thế thê lương tang thương, đó là quanh năm chịu đủ phần thiên đại kiếp mang tới vô tận đau đớn. Còn có trụ thần đặc hữu khí tức cường đại, hoàn toàn vượt qua thiên đạo, tuyệt đối không phải thế gian bất luận kẻ nào có thể có. Ngươi là trụ thần? Diệp thần ngẩn ngơ, vô ý thức liền thốt ra hỏi. Hắc bào nam tử cũng là ngẩn ngơ, không nghĩ tới Diệp thần ánh mắt sắc bén như thế, thế mà một mắt liền nhìn thấu thân phận của hắn, hắn cười khổ một tiếng nói. Không hổ là luân hồi chi chủ, ánh mắt quả nhiên cay độc, ân, ta đích xác là 72 trụ thần một trong. Diệp thần lập tức tê cả ra đầu, nói, không biết tiền bối là trong 72 trụ thần vị kia. Hắn gặp hắc bào nam tử thái độ ôn hòa, đối với hắn rõ ràng không có ác ý, nhưng trụ thần cường đại, để cho hắn cũng không dám buông lỏng chút nào sơ suất, bắp thịt cả người căng thẳng, cả người như một đầu ngửi được nguy hiểm toàn thân đề phòng dã thú. 72 trụ thần. Loại này cấp bậc tồn tại trí cao, nếu như không để ý thế giới quy tắc hạn chế, cưỡng ép xuất thủ, cái kia Diệp thần cùng sâu kiến không sai biệt lắm, trụ thần tiện tay liền có thể bóp chết hắn. Hắc bào nam tử một tiếng thở dài, nói, ta là Diêm Ma Tử Thần. Diệp thần vừa nghe đến Diêm Ma Tử Thần bốn chữ, lập tức lại ngây dại, lại là một hồi lông tơ dựng thẳng, lớn tiếng nói, ngươi là Diêm Ma Tử Thần. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Căn cứ Diệp thần biết. 72 trụ thần bên trong, tồn tại một vị đã chết trụ thần, đó chính là Diêm Ma Tử Thần.
trụ thần lực lượng cường đại đến thế gian không có bất kỳ vật gì, có thể giết chết bọn hắn, liền chính bọn hắn, cũng không thể giết chết chính mình, chỉ có thể một mực tại vô tận phần thiên đại kiếp trong thống khổ sống sót, tiếp nhận vĩnh hằng dày vò. Lúc mới bắt đầu nhất, trụ thần nhóm hóa thân ngàn vạn, tại hồng trần trò chơi khoái hoạt, nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, phần thiên đại kiếp mang tới đau đớn, là bất luận cái gì hưởng lạc đều không thể che giấu, thế gian hết thảy khoái hoạt, đối bọn hắn tới nói, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, chỉ có biến thành quang, mới có thể được đến cuối cùng giải thoát. Nhưng biến thành quang, lại 10 phần gian khổ, trước mắt còn không có bất luận cái gì trụ thần có thể làm được, cho nên có không ít chịu đau đớn dày vò trụ thần, thực sự không chống nổi, chỉ cầu chết một lần đã giải thoát, tỉ như thiên tổ. Nhưng trụ thần muốn chết, nhiều nhất nhục thân hủy diệt, linh hồn không còn ký thác, còn muốn bị hút vào hủy diệt chi hải bên trong đi, tiếp nhận so phần thiên đại kiếp càng mãnh liệt hơn đau đớn. Nghĩ chân chính thân hồn câu diệt, chân chính chết đi, trước mắt 72 trụ thần bên trong, truyền thuyết chỉ có Diêm Ma tử thần chân chính làm được. Nhưng bây giờ, Diệp thần trước mắt hắc bào nam tử, lại nói hắn chính là Diêm Ma tử thần. Chẳng lẽ, Diêm Ma tử thần còn chưa có chết? Hắc bào nam tử lộ ra vẻ thống khổ biểu lộ, nói, ta chết đi, nhưng ta lại sống lại. Ma ngục mệnh tinh là ta khi xưa nhục thân, cho nên ta phục sinh sau, liền xuất hiện ở đây. Diệp thần khẽ giật mình, nói, ngươi sống lại, đây là có chuyện gì, ai đem ngươi phục sinh? Hắc bào nam tử Diêm Ma tử thần cười khổ một tiếng, tựa hồ không muốn nhiều lời, chỉ khẽ gật đầu một cái. Ầm ầm. Lúc này, trên mặt đất truyền đến một hồi tiếng nổ thật to, hiển nhiên là vũ tổ cùng hắc hồn ma thần giao phong, đánh nhau càng kịch liệt. Diệp thần lo lắng, biết thời gian khẩn cấp, liền hướng Diêm Ma tử thần nói, tốt, tiền bối, đã ngươi không nói, vậy ta cũng không hỏi, hơn nữa ta không có thời gian, ta muốn phá hủy gốc cây này cây bồ đề, ngươi lui ra phía sau một chút. Nói xong liền gọi ra sụp đổ sách. Diêm Ma tử thần nói, không thể, địa ngục cây bồ đề chính là độ chi mảnh vụn tạo hóa ra kết tinh thần vật, cứ như vậy hủy đi, hơi bị quá mức đáng tiếc, hơn nữa đây coi như là ta nhục thân linh khí diễn hóa đi ra ngoài đồ vật, ngươi hủy diệt, lại phải cho ta bằng thêm một tia đau đớn, ta không cho phép. Cả viên ma ngục mệnh tinh, trên thực tế chính là dùng Diêm Ma tử thần thi thể tạo ra, cùng viên này mệnh tinh tương quan hết thảy dị tượng, cũng có thể xem như Diêm Ma tử thần bản thân diễn sinh ra tạo hóa. Cho nên mặc kệ là độ ngục vương tọa, hắc ngục chi dực, thiên ngục tử linh hoa, còn có Diệp thần trước mắt gốc cây này địa ngục cây bồ đề, sau lưng khởi nguyên cùng chủ nhân chân chính, cũng có thể nói là Diêm Ma tử thần. Ách! Diệp thần kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình nghĩ phá hủy cây bồ đề, thế mà lại còn cho Diêm Ma tử thần mang đến đau đớn, đây là hắn không có nghĩ tới. Diêm Ma tử thần thở dài, người muốn cái này địa ngục cây bồ đề, ta giúp ngươi rút ra chính là, hà tất phá hủy. Nghe vậy, trong lòng Diệp thần vui mừng, nói, tiền bối chịu hỗ trợ, kia thật là không thể tốt hơn nữa, tại hạ đi trước cảm ơn qua. Nói xong liền bái, trong lòng còn nghĩ gọi Diêm Ma tử thần hỗ trợ trấn áp hắc hồn ma thần, nhưng nghĩ đến trụ thần cũng không liền ra tay, hơn nữa lần đầu gặp mặt, sách yêu cầu này cũng quá mức va chạm đường đột, liền không có mở miệng. Diêm Ma tử thần khẽ gật đầu, nói, ta giúp ngươi, ngươi cũng phải giúp ta mới được, cái này gọi là đồng giá trao đổi, công bằng giao dịch. Diệp thần nói, không biết tiền bối muốn ta giúp cái gì. Diêm Ma tử thần nói, đem ta ăn, ngay tại lúc này, ăn ta. Diệp thần chỉ cho là mình nghe lầm, một hồi kinh ngạc, nói, tiền bối ngươi nói cái gì. Diêm Ma tử thần lần nữa trịnh trọng nói, đem ta ăn, ta nghĩ chân chính chết đi, chân chính giải thoát, ngươi đem ta ăn, lấy ngươi luân hồi huyết mạch sức mạnh, hẳn là có thể chứa được ta quyền hành. Ta phục sinh còn không có bao lâu. Sức mạnh không có khôi phục quá nhiều, còn 10 phần nhỏ yếu, ngươi bây giờ còn có thể ăn được ta, chờ thêm chút thời gian, ta sức mạnh khôi phục lớn mạnh, ngươi liền không ăn được. Diệp thần nghe giọng điệu của hắn, lại là nghiêm túc, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, nói, tiền bối, ta sao có thể ăn ngươi? Đừng nói giỡn. Diêm Ma tử thần nói, ăn ta, liền có thể hoàn toàn kế thừa lực lượng của ta cùng quyền hành, từ nay về sau, ngươi chính là mới Diêm Ma tử thần, ngươi có thể trở thành trụ thần. Lớn như thế cơ duyên, ngươi không muốn sao? Ngươi khổ tâm tu luyện, cũng bất quá là muốn trở nên mạnh mẽ thôi, ngươi ăn hết ta, kế thừa ta hết thảy, liền có thể trở thành trụ thần, không biết tiết kiệm ngươi bao nhiêu tâm huyết công phu, hơn nữa chính ngươi tu luyện, cũng không khả năng tu luyện tới chúng ta trụ thần loại cảnh giới này, như thế cảnh giới sinh nhi cũng có,
sinh ra không có, đời này cũng sẽ không lại có. Diệp thần vẫn lắc đầu, nói, không được, không được. Diêm ma tử thần nói, vì cái gì không được? Diệp thần nói, trụ lực lượng của thần, ta không có khả năng tiêu hóa, ta như cắn nuốt tiền bối, chỉ có thể bị sống sờ sờ no bạo. Trong lòng của hắn lại muốn, Diêm ma tử thần thực lực, cao hơn chính mình ra nhiều như vậy, nếu là thôn phệ đối phương, ý thức của đối phương, ngược lại phá tan ý thức của hắn, vậy hắn chẳng phải là thì tương đương với bị đoạt xá. Bất quá nhìn Diêm ma tử thần bộ dáng, cũng không có ác ý, Diệp thần liền không có đem lo âu trong lòng nói ra. Diêm ma tử thần nói, không có việc gì, người luân hồi huyết mạch, có thể tiếp nhận, hơn nữa ta phục sinh còn không có bao lâu, sức mạnh không có khôi phục bao nhiêu, bằng vào ta bây giờ quyền hành sức mạnh, người hoàn toàn có thể ăn được. Diệp thần vẫn là lắc đầu, nói, tiền bối nói, ta như cắn nuốt tiền bối, ta sẽ kế thừa ngươi hết thảy, cái kia chắc là bao quát phần thiên đại kiếp, bằng vào ta yếu ớt đạo tâm, còn không cách nào tiếp nhận phần thiên đại kiếp mang tới đau đớn. Phần thiên đại kiếp đau đớn, Diệp thần từ thiên tổ nơi đó cảm thụ qua một chút, kia thật là không thể hình dung hành hạ to lớn cùng đau đớn, lấy Diệp thần đạo tâm, đang cảm thụ đến một chút phần thiên đại kiếp mang tới đau đớn sau, hắn đều muốn làm chàng tự sát để cầu giải thoát, chớ nói chi là hoàn toàn hình thái phần thiên đại kiếp, vậy đơn giản là hắn không thể tưởng tượng cực lớn đau đớn. Nếu như kế thừa Diêm ma tử thần quyền hành, cái kia Diệp thần hơn phân nửa còn muốn tiếp nhận phần thiên đại kiếp, hắn tự nhiên không muốn. Liền xem như 72 trụ thần bản thân, cũng là cận kề cái chết cũng nghĩ thoát khỏi phần thiên đại kiếp. Diêm ma tử thần khẽ giật mình, Diệp thần lý do cự tuyệt, đích thật là vô cùng đang lúc, hắn suy nghĩ một hồi, nói. Ân, ngươi lo lắng phần thiên đại kiếp, đích thật là phải làm, ta ngược lại thật ra có nhiều chỗ không có cân nhắc đến. Nhưng cái gọi là đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được, ngươi kế thừa ta quyền hành, liền biết trụ lực lượng của thần, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, có thể bản thân cảm thụ đồng thời trưởng khống cỗ lực lượng này, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ không hối hận. Đến lúc đó, ngươi có thể quét ngang toàn bộ không không lúc nào khoảng không, thậm chí tinh không bỉ ngạn. Diệp thần nói, 72 trụ thần giữa lẫn nhau ký kết khế ước, không cho phép tại phản thiên thế giới ra tay, miễn cho phá hư thế giới này, ta coi như kế thừa tiền bối quyền hành, chỉ sợ cũng không cách nào vi phạm khế ước tùy tiện ra tay đi. 72 trụ lực lượng của thần mạnh mẽ quá đáng, bọn hắn xuất thủ, rất có thể dẫn đến toàn bộ phản thiên thế giới băng diệt. Thái sơ bày ra sáng thế nhiệm vụ, trước mắt chỉ có phản thiên thế giới, miễn cưỡng xem như một cái ổn định thế giới, chỉ cần lại quét sạch hắc ám, liền có cơ hội lấy được thái sơ tán thành. Sáng thế sau khi nhiệm vụ hoàn thành, tương quan trụ thần có thể biến thành quang, nhận được chân chính siêu thoát. Cho nên, đối với phản thiên thế giới, 72 trụ thần đều là vô cùng xem trọng, coi là mệnh căn tử, ai cũng không muốn nhìn thấy phản thiên thế giới bị hủy diệt. 72 trụ thần lập khế ước, chính là hạn chế mọi người ra tay, miễn cho phá hư thế giới, trụ thần nhóm chính mình không tiện ra tay, lại có rất nhiều chuyện muốn đạt tới, người đại diện liền theo thời thế mà sinh. Diệp thần coi như kế thừa Diêm ma tử thần quyền hành, chỉ sợ cũng không cách nào vi phạm trụ thần khế ước, tự thân phải bị đủ loại hạn chế, nửa điểm không tự do, lại có ý tứ gì. Diêm ma tử thần nói, không sao, người kế thừa ta quyền hành, lúc trụ thần đồ đằng còn không có thắp sáng, ngươi không nhận khế ước hạn chế, có thể tùy ý ra tay, ở trước đó, ngươi có đầy đủ thời gian, đem địch nhân của ngươi toàn bộ giết chết, muốn cái gì nữ nhân cũng có thể cướp đoạt lại, có hưởng chi vô tận phúc khí khoái hoạt, trong tin đồn thiên quốc thánh đường, cũng bất quá như thế. Diệp thần tiếp tục lắc đầu, nói, thiên đường sau đó chính là địa ngục, mấy người trụ thần đồ đằng thắp sáng, phần thiên đại kiếp chắc chắn sẽ tới đi. Ta không muốn tiếp nhận loại đau khổ này. Diêm ma tử thần gặp Diệp thần từ đầu đến cuối không chịu gật đầu, như núi đá giống như lạnh lùng trên khuôn mặt, cũng là hiện ra một cỗ bi thương cùng bất đắc dĩ, còn có thất vọng, hắn gật đầu cười khổ, nói, ân, đích xác, là ta quá làm khó, phần thiên đại kiếp đau đớn, ta cận kề cái chết cũng không muốn chịu. Người tự nhiên cũng là không muốn tiếp nhận. Diệp thần nói, tiền bối chịu thông cảm, kia thật là không thể tốt hơn nữa. Hắn còn lo lắng, Diêm ma tử thần sẽ thẹn quá hóa giận, trong lòng đã làm tốt triệu hoán thiên tổ chuẩn bị, nhưng hiện tại xem ra, Diêm ma tử thần thế mà ngoài dự đoán của mọi người thiện lương cùng ôn hòa, có thể thông cảm nổi khổ tâm riêng của hắn. Diêm ma tử thần thở dài một tiếng, nói, đã ngươi không chịu ăn ta, vậy ta không thể làm gì khác hơn là tìm người khác. Ngươi phải biết, thế gian này, có tư cách ăn được ta, kế thừa ta quyền hành người cũng không nhiều. Ngươi không chịu, ta
ta đi tìm người khác, vậy tương lai ngươi liền có thể thêm ra một cái kẻ địch nghịch thiên, đến lúc đó, ngươi cũng chớ có trách ta a. Trong lòng Diệp Thần run lên, khi nghe đến Diêm Ma Tử Thần lời này sau, liền cảm thấy mình tương lai, nhiều hơn một mảnh cực lớn khói mù cùng nguy cơ, phảng phất thật có người nào, tương lai sẽ kế thừa Diêm Ma Tử Thần quyền hành, đồng thời đối địch với hắn. Không biết tiền bối muốn đi tìm ai? Diệp Thần hỏi. Diêm Ma Tử Thần lắc đầu, nói, ta còn không biết, ta muốn đi ra ngoài xem, ta phục sinh sau đó, một mực tại nơi này chờ ngươi, bởi vì ta suy tính đến, sớm muộn có một ngày ngươi sẽ đến, đáng tiếc ta suy tính đến mở đầu, lại tính toán sai kết cục, ngươi thế mà không chịu ăn ta. Nói xong lời cuối cùng, Diêm Ma Tử Thần trong giọng nói cũng là mang theo sâu đậm bất đắc dĩ cùng tịch mịch, rõ ràng hắn không nghĩ tới, vô luận chính mình như thế nào thuyết phục, Diệp Thần chính là không chịu ăn hắn. Diệp Thần cũng chỉ có thể cười khổ trầm mặc. Diêm Ma Tử Thần nói, ta hỏi ngươi một lần nữa, luân hồi chi chủ, ngươi thật không chịu ăn ta. Ngươi nếu thật không chịu, từ một khắc này bắt đầu, tương lai vô số đầu tuyến thời gian, vô số người vận mệnh, thậm chí còn có sinh tử của chính ngươi vận mệnh, đều biết bởi vì quyết định của ngươi mà thay đổi. Thậm chí, tương lai của ngươi, rất có thể thêm ra một cái đáng sợ cường địch, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Diệp Thần nói, tiền bối thỉnh cầu quá mức hoang đường. Xin thứ cho ta không thể đáp ứng. Diêm Ma Tử Thần thở dài, tốt a, ai, đã như vậy, ta đi đây. Ta chờ ngươi đợi vài vạn năm, hôm nay cuối cùng tương kiến, mặc dù không thể toại nguyện, nhưng dù sao cũng là duyên phận, ngươi muốn gốc cây này địa ngục cây bồ đề, ta cho ngươi chính là, ngươi tốt nhất bảo trọng. Nói xong, Diêm Ma Tử Thần nhất câu ngón tay, cái kia địa ngục cây bồ đề liền đột ngột từ mặt đất mọc lên, trăm ngàn đầu rễ cây, ngàn vạn đầu xúc tu. Thế mà trong nháy mắt liền toàn bộ từ sâu trong lòng đất rút ra đi ra. Diệp Thần ngẩn ngơ, liền xem như siêu phẩm thiên đế, đạo quân cường giả, đều khó có khả năng rút ra cây bồ đề. Diêm Ma Tử Thần ngoác ngoác ngón tay, liền rút ra, trụ thần cường đại, có thể thấy được lốm đốm. Diêm Ma Tử Thần vung tay lên, cả cây địa ngục cây bồ đề, liền hóa thành một tia màu đen lưu quang, trốn vào trong cơ thể của Diệp Thần. Sau đó, hắn thân thể hóa thành một tia khói nhẹ sương mù. Trực tiếp biến mất ở Diệp Thần trước mắt, như lúc xuất hiện mị ảnh vô tung. Diệp Thần nhìn thấy Diêm Ma Tử Thần rời đi, trong lòng thất vọng mất mát, nhưng phía trên Hắc Hồn Ma Thần còn tại tàn phá bừa bãi lấy, hắn cũng không thời gian suy nghĩ nhiều. Lần này cự tuyệt Diêm Ma Tử Thần thỉnh cầu, tương lai của hắn, tất nhiên sẽ phát sinh vô tận thay đổi, nhưng bây giờ tự nhiên là không cách nào nghĩ lại quá nhiều. Diệp Thần cảm ứng một chút trong cơ thể, liền phát hiện thể nội địa ngục cây bồ đề, năng lượng bàng bạc. Thân cây bên trong còn có Hắc Hồn Ma Thần tưới nước máu tươi, thậm chí Hắc Hồn Ma Thần đem tự thân tinh thần cùng mệnh huyết, đều ký thác vào cây bồ đề phía trên, tính toán đợi bồ đề quả kết xuất tới sau, chính mình liền có thể lập tức phục dụng đồng thời hoàn toàn tiêu hóa, dưỡng ra trí tuệ. Chờ cái này cây bồ đề kết quả, ngược lại là tiện nghi ta. Diệp Thần nhếch miệng lên một nụ cười, liền đem cây bồ đề cấy ghép đến luân hồi mộ địa bên trong, cỡ nào vun trồng. Gào gào gào. Tại Diệp Thần cấy ghép đi địa ngục cây bồ đề sau, trên mặt đất, truyền đến từng đợt kinh thiên thảm thiết tiếng giống, tràn ngập đau đớn. Đó là Hắc Hồn Ma Thần tiếng kêu thảm thiết. Diệp Thần cướp đi cây bồ đề, liền tương đương là rút đi Hắc Hồn Ma Thần người lãnh đạo, đối phương ký thác tinh thần, lập tức liền muốn hỏng mất. Xem ra Vũ Tổ Sư Tôn nói không sai, ta lấy đi cây bồ đề sau, cái kia Hắc Hồn Ma Thần quả nhiên muốn hỏng mất. Trong lòng Diệp Thần vui mừng, thân thể một cái thiểm lược. Lập tức trở về mặt đất. Nhưng, khi Diệp Thần trở về mặt đất sau, hắn lại cảm nhận được từng trận cuồng loạn phong bạo, một đạo cuồng bạo kiếm mang, kém chút không có đem hắn đánh chết, may mà hắn phản ứng nhanh, miễn cưỡng tránh thoát. Chỉ thấy Hắc Hồn Ma Thần cao vạn trượng thân thể, bây giờ đã triệt để lâm vào điên cuồng bạo loạn trạng thái, cuồng hống kêu loạn, lại là tay chân loạn vũ, trong tay nắm cự kiếm tùy tiện vung chặt, chém giết ra từng cái hung hãn kiếm mang, đem chung quanh hỗn độn thời không đều chém vỡ. Đáng sợ kiếm khí phong bạo quanh quẩn bốn phía. Thậm chí, nó mi tâm khảm nạm độ chi mảnh vụn, năng lượng cũng đi theo trở nên bạo ngược, vô tận ma khí tản ra, tạo thành khói đen phủ kín đại địa. Diệp Thần lập tức liền cảm thấy một hồi ngạt thở, tại phủ kín khói đen đại địa bên trên, cước bộ cũng biến thành trì trệ, hành động chịu đến trở ngại to lớn. Suy suy suy, Hắc Hồn Ma Thần đạo tâm đã sụp đổ, cũng dẫn đến thân thể của nó trật tự cũng tại sụp đổ. Thân thể cao lớn không ngừng bốc khói, năng lượng bốc hơi, xem ra không cần bao lâu,
nó thì sẽ hoàn toàn sụp đổ hủy diệt thành nguyên thủy khí lưu, triệt để tiêu tan mất đi. Phú Tổ nói không sai, không có địa ngục gây bồ đề trèo trống, hắc hồn ma thần đích xác muốn sụp đổ, Diệp Thần bên này có thể không chiến mà thắng. Nhưng vấn đề là, bây giờ ở vào trạng thái tan vỡ hắc hồn ma thần, quả thực là điên cuồng, chém lung tung loạn giết, tại nó triệt để băng tán phía trước, chỉ sợ Diệp Thần, Vũ Tổ, Thiên Nữ ba người, đều muốn bị nó chém chết. Sư Tôn, Thiên Nữ. Diệp Thần nhìn thấy Vũ Tổ cùng Thiên Nữ, đang đứng tại thần chu thiên hình kiếm thành phương chu phía trên, đánh ra từng đạo phòng ngự ấn quyết, chống cự hắc hồn ma thần nổi điên tàn phá bừa bãi ra kiếm khí phong bạo. Độ chi mảnh vụn tàn mạn khắp nơi ra ma khí, tạo thành khói đen ma trướng phong tỏa bốn phía, Vũ Tổ cùng Thiên Nữ coi như muốn đi cũng đi không nổi, chỉ có thể nhắm mắt ngăn cản trèo trống. Nếu có thể chống đến cuối cùng, liền có thể nhận được độ chi mảnh vụn. Nếu như chống đỡ không được, cái kia Diệp Thần, Vũ Tổ, Thiên Nữ ba người đều phải chết, độ chi mảnh vụn cũng đem tiện nghi kẻ đến sau. Diệp Thần cấp tốc phi thân đi tới thần chu phía trên, điều động xuất thần giáp mệnh tinh năng lượng, hỗ trợ cùng một chỗ phòng ngự. Nhưng hắc hồn ma thần từng cái kiếm khí điên cuồng chém giết tới, thần chu bị rung chuyển, coi như lại thêm Diệp Thần thần giáp mệnh tinh, chỉ sợ cũng không ngăn cản được bao lâu. Thần giáp mệnh tinh là không không lúc nào khoảng không lực phòng ngự cường hãn nhất chi vật, nhưng hắc hồn ma thần sau lưng độ chi mảnh vụn sức mạnh, lại vượt qua không không, liền xem như Diệp Thần thần giáp mệnh tinh, cũng khó có thể ngăn cản. Diệp Thần, ngươi làm tốt, thật đem địa ngục cây bồ đề lấy đi, bất quá là gặp phải chút ngoài ý muốn đi. Thời gian so bên trong tưởng tượng ta còn muốn lâu, khục, ta cùng Thiên Nữ thiếu chút nữa thì kéo không nổi nữa. Phú Tổ nhìn thấy Diệp Thần bình yên trở về, thở dài một hơi, lộ ra một cái mệt mỏi nụ cười. Vừa mới hắn cùng Thiên Nữ, vì yểm hộ Diệp Thần, kéo dài thời gian, dùng hết toàn lực, mới ngăn chặn hắc hồn ma thần. Diệp Thần gặp ngày xưa thân hình khôi ngô Vũ Tổ, lúc này huyết nhục đã hoàn toàn tiêu tụy, hình như xương khô khô lâu, không khỏi mười phần đau lòng, có thể tưởng tượng được vừa mới chiến đấu, Vũ Tổ tiêu hao bao lớn, hắn bây giờ còn tại liều mạng, đánh ra từng đạo thiên đế phủ văn, phòng ngự bên ngoài kiếm khí phong bạo chém giết. Sư Tôn, ngươi khổ cực, xin lỗi, đích thật là gặp chút ngoài ý muốn. Diệp Thần vừa mới là đụng phải Diêm Ma Tử Thần, cho nên ngoài định mức hao phí chút thời gian. Nhưng không có Diêm Ma Tử Thần hỗ trợ, hắn cũng không khả năng mang đi địa ngục cây bồ đề. Thiên Nữ làn da cũng là mười phần ảm đạm, rõ ràng cũng là tiêu hao rất lớn, ngày xưa nhu thuận tóc xanh lại như cỏ khô giống như tán lạc, bộ dáng chi suy yếu, thật sự là Diệp Thần trước đây chưa từng gặp, nàng khẽ cắn môi, nói. Cái này hắc hồn ma thần, đích thật là nhanh hỏng mất, nhưng nó sụp đổ phía trước điên cuồng, chúng ta cũng không chịu nổi a. Tiếp tục như vậy nữa. Chúng ta muốn bị nó sống sờ sờ đánh chết. Hắc hồn ma thần hung hãn như vậy, thật sự là vượt qua Thiên Nữ tưởng tượng, coi như nàng và Diệp Thần, Vũ Tổ là trạng thái toàn thịnh, chỉ sợ đều khó mà ngăn cản hắc hồn ma thần điên cuồng như vậy công kích, chớ nói chi là bây giờ nàng và Vũ Tổ khí tức, đã sắp khô kiệt. Nàng ngược lại là muốn trốn tránh rời đi, nhưng độ chi mảnh vụn bây giờ tàn phá bừa bãi ra ma khí, hình thành khói đen ma trướng, tựa như địa ngục vây nhốt lấy bốn phía. Nàng và Vũ Tổ căn bản là không có cách thoát đi. Diệp Thần sắc mặt lập tức trầm xuống, vốn còn nghĩ lấy đi cây bồ đề sau, rút mất hắc hồn ma thần người lãnh đạo, liền có thể gối cao không lo, nhưng không nghĩ tới, lại lâm vào càng lớn lớn trong nguy hiểm. Vũ Tổ biểu lộ cũng là càng cứng ngắc, càng ngày càng cảm thấy mình sắp không chịu được nữa, thở dài một tiếng nói, tựa hồ thật muốn không chịu nổi a, chẳng lẽ chúng ta ba người hao tổn tâm huyết, kết quả là càng là công dã tràng, muốn vì người khác làm áo cưới. Diệp Thần trong lòng hơi động, nhớ tới Nhậm Phi Phàm cho hắn Bạch Vũ, lập tức liền lấy ra, nói, Sư Tôn, Thiên Nữ, các ngươi không cần hoảng, ta triệu hoán Nhậm tiền bối buông xuống chính là. Diệp Thần mặc dù không muốn để cho Nhậm Phi Phàm nhiễm quá nhiều nhân quả, nhưng trong lúc trước mắt, tình thế nguy cấp đến vạn phần, hắn cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể triệu hoán Nhậm Phi Phàm buông xuống. Lập tức, Diệp Thần liền chuẩn bị thiêu đốt Bạch Vũ, trực tiếp triệu hoán Nhậm Phi Phàm. Siêu. Nhưng ngay lúc này, một đạo sáng chói tiễn mang, như là cỗ sao chổi bay vụt mà tới, bộc một tiếng, liền xạ kích tại hắc hồn ma thần mi tâm độ chi mảnh vụn bên trên. Lúc này hắc hồn ma thần, thân thể đã gần như sụp đổ, chợt gặp hung hãn như vậy một tiễn, màu vàng kia độ chi mảnh vụn, lập tức liền bị bắn rơi, theo nó trên trán rớt xuống. Giống, hắc hồn ma thần phát ra một tiếng thật dài rên rỉ,
thân thể cao lớn trong nháy mắt như một tòa sụp đổ như núi cao sụp đổ bạo diệt, cũng dẫn đến kiếm trong tay hóa thành từng sợi sương mù, trong khoảnh khắc theo gió từ từ tiêu tán, đầy trời tàn phá bừa bãi kiếm khí phong bạo cũng lắng xuống. Diệp thần, phụ tổ, thiên nữ ba người thấy thế, đều là khẽ giật mình, chỉ thấy một cái thuần trắng thiếu nữ, cưỡi một đầu sư tử thú, tay kéo một cái óng ánh trong suốt cung, đang đạp gió mà đến, chính là Như Huỳnh cùng Ẩn Sơn Vân Nghê. Vừa mới chính là Như Huỳnh, một tiễn bắn rơi độ chi mảnh vụn, để cho hắc hồn ma thần thân thể, trực tiếp tán loạn bạo diệt đi. Nếu Huỳnh, là ngươi. Diệp thần nhìn thấy Như Huỳnh đến, sắc mặt lập tức liền trầm xuống, một chút suy tính, liền cảm giác được Diệt Không Thiên Đế bên kia chiến đấu, song phương tử thương thảm trọng, cũng không ai chiếm được ưu thế. Nếu Huỳnh dựa vào hắc ám nữ thần ban cho một loại nào đó hộ thân thần vật, trở thành cuối cùng có thể đứng người, nhưng thiệt hại hộ thân thần vật, nàng cũng trả giá nặng nề. Lúc này gặp đến độ chi mảnh vụn rơi xuống đất, trực tiếp liền đem đại địa ăn mòn ra một cái hố sâu, nếu Huỳnh đôi mắt lập tức sáng lên, nếu là có thể nhận được độ chi mảnh vụn, nàng tổn thất gì cũng có thể đền bù lại. Ha ha ha, đây chính là trong truyền thuyết độ chi mảnh vụn sao. Nghĩ không ra, cuối cùng càng là tiện nghi chúng ta. Ẩn Sơn Vân Nghê nhìn thấy độ chi mảnh vụn, cảm nhận được độ chi mảnh vụn cái kia bàng bạc kinh khủng ma khí năng lượng sau, nó trong mắt cũng là dâng lên một cỗ cuồng nhiệt hừng hực, liền lập tức trở Như Huỳnh, hướng độ chi mảnh vụn chạy đi. Nếu Huỳnh hít sâu một hơi, đè xuống tâm tình kích động của mình, nói, đừng quá xúc động, mảnh vụn này ma khí cực kỳ khủng bố, siêu phẩm thiên đế tay không tiếp xúc, đều muốn bị ăn mòn thành bạch cốt, đợi ta dùng một cái hộp trước tiên chứa vào. Nói xong, nếu Huỳnh lấy ra một cái hắc ngọc hộp, phía trên điêu khắc khảm có giấy mạ vàng hắc nguyệt đồ đằng, đó là hắc ám huynh đệ hội tượng trưng, cái hộp này là nàng khẩn cầu hắc ám nữ thần chế tạo, trước kia nàng bị nhiều thua thiệt, không biết trời cao đất rộng, lại tay không đụng vào độ chi mảnh vụn, thiếu chút nữa thì bị ma khí ăn mòn mà chết. Thua thiệt qua sau, nàng liền trở nên thông minh, lần này là không dám tùy tiện tay không đụng vào, liền nghĩ dùng hắc ngọc hộp chứa vào. Diệp thần vừa nhìn thấy Như Huỳnh trong tay hắc ngọc hộp, nghĩ đến chính mình hỗn nguyên kim hạp, chỉ một thoáng thiên cơ hiểu ra, tựa hồ có một cái trước đây không nghĩ ra nghi nan then chốt, trong nháy mắt hiểu ra. À, thì ra là thế, trấn áp cái này Như Huỳnh yêu nữ mấu chốt, là hỗn nguyên kim hạp a. Trong lòng Diệp thần đại chấn, trong nháy mắt liền bắt giữ rõ ràng. Phía trước Như Tường Vi nói qua, có một cái biện pháp, có thể trấn áp Như Huỳnh, để cho nàng sống không bằng chết, nhưng bởi vì biện pháp này quá mức tàn khốc, nàng nhớ ngày xưa tình tỉ muội, không đành lòng vận dụng. Bây giờ, Diệp thần nhìn thấy rõ ràng, nếu Tường Vi nói tới biện pháp, kỳ thực chính là dùng hỗn nguyên kim hạp. Hỗn nguyên kim hạp, là trang bị độ chi mảnh vụn vật chứa, cái vật chứa này, đã từng quanh năm chứa độ chi mảnh vụn, liền lây dính độ chi mảnh vụn nồng đậm khí tức, thậm chí cả hai xem như một thể. Trước đây Diệp thần tìm được hỗn nguyên kim hạp sau, độ chi mảnh vụn thậm chí liền chịu đến tác động, muốn xuất thổ quay về, nếu như không phải là bởi vì có khí linh sinh ra, khống chế lại mảnh vụn mà nói, mảnh vỡ kia đã sớm quay về Diệp thần trong tay. Mà Như Huỳnh, trước kia tiếp xúc qua độ chi mảnh vụn, trên người nàng lưu lại có độ chi mảnh vụn khí tức, chỉ cần Diệp thần khởi động hỗn nguyên kim hạp mà nói, có lẽ liền có thể đem nàng thu lấy, phong ấn đến trong hộp. Nếu như bị phong ấn đến hỗn nguyên kim hạp bên trong, cái kia Như Huỳnh hạ tràng, tự nhiên là sống không bằng chết, so chết còn thống khổ hơn thảm liệt. Nếu Tường Vi chắc chắn cảm thấy được điểm này, chỉ là nàng nhớ tình cũ, không cùng Diệp thần lời thuyết minh. Diệp thần lúc này nhìn rõ thiên cơ, lúc này mới nhìn thấy tinh tường. Hắn biết trấn áp Như Huỳnh biện pháp, một trái tim lập tức liền đập bịch bịch. Chỉ thấy Như Huỳnh tế ra hắc ngọc hộp, đem hộp mở ra, một cỗ hấp lực liền từ hộp truyền ra. Độ chi mảnh vụn víu một tiếng, từ dưới đất bay lên, liền bị cái hộp kia hút đi. Phú tổ quát lên, Diệp thần, nhanh ngăn lại nàng. Vì cướp đoạt độ chi mảnh vụn, phú tổ cơ hồ hao hết khí huyết tinh hoa, bây giờ toàn thân huyết nhục triệt để tiêu tụy, ngày xưa khôi ngô tráng kiện nguy nga như núi hắn, bây giờ tựa như là một bộ da bọc xương khô lâu, bộ dáng 10 phần thê thảm. Nếu là thiên tân vạn khổ tranh đoạt độ chi mảnh vụn, cuối cùng lại rơi vào người khác trong tay. Cái kia vũ tổ thật muốn hộc máu. Cái này độ chi mảnh vụn, ẩn chứa trong đó siêu độ pháp tắc, là vũ tổ hóa giải thể nội sụp đổ tức giận chỗ mấu chốt, hắn muốn hóa giải sụp đổ, thoát ly sụp đổ di tích cổ hạn chế, cũng chỉ có dựa vào độ chi mảnh vụn. Diệp thần tự nhiên cũng không thể nhìn xem độ chi mảnh vụn, rơi vào Như Huỳnh trong tay, hắn lập tức ra tay, tay phải sụp đổ hỗn độn khí ngưng kết,
dựng dụng ra một đạo vực sâu giống như mênh mông đao mang, xoẹt một tiếng liền gào thét chém ra, chính là một chiêu vực sâu diệt thế chảm. Chanh! Diệp Thần vực sâu nhất chảm, chảm tại độ chi mảnh vụn bên trên, liền đem mảnh vụn một lần nữa đánh rơi. Nếu Huỳnh gương mặt xinh đẹp trầm xuống, nói, luân hồi chi chủ, người có ý tứ gì? Diệp Thần cười nói, ta còn muốn hỏi người có ý tứ gì, ta thiên tân vạn khổ đoạt được độ chi mảnh vụn, người còn nghĩ cướp. Nếu Huỳnh ánh mắt lạnh lẽo, hừ một tiếng, tay kéo tảng sáng cung, nói, vừa mới nếu không phải ta kịp thời ra tay, một tiễn đánh tan cái kia hắc hồn ma thần, các ngươi đã chết. Ta đối với các ngươi có ân cứu mạng, mảnh vụn này, các ngươi liền nên nhường cho ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Thần cười nói, không có ngươi, ta cũng như thế có phương pháp phá cuộc, thôi, lười nhắc cùng ngươi nói nhảm, ta cho ngươi xem một thứ. Nếu Huỳnh nói, cái gì? Diệp Thần cười cười, móc ra một cái chiếc hộp màu vàng óng, chính là Hỗn Nguyên Kim Hạp. Hắn linh khí quán trú đến Hỗn Nguyên Kim Hạp bên trong, hộp bộc một tiếng liền mở ra, từng sợi nhàn nhạt hào quang từ trong đó lan tràn ra, còn có một cỗ cường đại lực hấp dẫn. Ân! Nếu Huỳnh khẽ giật mình, liền thấy Hỗn Nguyên Kim Hạp sau khi mở ra, độ chi mảnh vụn chịu đến hấp lực ảnh hưởng, lập tức thật giống như miếng sắt bị nam châm hấp dẫn, hướng Diệp Thần cái hộp trong tay bay đi. Mà để cho Như Huỳnh cảm thấy kinh ngạc chính là, thân thể của nàng, phảng phất cũng bị dẫn dắt, một cỗ cường đại hấp lực không ngừng nắm kéo nàng, giống như sau một khắc liền muốn đem nàng kéo tới trong hộp đi. Đây là có chuyện gì? Nếu Huỳnh chấn động, hai chân gắt gao kẹp chặt Ẩn Sơn Vân Nghê lưng, tay nắm lấy tảng sáng cung, đối kháng Hỗn Nguyên Kim Hạp hấp lực. Diệp Thần cười nói, ngươi không phải là muốn độ chi mảnh vụn sao? Nếu Huỳnh, vậy ngươi liền cùng mảnh vụn này, cùng nhau đến ta trong hộp đoàn tụ A. Diệp Thần đem tự thân linh khí, điên cuồng quán trú đến Hỗn Nguyên Kim Hạp bên trong, Hỗn Nguyên Kim Hạp truyền ra hung hãn hấp lực, bộc một tiếng, độ chi mảnh vụn trước tiên bị hút vào hộp. Diệp Thần được độ chi mảnh vụn, Hỗn Nguyên Kim Hạp uy năng càng cường hãn hơn, trong đó bộc phát ra sức mạnh, quả thực là không cách nào hình dung, nếu Huỳnh A rít lên một tiếng, cũng lại ngăn cản không nổi, thân thể mềm mại lập tức liền bị lôi kéo qua tới, hóa thành một vệt sáng, bị Hỗn Nguyên Kim Hạp thu. Diệp Thần thu độ chi mảnh vụn cùng Như Huỳnh, lập tức liền đem Hỗn Nguyên Kim Hạp khép lại. Hỗn đản, thả ta ra ngoài. Nếu Huỳnh bị hút vào Hỗn Nguyên Kim Hạp, khủng hoảng vạn phần, lớn tiếng kêu lên. Nàng tại trong hộp, ngoại trừ Diệp Thần, không có người có thể nghe được tiếng gào của nàng. Diệp Thần cầm Hỗn Nguyên Kim Hạp, thôi động Hỗn Nguyên Kim Hạp phong ấn chi lực, chỉ thấy tại trong Hỗn Nguyên Kim Hạp bên trong bộ hỗn độn hư không, từng cái thuần túy từ ma khí năng lượng cấu tạo thành phong ấn xích sắt xuất hiện, đem trong hư không Như Huỳnh, thân thể mềm mại một mực trói chặt lại, đồng thời treo lên. Nếu Huỳnh thân ở trong hộp, căn bản không thể nào phản kháng, Hỗn Nguyên Kim Hạp bên trong bộ ẩn chứa cường đại phong ấn lực, trong nháy mắt liền đem nàng toàn thân linh lực, kinh mạch, khí huyết các loại toàn bộ phong tỏa ngăn cản. Nếu Huỳnh lớn tiếng gọi, đáng chết, luân hồi chi chủ, người dám làm tổn thương ta, người tin hay không? Diệp Thần nói, chớ kêu. Hắn tâm niệm khẽ động, liền đem trong hộp độ chi mảnh vụn thôi động dựng lên, giống như que hàn dán tại Như Huỳnh trên trán. Nếu Huỳnh cái trán làn da vừa tiếp xúc với mảnh vụn, lập tức lọt vào mảnh vụn ma khí ăn mòn, làn da phát ra suy suy âm thanh. A a a, hu hu. Nếu Huỳnh đau đớn kêu khóc, tính cách nàng cỡ nào quật cường, đạo tâm cỡ nào cứng cỏi, nhưng bây giờ làn da đụng một cái đến độ chi mảnh vụn, bị ma khí một chút ăn mòn. Lập tức liền không chống chịu được, phát ra thê thảm hết sức tiếng kêu, liền y phục trên người thế mà cũng bỗng chốc bị ăn mòn hầu như không còn, cả người liền trần truồng. Diệp Thần gặp độ chi mảnh vụn ma khí lợi hại như thế, trong lòng lại là kinh hỉ, vừa lo lắng. Luân hồi mộ địa bên trong, sụp đổ chi chủ cũng không biết Hỗn Nguyên Kim Hạp bên trong bộ tình huống, nhưng thấy Như Huỳnh bị hút vào hộp, nghĩ đến tình huống không tốt lắm, vội vàng nói, mộ chủ, đừng làm tổn thương ta sư muội. Diệp Thần liền đem độ chi mảnh vụn, từ Như Huỳnh trên trán lui lại tới, hướng sụp đổ chi chủ nói, tiền bối yên tâm, ta không giết nàng chính là, nhưng nàng tính khí quật cường, bây giờ là phải áp chế nhuệ khí của nàng. Sụp đổ chi chủ ánh mắt ảm đạm, thở dài một tiếng, nói, thôi, tùy ngươi vậy, chỉ cần không thương tổn tính mạng nàng liền có thể. Mà lúc này Như Huỳnh, bị Diệp Thần chi tiêu chi mảnh vụn trừng trị đi qua, ánh mắt tan rã, thất hồn lạc phách, đã không còn dám gào thét. Nàng tảng sáng cung, hắc ngục chi dực, thiên ngục tử linh hoa, còn có trên thân cất giữ một chút thiên tài địa bảo các loại,
toàn bộ rớt xuống. Rõ ràng vừa mới độ chi mảnh vụn ma khí ăn mòn, đem nàng thân thể trật tự pháp tắc đều triệt để phá hư hết, bây giờ nàng trần truồng bị Diệp Thần dùng xích sắt treo, chính là một đầu dê con đợi làm thịt. Phú Tổ cùng Thiên Nữ đều là giật mình, bọn hắn mặc dù không biết Như Huỳnh tình cảnh, nhưng thấy Diệp Thần dễ dàng, thế mà dùng một cái hộp, liền đem Như Huỳnh thu phục, đều cảm giác ngạc nhiên. Bọn hắn vốn đang cho là, sẽ có một hồi kinh thiên ác chiến, không nghĩ tới Diệp Thần thuận lợi như vậy liền giải quyết, hơn nữa cũng thành công thu lấy độ chi mảnh vụn. Ẩn Sơn Vân nghe nhưng là triệt để mộng, nó rất rõ ràng Như Huỳnh thực lực, nhưng thế mà cứ như vậy bị Diệp Thần thu phục, cái kia Diệp Thần thực lực, lại nên khủng bố cỡ nào. Tiểu tử này, điên rồ, quái vật. Ẩn Sơn Vân nghe phát ra một tiếng sợ hãi rên rỉ, liền xem như luôn luôn là đấu nó, bây giờ cũng đã mất đi tất cả đấu trí, chỉ có sợ hãi cùng run rẩy. Nó nhìn xem Diệp Thần, thật giống như nhìn xem một đầu không biết quái vật, hoàn toàn là không thể diễn tả. Siêu. Ẩn Sơn Vân nghe không dám dừng lại, lập tức ngự phong dựng lên, quay người hướng về nơi xa trốn như điên mà đi. Diệp Thần không chút hoang mang, tay cầm Hỗn Nguyên Kim Hạp, tâm niệm khẽ động, liền đem trong hộp tảng sáng cung lấy ra. Bây giờ Như Huỳnh lọt vào phong ấn, nàng hết thảy bảo vật, đều thuộc về Diệp Thần. Trong truyền thuyết vô cùng chân quý tảng sáng cung, cuối cùng rơi xuống Diệp Thần trong tay, Diệp Thần nắm trong tay, liền cảm thấy cung này đạo uẩn năng lượng ngập trời, ẩn chứa trong đó sát phạt khí tức, quả thực là siêu việt không không, bao trùm thiên đạo, nếu là uy năng toàn bộ bộc phát mà nói, đủ để một tiễn xuyên qua toàn bộ thế giới, phá sát hắc ám. Diệp Thần hít sâu một hơi, nhìn xem đã bay xa thành một điểm đen Ẩn Sơn Vân Nghê, chậm rãi giơ lên tảng sáng cung, dùng sức kéo bắn cung dây cung, linh khí cùng khom lưng cộng minh, liền ngưng tụ ra một chi thuần trắng mũi tên ánh sáng. Băng! Diệp Thần lỏng ngón tay ra, quang tiễn vạch phá bầu trời, lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp cùng lăng lệ uy thế, hướng về phương xa Ẩn Sơn Vân Nghê vọt tới. Cái này tảng sáng cung, thiên đế đều chưa hẳn có thể kéo mở, nhưng Diệp Thần cùng tảng sáng chi chủ hữu duyên, cho nên bắn cung cũng không khó. Mà một tiễn này bắn ra, Diệp Thần liền cảm thấy tay cánh tay cơ bắp một hồi đau nhức. Tảng sáng cung dù sao cũng là đỉnh cấp trụ thần thánh binh, Diệp Thần mặc dù có thể mở cung, nhưng cơ thể cũng muốn tiếp nhận có chút gánh vác to lớn. A! À, phương xa phía chân trời, truyền đến một hồi tiếng kêu thảm thiết, Diệp Thần mũi tên ánh sáng, đi sau mà tới, tinh chuẩn bắn trúng Ẩn Sơn Vân Nghê. Ẩn Sơn Vân Nghê kêu thảm một chút, thân thể liền từ trên không trung rơi xuống. Phú Tổ cùng Thiên Nữ thấy thế, có chút mộng. Cái kia Ẩn Sơn Vân Nghê, thế nhưng là cổ tinh môn một trong tứ đại hộ sơn thần thú, nhưng Diệp Thần lại một tiễn đưa nó bắn rơi, thật không biết là hắn lợi hại, vẫn là tảng sáng cung lợi hại. Sư Tôn, Thiên Nữ, ta trước đi qua xem, các ngươi trước nghỉ ngơi, chờ một lúc ta trở lại. Diệp Thần nhìn Vũ Tổ cùng Thiên Nữ một mắt, để cho bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt, mà sau sẽ Hỗn Nguyên Kim Hộp thiếp thân thu trong ngực, tung người hướng vừa mới Ẩn Sơn Vân Nghê rơi xuống phương hướng bay đi. Rất nhanh, Diệp Thần liền đi đến Ẩn Sơn Vân Nghê rơi xuống chỗ, ở đây vừa vặn vẫn là Diệt Không Thiên Đế, nếu tưởng vì bọn người, cùng cổ tinh môn đại chiến chỗ. Lúc này chiến đấu đã kết thúc, toàn bộ chiến trường một mảnh hỗn độn, thi hài nằm ngổn ngang, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, Diệt Không Thiên Đế, nếu tưởng vi, Minh Khiếu Thiên, Thanh Đồng Cổ Thiềm, Lãnh Nguyệt Tịch mấy người đang ngồi xếp bằng, điều tức chữa thương. Mà đổi thành một bên, Cốt Thiên Đế, Lôi Âm Thần Điều cùng rất nhiều cổ tinh môn còn sót lại cường giả, cũng tại ngồi xếp bằng, chữa thương khôi phục. Song phương nhân mã, rõ ràng đều chiến đấu đến cực hạn, không tiếp tục đánh xuống. Cốt Thiên Đế trước đây tại Áo Nghĩa Giới, từng cùng Diệp Thần giao thủ qua, tiêu hao rất lớn, bây giờ hắn khí tức còn không có hoàn toàn khôi phục, lại muốn chiến đấu, vì vậy có chút chật vật, trong trận chiến đấu này, hắn cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Vốn là song phương ăn ý chữa thương, dừng tay thôi đấu, chiến trường một mảnh yên tĩnh, nhưng cỗ này bình tĩnh, lại theo Ẩn Sơn Vân Nghê rơi xuống, triệt để đánh vỡ. Ẩn Sơn Vân Nghê bị Diệp Thần một tiễn xạ thành trọng thương, thoi thóp, cổ họng không ngừng thở hổn hển. Mà tại Ẩn Sơn Vân Nghê rơi xuống sau, Diệp Thần thân hình, rất nhanh cũng đi theo hàng lâm xuống. Thời khắc này Diệp Thần, hàng phục Như Huỳnh, lấy được tảng sáng cung và độ chi mảnh vụn, có thể nói là hăng hái, tay hắn nắm tảng sáng cung, tại tảng sáng cung tinh mang thần quang làm nổi bật phía dưới, cả người càng là phong thái ngàn vạn. Cùng toàn trường thụ thương suy sụp tinh thần đám người so sánh, hắn quả thực là thần đồng dạng tồn tại. Luân hồi chi chủ, ngươi! Cốt Thiên Đế vừa nhìn thấy Diệp Thần, lập tức ngẩn ngơ,
Thiên Cơ nhìn rõ phía dưới, hắn đã biết Diệp Thần thành công đoạt được độ chi mảnh vụn, thậm chí trấn áp hàng phục như huỳnh. Chư vị, không có sao chứ? Diệp Thần mắt nhìn hướng Thanh Đồng Cổ Thiềm, Lãnh Nguyệt Tịch, Minh Khiếu Thiên bọn người, hỏi. Lãnh Nguyệt Tịch nhìn thấy Diệp Thần tay cầm tảng sáng cung, lập tức kinh hỉ vạn phần, vừa đưa ra tinh thần, đứng dậy, nói, luân hồi chi chủ, người đoạt lại tảng sáng cung. Tại Lãnh Nguyệt Tịch trong lòng, tảng sáng cung so độ chi mảnh vụn còn quan trọng. Ân. Diệp Thần gật đầu một cái, tay kéo tảng sáng cung, ánh mắt nhìn về phía Cổ Tinh Môn trận doanh, Từ Cốt Thiên Đế, Lôi Âm Thần Điểu bọn người trên thân từng cái liếc nhìn mà qua. Cốt Thiên Đế dùng mình, trong mắt liền toát ra một vòng sợ hãi thật sâu, hắn vốn đang cho là, vừa mới như huỳnh đi qua cướp đoạt độ chi mảnh vụn, tất nhiên sẽ cùng Diệp Thần có một hồi kinh thiên ác chiến. Mặc kệ chiến đấu kết quả như thế nào, thời gian kéo dài nhất định không ngắn, trong lúc này, hắn nguyên khí hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể khôi phục. Nhưng không nghĩ tới, theo dự liệu đại chiến cũng không có phát sinh, Diệp Thần không biết dùng thủ đoạn gì, thế mà dễ dàng liền hàng phục như huỳnh, thậm chí nhận được tảng sáng cung. Dựa vào tảng sáng cung uy năng, lại một tiễn đem Ẩn Sơn Vân Nghê xạ thành trọng thương. Lần này, tại chỗ Cổ Tinh Môn đám người, không có bất kỳ cái gì một người, có thể cùng Diệp Thần chống lại. Bây giờ Diệp Thần, đơn giản chính là huy hoàng vô địch, không người nào có thể đối nghịch. Cốt Thiên Đế, các ngươi tử kỳ đến rồi. Diệp Thần kéo lên tảng sáng cung, hít sâu một hơi, chậm rãi đem dây cung kéo ra, phát ra rắc rắc phần phật âm thanh. Làm cho người nghe xong liền sinh ra hàn ý trong lòng, từng trận sợ hãi. Cổ Tinh Môn trận doanh bên này, nhìn thấy Diệp Thần giữa ngón tay dần dần ngưng tụ ra một chi thuần trắng mũi tên ánh sáng, đều là dọa đến sắc mặt trắng bệch, tất cả mọi người nhao nhao đứng dậy, sợ hãi lui lại. Cốt Thiên Đế cũng lui về phía sau lui bước, toàn thân run rẩy, cắn răng, ngửa mặt lên trời lớn tiếng kêu, Hiên Viên Vương Đại Nhân, mời ngươi buông xuống. Diệp Thần toàn thân sát ý nở rộ. Gần từng chữ, hôm nay ai tới đều không dùng, ta muốn giết ngươi, trên trời dưới đất, không có người cứu được ngươi. Trong lúc nói chuyện, Diệp Thần toàn thân linh khí triệt để nở rộ, thân thể thần quang vạn trọng, cuồn cuộn quang huy đều hội tụ đến giữa ngón tay, tảng sáng cung trên dây cung mũi tên ánh sáng, ông ông tác hưởng, rực rỡ đến cực hạn, một cỗ đỉnh phong tảng sáng, đủ để xuyên qua chư thiên hắc ám cường hoành pháp tắc khí tức ba động, liền lăn lăn nổ tung mà ra, làm cho người rung động. Thời khắc này Diệp Thần, ngay cả hai con ngươi đều hóa thành huyết hồng sắc, kính vạn hoa huyết nhãn mở ra, trong lòng của hắn tồn suy nghĩ ánh sáng của bầu trời tảng sáng quyết diệu pháp, trong tay chi tiễn, chính là trong ánh sáng của bầu trời tảng sáng quyết sát chiêu mạnh nhất, tảng sáng chi tiễn. Một chiêu này tảng sáng chi tiễn, là ngày xưa tảng sáng chi chủ sáng tạo tối cường tiễn thuật, có thể phá diệt chư thiên hắc ám, uy thế cường đại vô song, bắn thủng thiên đạo cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Tại không không lúc nào chống không pháp thi triển ra ác liệt như vậy tiễn thuật, bởi vì thiên địa pháp tắc không cho phép, chống đỡ không nổi. Nhưng, Diệp Thần dựa vào kính vạn hoa huyết nhãn, lợi dụng huyễn thuật tạo hóa, ngạnh sinh sinh ngưng tụ ra tảng sáng chi tiễn, hắn toàn thân sức mạnh đều quán trú đến tảng sáng cung bên trong, hiện nay trên dây cung ngưng tụ ra mũi tên, tia sáng đã rực rỡ đến tình cảnh để cho người ta mắt mở không ra. Diệp Thần có lòng tin, một tiễn này bắn giết đi ra. Đối diện Cổ Tinh Môn trận doanh tất cả mọi người, đều đem hôi phi yên diệt, đều sẽ bị hắn một tiễn diệt sát. Cốt Thiên Đế tự nhiên cũng biết Diệp Thần một mũi tên kinh khủng, điên cuồng thôi động ý chí, triệu hoán Hiên Viên Vương buông xuống, hắn biết rõ Hiên Viên Vương không tiện bước ra, nhưng dưới mắt tình thế trói buộc, hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Ầm ầm, bên trên bầu trời, truyền đến một hồi oanh minh, một cỗ cường đại khí tức kinh khủng đang ngưng tụ, tựa hồ có cường giả gì sắp giáng lâm. Nhưng lúc này, Diệp Thần trong tay tảng sáng chi tiễn, tất cả huy hoàng, tất cả ánh sáng, tất cả khí thế bén nhọn, đã toàn bộ uẩn nhưỡng hoàn thành, liền muốn một tiễn bắn ra. Cốt Thiên Đế hoảng hốt, nguy rồi, không còn kịp rồi. Ánh mắt mọi người, đều là hội tụ tại trên thân Diệp Thần, không ít người trợn mắt hốc mồm, ngừng thở, bị Diệp Thần trong tay tảng sáng chi tiễn, cái kia cỗ quang huy chấn nhiếp rồi, đều chờ đợi một tiễn này bắn ra. Nhưng ở cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Diệp Thần chợt kêu lên một tiếng, gương mặt trắng bệch, thậm chí khóe miệng tiết ra máu tươi, trong tay tảng sáng chi tiễn, quang hoa triệt để tán đi. Một màn này nổi lên biến cố, tất cả mọi người đều là kinh ngạc. Diệp Thần chỉ cảm thấy bụng dưới một hồi kịch liệt axit ăn mòn phỏng, đau đớn toàn tâm, trực tiếp để cho hắn vừa mới dựng dụng ra tất cả khí thế, toàn bộ tán loạn đi. Mộ chủ, chuyện gì xảy ra?
sụp đổ chi chủ vội vàng hỏi. Diệp thần khẽ cắn môi, nói, là, độ chi mảnh vụn, thứ này, khí tức thế mà khủng bố như thế, ta hỗn nguyên kim hộp không thể hoàn toàn phong ấn lại. Lốp bốp, theo đinh tai nhức óc lôi minh, phía chân trời mây đen kịch liệt cuồn cuộn, đột nhiên nứt ra một đạo khe hở, một đạo tia chớp màu đen bắn nhanh xuống, chiếu rọi ra một tôn kinh khủng mà thân ảnh khổng lồ. Một đầu cực lớn viên hầu, phá vỡ hư không, chậm rãi hàng lâm xuống. Viên hầu thân hình nguy nga, giống như một tòa di động sơn phong, làn da là thâm thúy ám hắc sắc, thô ráp mà cứng rắn, phảng phất khoác lên một tầng khôi giáp màu đen, lông tóc dài mà loạn, giống như ngọn lửa màu đen tại trên người tùy ý thiêu đốt. Cái kia lại là cổ tinh môn một trong tứ đại hộ sơn thần thú, Sấu Viên Vương. Sấu Viên Vương, ẩn sơn vân nghê, lôi âm thần điểu, bay trên trời thi long, cái này tứ đại hộ sơn thần thú bên trong, liền lấy Sấu Viên Vương thực lực mạnh nhất. Cốt Thiên Đế, ngươi tại sao vậy? Cho ngươi nhiều người như vậy, còn không giành được độ chi mảnh vụn, thậm chí ngươi còn nghĩ triệu hoán Hiên Viên Vương đại nhân buông xuống. Hắn nào có ở không thay ngươi thu thập cục diện rối rắm. Sấu Viên Vương khuôn mặt vặn vẹo, răng nanh lộ ra ngoài, hai mắt lập lòe hào quang màu đỏ ngòm, để lộ ra vô tận hung lệ cùng cuồng bạo, ầm vang đáp xuống đất, nện đến đại địa băng liệt, hai mắt liền hung tợn trừng Cốt Thiên Đế. Nó cuồng bạo hung lệ khí tức, giống như vực sâu giống như thâm bất khả trắc, không khí chung quanh phảng phất đều tại nó uy áp bên dưới run rẩy, không ngừng bộc phát ra lốp bốp hỏa hoa. Cốt Thiên Đế không nói gì, không nói gì với nhau. Còn có ngươi, ẩn sơn vân nghê, thực sự là phế vật a. Các ngươi cũng là phế vật. Sấu Viên Vương nhìn thấy ẩn sơn vân nghê trọng thương, hấp hối bộ dáng, càng là tức giận. Diệp thần bên này, đám người cảm nhận được Sấu Viên Vương cuồng bạo uy thế, đều là một hồi ngạt thở, không ít người tâm sinh sợ hãi, lại tràn ngập lo lắng nhìn về phía Diệp thần. Chỉ thấy Diệp thần gương mặt tái nhợt, không biết đã xảy ra biến cố gì, hoàn toàn không có vừa mới khí thế, bộ dáng như vậy, nếu là đối chiến Sấu Viên Vương, chỉ sợ giữ nhiều lành ít a. Sấu Viên Vương nhìn thấy Diệp thần, tự nhiên là bắt được thiên cơ, biết Diệp thần trấn áp như huỳnh, đồng thời cướp được độ chi mảnh vụn, nó gương mặt lập tức một hồi vặn vẹo, biểu lộ hết sức khó coi. Lần này cổ tinh môn xuất động nhiều cường giả như vậy, đến cuối cùng, thế mà còn là đoạt không được Diệp thần. Cốt Thiên Đế nhìn thấy Diệp thần gương mặt tái nhợt bộ dáng, tựa hồ gặp biến cố gì, trong lòng lập tức khẽ động, nói, Sấu Viên Vương, tiểu tử này tựa hồ bị thương, người nhanh ra tay giết chết hắn, độ chi mảnh vụn chính là của chúng ta. Sấu Viên Vương phẫn nộ nói, luân hồi chi chủ nơi nào có dễ giết như vậy. Các ngươi một đám phế vật, muốn bản tọa buông xuống cứu các ngươi, đại càn khôn trụ thần huyền thiên luân chuyển trận không còn bản tọa trấn thủ, sợ là muốn hỏng mất. Một khi đại trận sụp đổ, các ngươi gánh vác nổi. Nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, làm rối loạn Hiên Viên Vương đại nhân kế hoạch, bản tọa muốn các ngươi lấy mạng đi lấp. Nói đi, Sấu Viên Vương đại thủ cua tới, liền đem Cốt Thiên Đế, Lôi Âm Thần Điểu, ẩn sơn vân nghê, còn có tại chỗ cổ tinh môn tất cả cường giả, rất nhiều người bị thương người chết, toàn bộ chép được trong tay, một cái tay khác xé rách hư không, liền muốn rời đi. Nó thân thể khổng lồ ngập trời, nguy nga vạn trượng, đem cả đám người toàn bộ chép được trong tay, tựa như chịu tải mấy con kiến, bàn tay còn khoảng không vô cùng. Trước khi đi lúc, Sấu Viên Vương như có điều suy nghĩ, quay đầu nhìn xem Diệp Thần, nói, luân hồi chi chủ, bản tọa nghĩ, ngươi hẳn là đối với ta cổ tinh môn có hiểu lầm, cho nên khắp nơi cùng chúng ta đối nghịch, kỳ thực chúng ta hẳn là liên hợp lại, cùng rửa sạch thế giới này, cùng một chỗ thiết lập một cái hoàn mỹ thế giới. Diệp Thần nói, ngươi nói cái gì? Liên hợp lại. Sấu Viên Vương nói, đúng vậy a, Hiên Viên Vương đại nhân cần một bộ nhục thân, vũ tổ chính là thích hợp cho hắn nhất nhục thân, có nhục thân, Hiên Viên Vương đại nhân liền có thể thi hành hắn hoành nguyện, ngươi không nên ngăn cản. Diệp Thần cười nói, ngươi ngược lại là nói đơn giản dễ dàng, ngươi như thế nào không đem nhục thân hiến tặng cho hắn. Sấu Viên Vương lắc lắc đầu nói, bản tọa nhục thân quá mức thô lậu, không cách nào cùng vũ tổ so sánh, luân hồi chi chủ, bản tọa thuyết phục ngươi một câu, vì chư thiên thương sinh, vì hoàn mỹ thế giới thiết lập, ngươi vẫn là đi khuyên nhủ vũ tổ, bảo hắn đem nhục thân dâng ra a, tương lai hoàn mỹ thế giới thành lập, thế nhân sẽ không quên các ngươi công đức. Diệp Thần nói, ngươi mở miệng một tiếng chư thiên thương sinh, hoàn mỹ thế giới, khẩu khí thực sự là lớn đến không biên giới. Sấu Viên Vương nói, luân hồi chi chủ, ta cổ tinh môn vĩ đại kế hoạch, chẳng lẽ ngươi còn không biết? Diệp Thần nói, ta chỉ biết là, các ngươi muốn săn giết sư tôn ta không cho phép.
Sấu Viên Vương nói, đây là hy sinh cần thiết, vì càng hùng vĩ tương lai, tất yếu trả ra đại giới. Thiên Viên Vương đại nhân sinh ra, nhất định là muốn quét sạch thế giới hắc ám, thiết lập một cái chân chính hoàn mỹ thế giới, hắn lại là Thánh Nhân Vương, hắn hào quang, tương lai đều nghe theo Diệu Chư Thiên, thậm chí chiếu rọi tinh không bỉ ngạn, người mưu toan ngăn cản hắn, chính là muốn cùng thế giới là địch, trở ngại hoàn mỹ thế giới thiết lập, người muốn làm tội nhân thiên cổ. Diệp Thần nói, không cần nhiều lời, người nếu muốn đánh nhau, vậy thì tới đi. Hắn nắm quyền một cái, kính vạn hoa huyết nhãn huyễn thuật phát động, đem tự thân đau đớn tạm thời áp chế xuống, nếu là Sấu Viên Vương muốn chiến, hắn vận dụng đủ loại át chủ bài, cũng là có không nhỏ phần thắng. Sấu Viên Vương khẽ gật đầu một cái, trong mắt lộ ra một cỗ sâu đậm tịch mịch cùng ý lạnh, nói, bản tọa hôm nay không đánh với ngươi, ngươi đối với ta cổ tinh môn hiểu lầm quá sâu, chờ Hiên Viên Vương đại nhân kế thừa đại hiền giả quyền hành sau, ngươi hẳn là sẽ biết rõ ta cổ tinh môn khổ tâm, đến lúc đó ngươi lạc đường biết quay lại, đầu nhập ta cổ tinh môn dưới trướng, chúng ta có lẽ còn có thể làm bằng hữu. Nói đi, Sấu Viên Vương liền không có nói chuyện, quay người bước vào vết nứt không gian, mang theo Cốt Thiên Đế, Lôi Âm Thần Điểu, Ẩn Sơn Vân Nghe cả đám người, trực tiếp rời khỏi. Không hiểu thấu. Diệp Thần nhìn xem Sấu Viên Vương rời đi, âm thầm lẩm bẩm một câu, bất quá đối phương không có ra tay, ngược lại để hắn tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Đã như thế, độ chi mảnh vụn liền triệt để thuộc về hắn. Diệp Thần từ trong ngực móc ra Hỗn Nguyên Kim Hộp, chỉ thấy hộp kín kẽ đóng chặt lại, nhưng vẫn là có từng tia địa ngục ma khí, từ trong hộp tản mát ra. Đó là độ chi mảnh vụn ma khí. Độ chi mảnh vụn ma khí năng lượng, thực sự quá nghịch thiên, bị phong ấn đến Hỗn Nguyên Kim trong hộp, vẫn còn ma khí tản mát ra, mặc dù chỉ là yếu ớt một tia, nhưng cũng khá kinh người rồi, vừa mới liền ăn mòn Diệp Thần nơi bụng, để cho hắn đột nhiên tiếp nhận kịch liệt phỏng. Nếu như không phải Diệp Thần thể chất cường hãn mà nói, hắn đã bị ăn mòn đến ruột xuyên bụng nát, bây giờ tại hắn nơi bụng, liền có một đạo đáng sợ cháy đen vết tích, đó là vừa mới độ chi mảnh vụn ma khí ăn mòn đi ra ngoài. Bất quá trong mơ hồ, Diệp Thần cũng cảm thấy, cái này độ chi mảnh vụn khí tức, cùng mình thể nội luân hồi thất tinh mạch, đang lẫn nhau cộng minh lấy. Hắn hít sâu một hơi, thử nghiệm đem độ chi mảnh vụn tản mát ra ma khí, một chút xíu hấp thu đến thể nội. Dẫn đạo vào luân hồi thất tinh mạch bên trong, đồng thời dẫn hướng ma ngục mệnh tinh. Bây giờ ma ngục mệnh tinh, ngay tại trong cơ thể của Diệp Thần, chỉ là một mảnh ảm đạm, không thắp sáng thôi. Trong cơ thể hắn ma ngục mệnh tinh, cũng chỉ có một bộ xác không, cần đem câu khóa hình độ 4 khối mảnh vụn, toàn bộ tập hợp đủ khảm nạm đi lên sau, viên này mệnh tinh mới có thể chân chính thắp sáng, chân chính phát huy ra uy lực. Bây giờ, Diệp Thần đem độ chi mảnh vụn tản mát ra một tia ma khí. Dẫn vào ma ngục mệnh tinh sau, trong cơ thể hắn cái này ma ngục mệnh tinh sắc không, liền nhiều hơn một tia hùng hồn năng lượng khí tức, tự thân tu vi thế mà cũng đi theo đề thăng. Lập tức, Diệp Thần tu vi, liền từ cửu đỉnh cảnh 6 tầng trời trung giai, tăng lên tới 6 tầng trời cao giai tình cảnh. Một tia ma khí, thế mà liền để ta đột phá tấn thăng, cái này độ chi mảnh vụn năng lượng, thực sự là kinh khủng a. Diệp Thần chấn kinh, ánh mắt lại là có chút nóng rực liếm môi một cái. Cái này độ chi mảnh vụn, thậm chí cả viên ma ngục mệnh tinh, cũng là dùng diêm ma tử thần thi hài chế tạo mà thành, mang theo toàn bộ trụ thần năng lượng, siêu việt không không, che đậy thiên đạo, có thể hấp thu đến một điểm ma khí, đối với tu vi đề thăng đều có chỗ tốt cực lớn. Mà đang hấp thu độ chi mảnh vụn một tia ma khí sau, Diệp Thần một cách tự nhiên, cũng nắm giữ một tia vĩ đại siêu độ pháp tắc, đó là bắt nguồn từ độ chi mảnh vụn siêu độ pháp tắc, uy năng tương đương lợi hại. Luân hồi chi chủ. Lúc này, nếu Tường Vi đứng dậy, nhìn xem Diệp Thần trong tay Hỗn Nguyên Kim Hộp, lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, nói, người đem muội muội ta phong ấn ở bên trong. Diệp Thần trầm mặc một chút, nói, là, nàng muốn giết ta, ta cũng không thể ngồi chờ chết. Nếu Tường Vi thân thể mềm mại một hồi run rẩy, nàng đã từng chấp trưởng Hỗn Nguyên Kim Hộp, tự nhiên biết cái hộp này, phong ấn chi lực khủng bố cỡ nào, liền độ chi mảnh vụn đều có thể phong được, nếu huynh bị giam ở bên trong. Đó là đừng hòng trốn thoát ra tới, chỉ có thể thừa nhận tối tăm không mặt trời cùng vô tận giam cầm đau đớn. Người đem nàng giết chính là, hà tất như thế giày vò nàng. Nếu Tường Vi cắn răng, nhìn xem Diệp Thần đạo. Nàng tình nguyện như huỳnh chết đi, cũng không muốn nhìn xem nàng tại Hỗn Nguyên Kim trong hộp thụ phong ấn nỗi khổ. Diệp Thần lại trầm mặc, nếu Tường Vi muốn như huỳnh giải thoát, nhưng sụp đổ chi chủ bên kia, lại cầu hắn không nên giết người. Suy nghĩ một hồi.
Diệp Thần miễn cưỡng nghĩ đến một cái lưỡng toàn chi pháp, nói, Tường Vi cô nương, ngươi yên tâm, ta chỉ là áp chế em gái ngươi nhuệ khí, đợi nàng về sau thay đổi triệt để, cải tà quy chính, ta sẽ đem nàng an trí đến luân hồi bên trong thiên quốc, để cho nàng thoát ly khổ hải, chỉ cần ta không chết, nàng liền có thể vĩnh viễn hưởng phúc. Nghe vậy, nếu Tường Vi vui mừng, nói, ngươi chịu khoan dung nàng, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa, ngươi được độ chi mảnh vụn, bây giờ nhưng có phương pháp luyện hóa. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, không có, mảnh vụn này năng lượng quá kinh khủng, chính là tản mát ra một tia ma khí, đều đủ để ăn mòn thân thể ta thậm chí không cách nào nắm trong tay. Diệp Thần bây giờ cầm Hỗn Nguyên Kim Hộp, cầm được lâu, bàn tay chịu độ chi mảnh vụn ma khí ăn mòn, đều cảm giác một hồi phỏng, hắn liền đem cái này Hỗn Nguyên Kim Hộp, thu vào luân hồi trong mộ địa cất giữ, hơn nữa chỉ dám cất giữ trong nơi hẻo lánh, bằng không ma khí đã ngộ thương luân hồi đại năng thần hồn, kia thật là tội lỗi. Tường Vi cô nương, ngươi nhưng có phương pháp luyện hóa? Diệp Thần hỏi. Nếu Tường Vi lắc đầu nói, không có, ta lúc đầu chỉ là độ chi mảnh vụn bảo quản giả, cũng chưa từng chân chính luyện hóa vật này, chỉ là có thể hấp thu một điểm ma khí cùng siêu độ pháp tắc, còn không thể chân chính phát huy ra vật này uy lực. Ân, ngươi là luân hồi chi chủ, là độ chi mảnh vụn chủ nhân chân chính, chờ ngươi đến thông thiên cảnh, chắc có đủ thực lực, có thể sơ bộ trưởng khống độ chi mảnh vụn. Đến lúc đó, ngươi có thể phát huy ra độ chi mảnh vụn bao nhiêu uy lực, thì nhìn vận số của chính ngươi. Độ chi mảnh vụn uy năng vô tận, nhưng ở thiên đạo theo quy tắc, tự nhiên không thể toàn bộ phát huy ra, đến cùng có thể phát huy ra bao nhiêu, nếu Tường Vi cũng không biết, chỉ có thể nhìn tạo hóa của Diệp Thần. Thông thiên cảnh đi. Diệp Thần khẽ cau mày một cái, thiên tổ cũng đã nói, gọi hắn đến thông thiên cảnh sau, lại đi nếm thử tiếp xúc độ chi mảnh vụn. Hiện tại hắn chỉ là cửu đỉnh cảnh 6 tầng trời cao giai, trước mắt đích xác không có biện pháp gì, có thể trưởng khống mảnh vụn này, chỉ có thể trước tiên dùng Hỗn Nguyên Kim Hộp chứa vào. Phú tổ người đâu, nếu Tường Vi lại hỏi, nói, cổ tinh môn muốn săn giết hắn, ngươi nhưng phải cẩn thận trông nom. Diệp Thần nói, ân, ta biết, vậy ta đi về trước nhìn ta một chút phú tổ sư tôn, Tường Vi cô nương, ngươi xin cứ tự nhiên. Nếu Tường Vi gật gật đầu, lúc này Lãnh Nguyệt Tịch đứng ra, kêu lên, sư phụ, chờ đã. Ánh mắt nàng nhìn xem Diệp Thần trong tay tảng sáng cung, muốn nói lại thôi. Diệp Thần cảm thấy được Lãnh Nguyệt Tịch ánh mắt, liền giơ lên tảng sáng cung, nói, Nguyệt Tịch cô nương là muốn cây cung này. Lãnh Nguyệt Tịch trong mắt có chút khát vọng, nhưng chợt lại thở dài một tiếng, lắc lắc đầu nói, tính toán, ta tư chất đần độn, chỉ là tảng sáng chi chủ một đạo yếu niệm hóa thân, ta không có tư cách chấp trưởng tảng sáng cung. Bây giờ tảng sáng cung ngay tại trước mắt ta, nhưng cung này thế mà không phát ra một điểm cộng minh, sư phụ, nghĩ đến nó đã tán thành ngươi, cũng không nguyện trở lại trong tay của ta. Diệp Thần trầm mặc một chút, cái này tảng sáng cung là đỉnh cấp trụ thần thánh binh, đối với Nhậm Phi phàm tu vi tăng thêm cũng có chỗ tốt, hắn kỳ thực cũng không quá muốn cho Lãnh Nguyệt Tịch, nhưng thấy đối phương biểu lộ như thế, hắn có chút không đành lòng, nói. Nguyệt Tịch cô nương, ngươi về sau liền gia nhập vào ta luân hồi trận doanh. Ngươi muốn dùng tảng sáng cung mà nói, ta tùy thời có thể cho ngươi. Lãnh Nguyệt Tịch nghe nói như thế, lập tức vui mừng, nói, sư phụ, ngươi cuối cùng chịu nhận ta cái này đệ tử sao? Trước đây Diệp Thần truyền thụ nàng ánh sáng của bầu trời tảng sáng quyết tinh yếu, nàng đã sớm đem Diệp Thần xem như sư phụ, chỉ là Diệp Thần cũng không thừa nhận. Diệp Thần nhìn xem Lãnh Nguyệt Tịch ánh mắt nóng bỏng, không khỏi cười khổ một tiếng, nói, ngươi cứng rắn muốn bảo ta sư phụ. Ta đều cũng không thể tránh xa người ngàn dặm, ngươi về sau cùng ta chính là, chỉ là ta cửu gia đông đảo, ngươi theo ta, về sau họa phúc khó liệu. Lãnh Nguyệt Tịch đi tới, kéo lại Diệp Thần cánh tay, nói, ta cùng với sư phụ đồng sinh cộng tử, tuyệt không hối hận. Diệp Thần cười cười, liền dẫn Lãnh Nguyệt Tịch, trở về vũ tổ bên kia. Nếu Tường Vi thì lưu lại nơi này, quét sạch chiến trường, chiếu cố thương binh. Rất nhanh, Diệp Thần liền trở về đến bên cạnh vũ tổ. Lúc này vũ tổ, liền cùng thiên nữ cùng một chỗ, ngồi xếp bằng, yên lặng điều tức khôi phục. Trước đây cùng hắc hồn ma thần chiến đấu, hai người tiêu hao thực sự quá nghiêm trọng. Thiên nữ tình huống tốt một chút, điều tức sau đó, lại phục dụng mấy viên thuốc, trạng thái tinh thần đã tốt lắm rồi, ảm đạm làn da dần dần khôi phục lộng lẫy. Nhưng vũ tổ, tình huống nhưng không thấy mảy may chuyển biến tốt đẹp, thân thể vẫn là huyết nhục tiêu tụy bộ dáng, hình như một bộ xương khô. Sư tôn, Diệp Thần nhìn thấy vũ tổ bộ dáng này, lập tức một hồi đau lòng.
Lãnh Nguyệt Tịch cũng là không nói gì, cục diện như vậy, nàng cũng không giúp được cái gì. Phú Tổ mở to mắt, tằng hắng một cái, lại cười hì hì rồi lại cười, nói, Diệp Thần, ta giống như làm bị thương căn cơ, không tốt lắm à. Diệp Thần không nói chuyện, liền ngồi vào bên cạnh Vũ Tổ, thăm dò Vũ Tổ mạch đập, chỉ cảm thấy mạch tượng tương đương yếu ớt, hắn lại thi triển trị liệu thuật, nhưng trị liệu thuật tia sáng, hoàn toàn không cách nào rót vào trong cơ thể của Vũ Tổ. Trong cơ thể của Vũ Tổ căn cơ, đã nghiêm trọng vỡ tan, phía trước cùng Hắc Hồn Ma Thần đối chiến, hắn hao tổn thực sự quá tại nghiêm trọng, bây giờ đã đến quá bổ không tiêu nổi tình cảnh. Thậm chí, Diệp Thần cảm thấy, Vũ Tổ sinh mệnh căn cơ, cũng đã tổn hại, đã từng không chết hắn, bây giờ đang gặp phải tử vong uy hiếp. Vũ Tổ tính mệnh, chịu thiên đạo săn sóc, vốn là thiên đạo bất diệt, hắn sẽ không phải chết, nhưng trước đây Hắc Hồn Ma Thần, mượn dùng lấy độ chi mảnh vụn sức mạnh, lại có thể che đậy thiên đạo, trực tiếp thương tổn Vũ Tổ sinh mệnh căn cơ, nếu như không cứu vãn mà nói, Vũ Tổ liền có nguy hiểm có thể chết đi. Vũ Tổ nói, hắc hắc, xem ra ta là muốn chết, bất quá cũng tốt, ta chết đi, Hiên Viên Vương kế hoạch liền muốn rơi vào khoảng không. Hắn muốn lần nữa tìm kiếm một bộ cùng ta tương đối nhục thân, cũng không quá dễ dàng. Còn có, sư phụ ta thiên đạo nữ thần, người cũng đã thích đáng an bài ổn thỏa, ta chết đi cũng có thể nghỉ ngơi. Diệp Thần nói, sư tôn, đừng nói loại lời này, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu sống ngươi. Ân, còn có, sư phụ ngươi lại là thiên đạo nữ thần sao? Phú Tổ nói, đúng vậy a, hắc hắc, ta chịu thiên đạo che chở, thiên đạo chế tạo giả, thiên đạo nữ thần Điệp Mộng Tinh Quân. Xem như sư phụ của ta a, ta xem như nàng người đại diện, đương nhiên chỉ là trên danh nghĩa, trên thực tế ta thích tự do, cũng không muốn làm ai người đại diện. Chỉ là, thiên đạo ban cho ta vô tận che chở phúc phận, ta đều cũng không thể vong ân phụ nghĩa, cho nên vẫn là nhận thiên đạo nữ thần làm sư phụ. Bây giờ sư phụ ta chuyển thế, chính là cái kia gọi Hoa Nhài tiểu nữ hài, người đem nàng gửi nuôi tại Nam Châu Thiên, tốt lắm vô cùng, sau khi ta chết, ta hy vọng ngươi có thể chiếu cố thật tốt nàng. Tương lai thiên đạo chi tranh, ngươi chỉ cần đứng tại nàng phía bên kia. Phú Tổ mặc dù một mực bị vây ở sụp đổ di tích cổ, nhưng chỉ là nhục thân lâm nguy, linh hồn là tự do, ngoại giới đủ loại biến cố, hắn thiên cơ hiểu rõ, biết được vô cùng rõ ràng. Thiên đạo chi tranh, là tương lai có thể phát sinh một hồi đại tranh đấu, là nhân tổ Nam Hoa Lão Quân, muốn dùng sáng sinh chi trụ, thay thế hiện nay thiên ma đạo phương, trở thành thiên đạo mới chi chủ. Nếu là thiên ma đạo phương bị thay thế, này thiên đạo nữ thần liền có thể sụp đổ, tiếp nhận vô biên tai biến cùng đau đớn. Phú Tổ chịu thiên đạo ân trạch, thiên đạo nữ thần xem như hắn trên danh nghĩa sư phụ, tương lai trận này thiên đạo chi tranh, hắn tự nhiên hy vọng Diệp Thần có thể đứng ở thiên đạo nữ thần bên này. Nghe được Phú Tổ lời này, trong lòng Diệp Thần lập tức run lên, bởi vì hắn đã từng đã đáp ứng Nam Hoa Lão Quân, một khi phát sinh thiên đạo chi tranh, hắn sẽ không nhúng tay. Diệp Thần liền lắc đầu, hướng Vũ Tổ nói, sư tôn, về sau sự tình, sau này hãy nói a, ta bây giờ trước hết nghĩ biện pháp cứu sống ngươi. Thiên nữ nói, Diệp Thần, ngươi theo ta trở về Mỹ Thần Cung, chỉ cần chúng ta có thể chế tạo ra sinh tử phong thần bi, trưởng khống sinh tử, liền có thể cứu Vũ Tổ. Nàng nhớ mãi không quên, vẫn là muốn mời Diệp Thần đi Mỹ Thần Cung, hỗ trợ chế tạo sinh tử phong thần bi, để mà đối kháng hồn thiên đế. Mà nếu như quyết tâm sinh tử phong thần bi chế tạo ra tới, muốn cứu sống Vũ Tổ, tự nhiên cũng là rất đơn giản. Vũ Tổ cười ha ha một tiếng, nói, thiên nữ, sinh tử phong thần bi, là năm đó nguyên thiên đế cùng hồn thiên đế liên thủ tư tưởng vĩ đại kỳ quan, nơi nào có dễ dàng như vậy chế tạo. Chờ cái kia kỳ quan chế tạo ra tới, ta đều hóa thành cho rồi. Thiên nữ biểu lộ cứng đờ, đích xác, lấy Vũ Tổ bây giờ trạng thái. Chỉ sợ chống đỡ không đến sinh tử phong thần bi tạo ra một ngày kia. Nhìn Vũ Tổ hình dung tiểu tụy bộ dáng, hắn tối đa cũng chỉ có thể sống mấy ngày, nếu như trong mấy ngày này, không nghĩ biện pháp cứu sống hắn mà nói, hắn liền thật muốn vẫn lạc. Vũ Tổ sinh tử coi nhẹ, mười phần tiêu sái, cũng không lo lắng, nói, quên đi thôi, không có chuyện gì, ta chết đi liền chết, ta sống phải cũng quá lâu, ta vừa chết, còn có thể xáo trộn cổ tinh môn kế hoạch đâu. Diệp Thần nói, không, sư tôn, đừng nói loại lời này, ta chắc chắn có thể cứu sống ngươi. Diệp Thần chưa từ bỏ ý định, tiếp tục thi triển trị liệu thuật, nhưng trị liệu thuật tia sáng, một rót vào trong cơ thể của Vũ Tổ, liền tản mạn khắp nơi đi ra, căn bản là không có cách thấm vào, Vũ Tổ đã quá bổ không tiêu nổi. Hơn nữa, Vũ Tổ tu vi, đến gần vô hạn siêu phẩm thiên đế, hắn bây giờ khí huyết tiểu tụy,
muốn khôi phục, cần năng lượng cùng tài nguyên, cũng là cực đoan kinh khủng, coi như đem Diệp Thần chính mình thiêu đốt điền vào đi, chỉ sợ cũng không cách nào làm cho Vũ Tổ khôi phục. Diệp Thần càng cảm thấy khó giải quyết, suy nghĩ kỹ một chút, thực sự nghĩ không ra biện pháp gì, trong lòng suy nghĩ nói, xem ra chỉ có thể hỏi một chút thiên tổ chắc có biện pháp. Nghĩ như vậy, Diệp Thần liền lấy ra tảng sáng cung, cái này tảng sáng cung là trụ thần thánh binh, cũng là trước kia thiên tổ lưu lại thánh vật, bên trong lưu lại có thiên tổ ý chí khí tức. Diệp Thần liền dọc theo cỗ khí tức này, thành tâm cầu nguyện nói, thiên tổ, tại hạ có việc muốn nhờ, khẩn cầu đáp lại. Tại Diệp Thần cầu nguyện âm thanh sau khi rơi xuống, tảng sáng cung liền phóng ra một hồi đậm đà bạch quang, đem Diệp Thần cả người đều bao lại. Tiếp theo sát, Diệp Thần liền cảm thấy đầu một hồi trời đất quay cuồng, cả người tinh thần, đều bị đẩy vào một chỗ thần bí trong không gian. Mảnh không gian này, là tảng sáng cung nội bộ tiểu thế giới, chính là một mảnh dương liễu bờ, hiểu gió tàn nguyệt thế giới, lại có nắng sớm sơ hiện, hắc ám dần dần tan đi, trời tờ mở sáng bộ dáng. Diệp Thần, người đang kêu gọi ta. Ở mảnh này nắng sớm tảng sáng thế giới bên trong, liền vang lên thiên tổ thanh âm, nhưng chỉ nghe tiếng, không thấy kỳ nhân. Diệp Thần nghe được thiên tổ thanh âm, lập tức vui mừng, nói, là, thiên tổ, tại hạ có việc muốn nhờ. Thiên tổ đạo, ân, ta biết, xin tha thứ ta không thể hiện thân tương kiến, ta với ngươi giao lưu quá nhiều, đã xúc động trụ thần khế ước, một khi trụ thần khế ước hàng phạt, ta có thân tử hồn rơi nguy hiểm. Diệp Thần khẽ giật mình, lại là cảm thấy rùng mình, nói, phải không? Thiên tổ, cái kia, là ta hại ngươi, đây thật là, tội lỗi, tội lỗi. Thiên tổ đạo, không sao, ta còn không tính vi phạm khế ước, cho nên không có việc gì, về sau cẩn thận một chút liền có thể, người không đến vạn bất đắc dĩ, cũng không thể lại kêu gọi ta. Diệp Thần nói, là, chỉ là một lần, ta bây giờ không có biện pháp. Thiên tổ đạo, ân, ta biết, là Vũ Tổ nhục thân tiêu tụy, người muốn cứu hắn. Diệp Thần nói, chính là, thiên tổ đạo, Vũ Tổ đã nhanh là siêu phẩm thiên đế, hắn huyết nhục tiêu tụy, muốn khôi phục. Tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Diệp Thần nói, ta chính là biết không dễ dàng, cho nên mới muốn mời thiên tổ chỉ điểm đường sáng. Thiên tổ do dự một chút, nói, kỳ thực muốn cứu Vũ Tổ mà nói có dễ dàng hay không, nhưng nói khó khăn cũng không khó. Diệp Thần a một tiếng, nói, thỉnh thiên tổ chỉ rõ. Thiên tổ đạo, ta biết là có một giọt trụ thần huyết, tại tinh lạc trong cốc, đó là đại hiền giả huyết, trước kia đại hiền giả nuốt vào sáng thế đạo quả. Không chịu nổi sáng thế đạo quả dơ bẩn, nhục thân bạo diệt, huyết nhục của hắn có chút rớt xuống, rơi vào tinh không bỉ ngạn. Về sau, có người từ tinh không bỉ ngạn chạy nạn đến không không lúc nào khoảng không, mang đến đại hiền giả một giọt máu đen, dẫn tới tinh lạc trong cốc, cái kia tinh lạc cốc ngay tại cổ tinh môn địa bàn, tinh nguyên hạo thổ phía trên. Nếu là có thể nhận được đại hiền giả một giọt máu, cứu sống Vũ Tổ liền có hy vọng. Chỉ là, giọt máu kia đen nhánh vẩn đục. Tràn ngập dơ bẩn lệ khí, cần tịnh hóa hậu phương có thể phục dụng, người có độ chi mảnh vụn, thi triển siêu độ pháp tắc, có thể tịnh hóa giọt kia máu đen, ngược lại cũng không phải quá khó, chỉ là người có bị phản phệ nguy hiểm. Diệp Thần lẩm bẩm nói, đại hiền giả một giọt máu sao? Đại hiền giả quá khứ, Diệp Thần cũng biết, đó là giữa thiên địa văn minh đầu nguồn, là vô cùng vĩ đại tiên tri, vì chúng sinh mang đến ban sơ văn minh trật tự cùng quang huy, chiếu đến kinh vĩ. Đại hiền giả có vô số tùy tùng, thậm chí bao gồm chín thương cổ hoàng ở bên trong, cũng là tùy tùng của hắn. Chín thương cổ hoàng, danh xưng giữa thiên địa vị thứ nhất nhân hoàng, hắn muốn quét sạch hắc ám, thiết lập một cái nhân hoàng thống trị trật tự thế giới, lấy văn minh giáo hóa dã man, lấy trật tự trấn áp hỗn loạn. Lý niệm của hắn, chính là nguồn gốc từ đại hiền giả, hắn có thể tính là đại hiền giả tín đồ. Liền cổ tinh môn vĩ đại kỳ quan, cái gọi là hiên viên vương. Cũng là căn cứ đại hiền giả văn minh lý niệm mà sáng sinh. Đại hiền giả, là hết thảy văn minh, quang minh, trật tự, phồn vinh, hưng thịnh, giáo hóa đầu nguồn, là ban sơ tiên tri, vĩ đại nhất hiền nhân. Hắn từng hành tẩu thế gian, hắn văn minh chi quang, chiếu sáng vô số hắc ám, đến cuối cùng, hắn đi tới sáng thế chi thụ phía dưới, muốn nuốt sáng thế đạo quả, muốn biến thành quang. Sáng thế đạo quả, là sáng thế trái cây, truyền thuyết ăn viên này quả. Liền có cơ hội biến thành quang. Nhưng điều kiện tiên quyết là, nhất định phải là sạch sẽ quả, không thể có bất luận cái gì hắc ám. Nhưng mà, cho dù đại hiền giả dọn sạch hết vô số hắc ám, sáng thế trên cây đạo quả, vẫn là vô cùng hắc ám dơ bẩn, thậm chí cuồn cuộn dòi bọ.
Lý Chí nói cho đại hiền giả, sứ mạng của hắn còn chưa hoàn thành, hắn nhất thiết phải tiếp tục hành tẩu chư thiên, thẳng đến văn minh chi quang phổ chiếu mỗi một cái xó xỉnh, quét sạch chỗ có hắc ám, để cho sáng thế đạo quả cũng nhận được tịnh hóa, hắn mới có thể nuốt, mới có thể biến thành quang. Nhưng, hắn đã đợi không kịp, hắn tự giác công đức đã đầy đủ, thế là hắn nuốt vào còn bẩn thỉu sáng thế đạo quả. Cuối cùng, hắn không chịu nổi sáng thế đạo quả hắc ám uy năng, nhục thân trực tiếp nổ tung, linh hồn rơi vào trong hủy diệt chi hải, tiếp nhận vô biên đau đớn. Tại hắn lúc nổ, những người theo đuổi của hắn, đều tại bên cạnh hắn, đau khổ thuyết phục hắn, nhưng hắn không có nghe. Những người theo đuổi của hắn, đại bộ phận đều bị trận kia đáng sợ trụ thần nổ tung nổ chết, liền chín thương cổ hoàng đều kém chút bị tạc chết, cuối cùng là thiên đấu sát thần xuất thủ cứu hắn. Những thứ này đi qua cố sự, Diệp Thần sớm đã tin tưởng, chỉ là không nghĩ tới đại hiền giả một giọt máu, bây giờ càng là cứu vớt phủ tổ mấu chốt. Thiên tổ đạo, độ chi mảnh vụn ẩn chứa siêu độ pháp tắc, người đã nắm giữ sao? Diệp Thần nói, nắm giữ một chút, nhưng còn rất nông cạn, thiên tổ, ta còn không có chân chính trưởng khống độ chi mảnh vụn, chỉ có thể hấp thu một chút tiết ra ngoài ra khí tức. Thiên tổ đạo, phải không? Vậy ngươi siêu độ pháp tắc sức mạnh, còn chưa đủ à, nếu là đi tịnh hóa đại hiền giả trụ thần huyết, ngươi nhất định chịu phản phệ. Dừng một chút, thiên tổ vừa trầm ngâm lên, ngươi chỉ cần mau chóng để thăng siêu độ pháp tắc sức mạnh, bằng không về sau mọi việc không tiện, cái này siêu độ pháp tắc, chính là độ chi mảnh vụn ẩn chứa vô thượng đạo pháp, siêu thoát thiên đạo, ngươi tốt nhất tu luyện, về sau mặc kệ đi đến tinh không bỉ ngạn, vẫn là đi đến thế giới bên ngoài, đối với ngươi đã có đại dụng. Diệp Thần cười khổ một tiếng, nói, thiên tổ, ta tự nhiên biết siêu độ pháp tắc lợi hại, chỉ là siêu độ pháp tắc nguồn gốc từ độ chi mảnh vụn, bằng vào ta bây giờ tu vi, đụng vào độ chi mảnh vụn, vẫn là quá mức nguy hiểm. Độ chi mảnh vụn ma khí kinh khủng, một điểm ma khí ăn mòn, liền có thể để cho thiên đế hóa thành xương khô, liền xem như Diệp Thần cái này luân hồi chi chủ, trời sinh đối với độ chi mảnh vụn có đặc thù lực tương tác, nhưng ngay sau đó cũng không cách nào tay không tiếp xúc. Ít nhất phải chờ hắn đến thông thiên cảnh sau, mới có thể trực tiếp đi đụng vào độ chi mảnh vụn. Thiên tổ đạo, ân, đích xác, đối với các ngươi tới nói, độ chi mảnh vụn uy năng quá mức kinh khủng, khó mà đụng vào, liền xem như ngươi cái này luân hồi chi chủ, ít nhất cũng phải có thông thiên cảnh thực lực, mới có một chút đụng vào tư cách. Bất quá, ngươi bây giờ có thể dựa vào ta luân hồi mộ táng công, trực tiếp trưởng khống độ chi mảnh vụn. Diệp Thần trong lòng hơi động, nói, luân hồi mộ táng công. Thiên tổ đạo, ta luân hồi mộ táng công, có táng địa, táng thiên, táng hư, táng hồn, táng thần, táng nhân quả, táng sinh tử, táng vận mệnh, táng bất hủ chín tầng, chỉ cần luyện đến tầng thứ ba táng hư chi cảnh, người muốn trưởng khống độ chi mảnh vụn, vậy thì đơn giản. Diệp Thần biểu lộ có chút ngưng kết, nói, ách, thiên tổ, cái này luân hồi mộ táng công, ta chỉ luyện đến tầng thứ hai, tầng thứ ba ngay cả cánh cửa đều không có sở đến. Luân hồi mộ táng công vô cùng thâm ảo rộng rãi, chính là thiên tổ hạch tâm nhất truyền thừa, chín tầng phương pháp chôn bên trong, một tầng so một tầng lợi hại, cũng một tầng so một tầng gian khổ. Lấy Diệp Thần nghịch thiên một dạng ngộ tính, hắn tu luyện tới tầng thứ hai chính là cực hạn, tầng thứ ba táng hư chi cảnh, đó là ngay cả cánh cửa đều sờ không tới, có thể thấy được môn này luân hồi mộ táng công thâm ảo. Thiên tổ đạo, lấy ngươi tu vi như vậy, có thể luyện đến tầng thứ hai, đã là nghịch thiên. Ta có thể nói cho ngươi nói tầng thứ ba huyền bí, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, thì nhìn vận mệnh của ngươi. Nghe vậy, Diệp Thần lập tức nghiêm nghị, cung kính lắng nghe. Thiên tổ lấy lại bình tĩnh, nói, ân, ngươi tốt nhất nghe, cái này tầng thứ ba táng hư chi cảnh, có hai trọng biến hóa, đệ nhất trọng biến hóa, chính là vạn vật hóa hư, hết thảy hữu vi pháp, đều là ảo ảnh trong mơ, như lộ diệp như điện, đem vạn vật hóa thành hư vô, chính là bước đầu tiên. Mà đệ nhị trọng biến hóa chính là đem hư vô chôn, nghiền nát, hóa thành không không, liền hư vô đều không tồn tại, là chi vì không không, cái này dính đến không không lúc nào khoảng không căn bản nhất đạo lý, có chút phức tạp, người có thể nghe rõ sao. Diệp Thần chấn động trong lòng, như có điều suy nghĩ, nói, ân, thiên tổ, ta biết rõ. Chính là phân hai chạy bộ, bước đầu tiên hóa hư, bước thứ hai táng hư vì không không. Thiên tổ đạo, đúng là như thế, người nắm giữ táng hư chi pháp. Cũng có thể đi luyện hóa độ chi mảnh vụn, đụng vào độ chi mảnh vụn, mà khí ăn mòn sẽ cho cơ thể mang đến hủy diệt hư thối. Nhưng ngươi có thể đem loại này ăn mòn thối giữa đau đớn, chuyển hóa làm hư vô, sau đó lại lấy táng hư chi pháp, cuối cùng liền hư vô đều không tồn tại, ngươi liền sẽ không có bất luận cái gì đau đớn,
sẽ không bị bất luận cái gì phản phệ. Cái này táng hư chi pháp, tu luyện tới đỉnh phong, có thể đem tử vong sự thật, đều chuyển hóa làm hư vô, thậm chí là không không, như vậy ngươi liền mãi mãi cũng sẽ không chết. Diệp thần nói, a, này ngược lại là cùng ta kính vạn hoa huyết nhãn huyễn thuật, có chút tương tự. Kính vạn hoa huyết nhãn, cũng có thể đem một chút mặt trái trạng thái, chuyển hóa làm hư ảo. Thiên tổ cười ha ha nói, ta luân hồi mộ táng công, táng hư chi pháp, có thể so sánh huyễn thuật cao minh nhiều, người huyễn thuật, đem chân thực chuyển hóa làm hư ảo, nhưng trong thiên địa có hay không nhân quả, cũng không có tiêu thất, năng lượng là bảo toàn, coi như chân thực trở thành hư ảo, đồng dạng sẽ từ một loại nào đó góc độ, cho ngươi cơ thể mang đến phản vệ gánh vác. Nhưng ta táng hư chi pháp, sẽ không cho ngươi mang đến bất luận cái gì gánh vác, là triệt triệt để hóa thành không không, liền hư vô đều không tồn tại, từ trên căn bản tiêu diệt nhân quả. Đương nhiên, loại biện pháp này, mặc dù không thương tổn thân, nhưng lại hại thiên, tiêu diệt nhân quả, sẽ suy yếu thiên đạo cùng thế giới tầng dưới chót căn cơ, thì pháp quá thường xuyên mà nói, thế giới sẽ bởi vì ngươi mà sụp đổ, lợi bất cập hại. Bất quá ngươi lấy ra luyện hóa độ chi mảnh vụn, trong đó tiêu diệt nhân quả, cái kia không tính là gì, sẽ không ảnh hưởng thiên địa cách cục. Diệp thần biết luyện hóa độ chi mảnh vụn biện pháp, trong lòng liền vui mừng, nói, thiên tổ, đa tạ chỉ điểm, ta hiểu rồi. Thiên tổ đạo, ân, bất quá, ta luân hồi mộ táng công, vượt thêm một bước, tu luyện lại càng gian khổ, người muốn trong khoảng thời gian ngắn, đột phá bước vào tầng thứ ba táng hư chi cảnh, cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Người có thể đi thu thập uẩn chứa luân hồi năng lượng đồ vật, dạng này có thể đề thăng ngươi công pháp đột phá tốc độ, tỉ như độ chi mảnh vụn dị tượng kết tinh, đó đều là đồ tốt, không nên bỏ qua. Diệp thần nói, hảo, ta biết. Dừng một chút, Diệp thần lại hỏi, thiên tổ, không biết cái kia tinh lạc cốc ở nơi nào, người còn không có nói cho ta biết cụ thể tọa độ. Tinh lạc cốc tại tinh nguyên hạo thổ, nhưng tinh nguyên hạo thổ giống như vũ trụ tinh không mênh mông vô tận, nếu như không có xác thực tọa độ, Diệp thần cũng khó có thể tìm ra tinh lạc cốc chỗ. Hiện tại hắn đã rõ ràng bước hành động kế tiếp, chính là muốn đi tinh lạc cốc, tìm kiếm đại hiền giả một giọt trụ thần huyết, cứu sống vũ tổ. Trước lúc này, Diệp thần cũng phải nỗ lực tu luyện, mau chóng luyện hóa độ chi mảnh vụn, tăng cường chính mình siêu độ pháp tắc sức mạnh. Đã như thế, chờ hắn tìm được đại hiền giả trụ thần huyết sau, mới có đầy đủ lực lượng, đi tịnh hóa giọt máu kia hắc ám cùng dơ bẩn. Thiên tổ đạo, tinh lạc cốc tọa độ, ta không thể nói cho ngươi biết. Ta không thể nói cho ngươi quá nhiều, ta sợ xúc động trụ thần khế ước, ngươi có thể đi thiên đế gia tộc hỏi một chút, thiên đế gia tộc cũng tại trong tinh nguyên hạo thổ, so sánh với ẩn núp tinh lạc cốc, thiên đế gia tộc chỗ, mọi người đều biết, ngươi thoáng nghe ngóng liền biết. Diệp thần nói, thiên đế gia tộc, chính là, cổ tinh môn khi xưa trưởng môn, ngũ đại thiên đế đứng đầu, múa thiên đế gia tộc sao? Thiên tổ đạo, đúng vậy, ha ha, ban sơ thiên đế gia tộc, chỉ là một cái tiểu gia tộc. Về sau chịu đến thiên đế ra lệnh tinh quang mang chiếu rọi, huyết mạch thuế biến, mới thành thiên đế gia tộc, đây coi như là năm đó ta một cái an bài a, trước kia thiên đạo băng liệt, mạt pháp thời đại buông xuống, ta cần người giúp đỡ thiên đạo, tay vãn thiên khuynh, thiên đế gia tộc vị kia múa thiên đế, là ta chọn chúng người. Bất quá theo mạt pháp thời đại kết thúc, thiên đạo lại lần nữa khôi phục ổn định, thiên đế gia tộc khí vận sẽ chấm dứt, triệt để suy sụp, ta mặc dù nhớ tình cũ, nhưng đều cũng không thể tự mình đi chiếu cố bọn hắn, hơn nữa lý niệm của bọn hắn, ta không quá tán thành, ai, oan nghiệt. Nói xong lời cuối cùng, thiên tổ lại có chút bất đắc dĩ bộ dáng. Diệp thần hiếu kỳ hỏi, thiên đế gia tộc có cái gì lý niệm? Thiên tổ không nói gì, không có trả lời, tựa hồ không muốn nói quá nhiều, trầm mặc sau một lúc lâu, mới nói, thôi, không nói cái này, ngươi về sau liền biết. Tóm lại, ngươi muốn biết tinh lạc cốc tọa độ. Liền đi thiên đế gia tộc hỏi một chút đi, trước kia thiên đế ra lệnh tinh chiếu diệu ra tia sáng, từng ngưng kết ra một khỏa luân hồi đế châu, cũng tại thiên đế trong gia tộc. Viên kia luân hồi đế châu, nắm giữ bàng bạc đầy đủ luân hồi năng lượng, ta trước tiên báo mộng cho thiên đế gia tộc trưởng lão, người đi đến thiên đế gia tộc sau, hắn sẽ đem luân hồi đế châu cho ngươi. Ngươi luyện hóa luân hồi đế châu, tiêu hóa ẩn chứa trong đó luân hồi năng lượng, vậy ngươi luân hồi mộ táng công, liền có thể thuận lợi đột phá. Diệp thần nói, hảo, ta biết, đa tạ thiên tổ. Thiên tổ đạo, ân, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây, về sau không đến vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn không thể lại kêu gọi ta, vạn nhất xúc động trụ thần khế ước, đó cũng không phải là đùa giỡn. Thậm chí ngươi sắp đặt đem thất bại trong gang tấc.
Câu nói này nói xong, thiên tổ khí tức liền hoàn toàn biến mất, Diệp Thần thế giới trước mắt cũng là một hồi vặn vẹo tán loạn. Tiếp theo sát, Diệp Thần liền trở về trong hiện thực, Vũ Tổ vẫn là huyết nhục tiêu tụy bộ dáng, thiên nữ cùng Lãnh Nguyệt Tịch ở bên cạnh chiếu cố hắn. Thiên nữ cũng không biết vừa mới Diệp Thần đã câu thông qua thiên tổ, hỏi vội, Diệp Thần, ngươi có biện pháp nào cứu sống Vũ Tổ? Diệp Thần nói, biện pháp có, không cần hoảng. Hắn gọi ra thần giáp mệnh tinh, cả viên tinh thần lơ lửng tại Vũ Tổ trên đỉnh đầu, tung xuống từng trận sáng chói kim sắc huy hoàng, thủ hộ lấy Vũ Tổ tính mệnh. Có thần giáp mệnh tinh thủ hộ, tiếp xuống một tháng, Vũ Tổ tính mệnh đều có thể không lo, nhưng muốn cho hắn khôi phục mà nói, cái kia còn cần tìm được đại hiền giả huyết. Bây giờ đại chiến sơ định, Diệp Thần còn cần bận rộn, hắn đem không pháp cốc, áo nghĩa giới, tinh hằng thiên tam giới, chỉnh hợp thành một thể, cũng dẫn đến sụp đổ thần giáo, cùng một chỗ thu về luân hồi trận doanh. Vũ Tổ thì bị Diệp Thần an trí tại không pháp cốc bên trong, hắn lại phân phó diệt không thiên đế, thanh đồng cổ thiềm, thiên nữ, Lãnh Nguyệt Tịch mấy người dốc lòng chiếu cố. Hắn thần giáp mệnh tinh, đã để dùng cho Vũ Tổ kéo dài tánh mạng, Vũ Tổ chí ít có thể bảo đảm một tháng tính mệnh, đã như thế, Diệp Thần liền có thời gian chào hỏi ứng đối. Mà dựa vào lấy thần giáp mệnh tinh, diệt không thiên đế, thanh đồng cổ thiềm, Minh Khiếu Thiên nhóm cường giả, cũng có đầy đủ thủ đoạn phòng ngự, cho dù cổ tinh môn cường giả xâm phạm, bọn hắn cũng có thể tự vệ. Đang bận rộn hai ngày sau, mọi việc sơ định, Diệp Thần cũng cuối cùng có thời gian tu luyện cùng nghỉ ngơi. Diệp Thần dự định nghỉ ngơi một đêm, ngày mai liền rời đi sụp đổ di tích cổ, xuất phát đi tới thiên đế gia tộc. Ban đêm, trong phòng, Diệp Thần khoanh chân ngồi ở trên giường. Tại trên giường, trừ hắn ra, còn có Nhậm Thiên Nữ. Thiên nữ mặc một bộ nửa trong suốt tơ chất áo ngủ, lười biếng nửa nằm, ngáp dài nhìn xem Diệp Thần, hai người bây giờ trung tu Mỹ Thần Tâm Kinh, đã rất là thân mật. Chỉ là, thiên nữ còn không nguyện ý phá thân, nhiều nhất trong mộng kết hợp, tại trong thực tế mà nói, nàng và Diệp Thần coi như hôn lại nóng, cũng không thể đột phá một bước cuối cùng. Chúng ta có phải hay không có điểm giống vợ chồng? Thiên nữ cười nhìn xem Diệp Thần, Vũ Tổ bên kia có thần giáp mệnh tinh che chở lấy. Nhìn trước mắt đã không còn đáng ngại, nàng cũng là khoan tâm rất nhiều, cho nên bây giờ còn có tâm tình cùng Diệp Thần nói đùa. À, xem như thế đi, chớ quấy rầy ta muốn tu luyện. Diệp Thần qua loa trả lời một câu, sau đó tất cả tâm thần, đều chìm đắm trong tu luyện, hai tai không nghe thấy ngoại sự, nữ nhân chỉ có thể ảnh hưởng hắn tốc độ tu luyện. Hứ, thiên nữ khinh thường trợn trắng mắt, bất quá cũng không có quấy rầy Diệp Thần, nàng cũng chia phải rõ ràng nặng nhẹ. Diệp Thần đắm chìm tại trong tu luyện, tinh thần của hắn, đầu tiên là câu thông Hỗn Nguyên Kim Hộp, sau đó lập tức liền nghe được Như Huỳnh tiếng kêu to. Hỗn đản, người xấu, luân hồi chi chủ ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, mau thả ta ra ngoài. Nếu Huỳnh trong hai mắt tràn đầy lửa giận, bây giờ nàng trần truồng bị Diệp Thần dùng từng cái xích sắt treo, phong ấn tại Hỗn Nguyên Kim trong hộp, thừa nhận vô biên giam cầm đau đớn, nàng hận không thể đem Diệp Thần chém thành muôn mảnh. Chớ kêu! Ngươi như thế nào như thế hảo tinh thần. Diệp Thần bất đắc dĩ, tâm niệm khẽ động, thôi động lên độ chi mảnh vụn, tại Như Huỳnh trước mắt lắc lư một cái. Hắn mặc dù còn không thể phát huy ra độ chi mảnh vụn uy lực, nhưng mảnh vụn này, không cần hắn tận lực phát huy, chỉ cần áp vào Như Huỳnh trên da thịt, cũng đủ để cho đối phương tiếp nhận que hàn một dạng đau đớn. Nhìn thấy độ chi mảnh vụn, nếu Huỳnh trong mắt phẫn nộ, liền hoàn toàn chuyển hóa trở thành sợ hãi, không còn dám gào thét. Lại ô ô khóc lên, thấp giọng kêu lên, tỷ tỷ, tỷ tỷ. Hu hu. Diệp Thần nói, thật tốt tỉnh lại a, tương lai ngươi biết sai, ta sẽ thả ngươi đi ra, tiễn đưa ngươi vào ta luân hồi thiên quốc, như vậy ngươi cũng không cần chịu khổ, chỉ cần ta không chết, ngươi còn có thể vĩnh hưởng thiên phúc. Nếu Huỳnh ánh mắt sáng lên, nói, có thật không? Chợt lại phát giác chính mình bộ dáng này, quá mức yếu đuối, liền phẫn nộ quát, hỗn đản, ta chết cũng không luồn cúi ngươi. Ngươi chờ xem, coi như tỷ tỷ của ta mặc kệ ta, Nhược Mộng cũng tới cứu ta. Diệp Thần lắc đầu, lười nhác cùng yêu nữ này nói nhảm, tinh thần rút ra đi ra, trực tiếp yên lặng hấp thu Hỗn Nguyên Kim hộp tản mát đi ra ngoài ma khí. Độ chi mảnh vụn ma khí, 10 phần nồng đậm hung mãnh, cho dù bị phong tại Hỗn Nguyên Kim trong hộp, vẫn có ti ti lũ lũ ma khí tản ra. Cái này ti ti lũ lũ ma khí, đối với Diệp Thần tới nói, có thể xưng vật đại bổ. Sau khi hấp thu có thể tăng cao tu vi, hơn nữa còn có thể tăng tiến hắn siêu độ pháp tắc sức mạnh. Chỉ có điều, không thể chân chính luyện hóa độ chi mảnh vụn mà nói,
hắn siêu độ pháp tắc, cũng không tính là thượng thừa chính tông. Mà căn cứ vào thiên tổ chỉ điểm, Diệp Thần muốn luyện hóa độ chi mảnh vụn, trước tiên có thể đem luân hồi mộ táng công, tu luyện tới tầng thứ 3 táng hư chi cảnh. Chỉ cần đạt tới táng hư chi cảnh, Diệp Thần liền có thể nắm giữ vạn vật hóa hư, thậm chí hóa không không thủ đoạn, đến lúc đó, hắn có thể đem luyện hóa độ chi mảnh vụn sinh ra tiêu cực trạng thái, toàn bộ nghiền nát vì không không, cơ thể liền có thể không nhận bất luận cái gì đau đớn cắn trả. Diệp Thần ngộ tính nghịch thiên, khi lấy được thiên tổ chỉ điểm sau, đã biết táng hư chi cảnh huyền bí, chính là phân hai chạy bộ, bước đầu tiên vạn vật hóa hư, bước thứ hai chuyển hóa làm không không. Nhưng, biết là một chuyện, thì pháp lại là một chuyện khác, biết dễ làm khó. Diệp Thần đã nắm giữ tầng thứ ba táng hư pháp huyền bí, nhưng không cách nào thi triển đi ra, bởi vì thực lực không đủ. Nghĩ thi triển táng hư pháp mà nói, hắn nhất định phải có đầy đủ thâm hậu luân hồi nội tình. Diệp Thần liền tế ra độ ngục vương tọa, tế ra hắc ngục chi dực, tế ra thiên ngục tử linh hoa, ba món đồ này, cũng là độ chi mảnh vụn dị tượng kết tinh, ẩn chứa dư thừa luân hồi năng lượng. Diệp Thần đã chấp trưởng độ ngục vương tọa, lập tức liền nhỏ máu luyện hóa hắc ngục chi dực cùng thiên ngục tử linh hoa, hai thứ đồ này, vốn là như huỳnh, nhưng bây giờ như huỳnh biến thành tù nhân, đồ đạc của nàng tự nhiên là bị Diệp Thần đoạt lại. Theo Diệp Thần nhỏ máu luyện hóa, hắc ngục chi dực cùng thiên ngục tử linh hoa liền hóa thành một đạo màu đen lưu quang, tiến vào trong cơ thể hắn, hai cỗ mênh mông luân hồi năng lượng, ở trong cơ thể hắn nổ tung, tu vi của hắn, một chút liền từ cửu đỉnh cảnh 6 tầng trời cao giai, tấn thăng đến tình cảnh 6 tầng trời đỉnh phong, thậm chí cách 7 tầng trời đều không xa. Không tệ, tu vi lại tấn thăng, bất quá muốn đột phá 7 tầng trời, tựa hồ còn có chút gian khổ. Diệp Thần âm thầm suy nghĩ, cửu đỉnh cảnh 6 tầng trời cùng 7 tầng trời, nhìn như chỉ thua kém một tầng. Trên thực tế cách một đầu cực lớn đường ranh giới. Bởi vì, 6 tầng trời thuộc trung kỳ, mà 7 tầng trời, đã đến hậu kỳ. Nghĩ bước vào cửu đỉnh cảnh hậu kỳ, tự nhiên muốn so bình thường đột phá gian khổ một chút. Cho nên, coi như Diệp Thần luyện hóa hắc ngục chi dực cùng thiên ngục tử linh hoa hai đại kết tinh, tu vi cũng chỉ là tiến bộ một điểm nhỏ, đồng thời không thể vọt thẳng vào tầng thứ 7. Mà đang hấp thu hắc ngục chi dực cùng thiên ngục tử linh hoa sức mạnh sau, Diệp Thần vẫn là cảm thấy thể nội luân hồi năng lượng, vẫn như cũ không đủ để cho hắn thi triển táng hư luân hồi pháp. Ta còn cần càng nhiều luân hồi chi vật, hy vọng thiên tổ nói luân hồi đế châu hữu dụng, cũng hy vọng ta có thể thuận lợi từ thiên đế gia tộc trong tay, cầm tới luân hồi đế châu. Diệp Thần yên lặng tính toán, cái này thiên đế gia tộc, cùng hắn luân hồi trận doanh cũng có liên hệ mật thiết. Thiên đế trong gia tộc, trừ ra vị kia cổ tinh môn người sáng lập, ngũ đại thiên đế đứng đầu múa thiên đế bên ngoài. Còn có một người danh tiếng chắc tuyệt, đó chính là cửu thần bên trong băng thần, Múa Lăng Hoa. Bây giờ Múa Lăng Hoa đã thoái ẩn, băng thần quyền hành đã sớm truyền thừa đến trong tay Ngụy Dĩnh là mới băng thần. Mà thiên đế gia tộc, vốn cũng không đồng ý Ngụy Dĩnh, nhưng về sau cốt thiên đế giết hại Múa Thiên Đế, bọn hắn cảm giác sâu sắc thê lương, liền tiếp nạp Ngụy Dĩnh, tán thành nàng băng thần thân phận. Thiên đế gia tộc cũng là băng thần gia tộc. Ngụy Dĩnh cùng bọn hắn hẳn là có không ít lui tới, bất quá Diệp Thần mọi việc bận rộn, chi tiết cụ thể đồng thời không rõ ràng, cũng không hỏi qua Ngụy Dĩnh. Thiên đế gia tộc từ Múa Thiên Đế chết đi, ngày xưa băng thần Vũ Lăng Hoa lại thoái ẩn sau, còn sót lại thế lực, đã không còn vinh quang, cũng không cách nào đến giúp Diệp Thần quá nhiều, cho nên Diệp Thần quá khứ đối mặt đủ loại khốn khó, Ngụy Dĩnh cũng không cách nào dẫn dắt thiên đế gia tộc người hỗ trợ, bởi vì đích xác không giúp được cái gì. Liền Ngụy Dĩnh chính mình thường ngày cũng rất ít đi thiên đế gia tộc, bình thường đều tại luân hồi trận doanh địa bàn, luân hồi tinh giới bên trong tu luyện cư trú. Dù sao, thiên đế gia tộc chỗ tinh nguyên hạo thổ, cũng là tại cổ tinh môn trong địa bàn, không có gì chuyện khẩn yếu mà nói, Ngụy Dĩnh tự nhiên không muốn đi, miễn cho tao ngộ cổ tinh môn người, lại muốn nổi lên va chạm. Diệp Thần chuẩn bị đi thiên đế gia tộc, hắn trước tiên đưa tin Ngụy Dĩnh, gọi nàng tới, chuẩn bị cùng đi, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tại không có cầm tới thiên đế gia tộc luân hồi đế châu phía trước, Diệp Thần đoán chừng chính mình tu luyện thế nào, trong thời gian ngắn, cũng không khả năng tích xúc đến đầy đủ năng lượng, dùng để thi triển táng hư pháp, liền tạm thời để qua một bên. Hiện tại hắn độ hấp thu chi mảnh vụn khí tức, sơ bộ siêu độ pháp tắc, mặc dù sức mạnh không coi là nhiều mạnh, nhưng cũng có thể đưa đến không thiếu tác dụng. Diệp Thần tinh thần, liền đi đến luân hồi mộ địa bên trong, trực tiếp cùng sụp đổ chi chủ tương kiến. Sụp đổ chi chủ thần hồn phía trên, vẫn có từng cái nguyền rủa xiềng xích cùng gông xiềng chất cốc,
Diệp Thần thấy thế, liền trực tiếp nói. Sụp đổ tiền bối, ta còn không có chân chính luyện hóa độ chi mảnh vụn, không thể hoàn toàn thay ngươi hóa giải nguyền rủa, nhưng cũng có thể hóa giải một chút. Nói xong, Diệp Thần hai tay kết ấn, sau đó liền đánh ra từng đạo siêu độ pháp tắc, như kim quang, như xuân phong hóa vũ, như lập lòe ánh bình minh, như trăng sao ánh dạng đông giống như, rơi vào sụp đổ chi chủ trên thân. Sụp đổ chi chủ tắm Diệp Thần siêu độ pháp tắc, hắn nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra một cỗ thoải mái biểu lộ, trong khoảnh khắc, trên người hắn nguyền rủa gông xiềng, liền hóa giải hai ba thành. Lấy Diệp Thần trước mắt siêu độ pháp tắc sức mạnh, mặc dù không thể hoàn toàn trợ hắn giải thoát, nhưng cũng có thể giúp hắn hòa dịu rất nhiều đau đớn. Sụp đổ chi chủ cảm thụ được chính mình buông lỏng rất nhiều trạng thái, mở to mắt, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, nói, mộ chủ, đa tạ siêu độ. Bây giờ thực lực của ta, có thể phát huy ra 4, 5 phần 10. Phía trước vừa mới hồi phục thời điểm, sụp đổ chi chủ chỉ có thể phát huy ra 2, 3 thành thực lực, nhưng bây giờ có Diệp Thần siêu độ, hắn nguyền rủa gông xiềng hóa giải bộ phận, liền có thể phát huy ra lực lượng cường đại hơn. Chín thương cổ hoàng cười nói, tuyệt thiên huynh, chúc mừng. Hắn lại hướng Diệp Thần nói, mộ chủ, ta cũng nghỉ ngơi đầy đủ, người có gì cần hỗ trợ, cứ mở miệng. Trong lòng Diệp Thần vui mừng, nói, có hai vị tiền bối trợ lực, ta đằng sau cho dù đụng tới nguy hiểm gì, chắc hẳn cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Chỉ là, nghĩ đến huyết long vẫn là thụ thương ngủ say bộ dáng, Diệp Thần trong lòng liền một trận, lần này muốn tỉnh lại huyết long mà nói, có thể thật sự cần tìm được vĩ thú năng lượng, mới có thể kích hoạt nó. Chín thương cổ hoàng sắc mặt biến thành hơi trầm xuống một cái, nói, mộ chủ, ta dự cảm đến, cổ tinh môn muốn triệu hoán đại hiền giả sức mạnh, cái kia hiên viên vương, hắn nghĩ kế thừa đại hiền giả quyền hành, trở thành mới đại hiền giả. Diệp Thần khẽ giật mình, nói, cái gì? Chín thương cổ hoàng nói, lần này độ chi mảnh vụn đào được, hiên viên vương không đến, có thể chính là chuẩn bị bày trận, tiếp thu đại hiền giả quyền hành. Bất quá xem ra hắn cũng không có thành công, người nhất định muốn ngăn cản. Nói đến, ta từng xem như đại hiền giả người đại diện A, trước kia từng đi theo hắn, quét sạch thế giới hắc ám, thiết lập văn minh chi quang. Thế nhân tất cả nói ta là giữa thiên địa vị thứ nhất nhân hoàng, kỳ thực quá khen, chân chính nhân hoàng, thánh nhân vương, hiền giả, tiên tri, chân chủ, vĩ đại tồn tại, là đại hiền giả A. Ta chỉ là người đại diện, là đại hiền giả dẫn dắt ta. Ta mới có thiết lập nhân hoàng văn minh trật tự, trấn áp hắc ám ý nghĩ, bằng không, ta cũng bất quá là một kẻ ngu muội vũ phu. Thế giới tràn ngập hắc ám, đã từng chúng sinh ngu muội, là đại hiền giả buông xuống, mở ra dân trí, giáo hóa dã man, thành lập thiên đại công đức. Bất quá đại hiền giả thân là trụ thần, không tiện hiện thân, cho nên cần người đại diện. Mà chín thương cổ hoàng, chính là đại hiền giả người đại diện một trong, là văn minh người thừa kế. Diệp Thần lẩm bẩm nói, hiên viên vương là muốn trở thành đại hiền giả người đại diện sao? Chín thương cổ hoàng nói, không phải, hắn không phải muốn trở thành người đại diện, hắn là muốn trực tiếp kế thừa đại hiền giả hết thảy quyền hành, trở thành mới đại hiền giả. Diệp Thần ngẩn ngơ, nói, đây là có chuyện gì? Chín thương cổ hoàng nói, ai, trước kia đại hiền giả nhất thời nhập ma chướng, lại nuốt luôn bẩn thỉu sáng thế đạo quả, khiến nhục thân không chịu nổi hắc ám, trực tiếp nổ tung. Linh hồn cũng rơi vào hủy diệt chi hải, tiếp nhận vô biên đau đớn. Đã nhiều năm như vậy, đại hiền giả chịu khổ cũng chịu đủ rồi, hắn khẩn cấp hy vọng thoát khỏi đau đớn, hắn phải cùng hiên viên vương đạt thành một loại hiệp nghị, từ hiên viên vương tới kế thừa hết thảy của hắn. Như vậy hiên viên vương trở thành mới đại hiền giả, nắm giữ trụ lực lượng của thần, hắn liền vô địch. Diệp Thần suy nghĩ xuất thần, nghĩ tới điều gì, liền hỏi, kế thừa đại hiền giả hết thảy sao? Vậy trừ trụ lực lượng của thần bên ngoài, có phải hay không còn có phần thiên đại kiếp đau đớn? Chín thương cổ hoàng nói, hẳn là A, phần thiên đại kiếp là trụ thần quyền chuôi một bộ phận, kế thừa trụ thần quyền chuôi, trở thành mới trụ thần, tự nhiên cũng muốn tiếp nhận phần thiên đại kiếp đau đớn. Diệp Thần nói, vậy hắn cũng nguyện ý, thật không sợ đau đớn sao? Chín thương cổ hoàng do dự một chút, nói, ân, mộ chủ, người đối với hiên viên vương, phải có chút hiểu lầm. Nhận biết còn chưa đủ khắc sâu. Diệp Thần nói, cái gì? Chín thương cổ hoàng nói, hắn không phải ngươi trong ấn tượng người xấu, hắn là thiên đế gia tộc năm đó thủ lĩnh, múa thiên đế tạo hóa ra vĩ đại kỳ quan khái niệm. Múa thiên đế trước kia, mắt thấy hắc ám di thiên, chúng sinh chịu khổ, dù cho thiên tổ thiên đế ra lệnh tinh, tia sáng cũng không đủ chiếu phá thế gian hắc ám, thế là nàng liền có ý nghĩ,
từ đại hiền giả hành tẩu thế gian, văn minh chi quang trong truyền bá, nàng được đến linh cảm, tư tưởng ra hiên viên vương khái niệm. Nàng tư tưởng ra hiên viên vương, chính là văn minh cùng quang huy hóa thân, là chí tôn vô thượng thánh nhân vương, chỉ cần hiên viên vương đản sinh ra, liền có thể quét sạch thế gian hắc ám. Nàng là một cái có đại hoành nguyện người, nếu như không phải có thiên đại hoành nguyện, nàng cũng không khả năng nhận được thiên tổ chúc phúc, chịu đến thiên đế ra lệnh tinh quang mang chiếu rọi. Cho nên, hiên viên vương từ đản sinh một khắc này bắt đầu, là hắn biết sứ mạng của mình, chính là muốn chiếu phá thế gian hắc ám, lệnh quang minh cùng trật tự tản chư thiên. Vì hoàn thành sứ mệnh, hắn cần một bộ nhục thân, bằng không chỉ dựa vào một tia kỳ quan khái niệm, lực lượng của hắn là hoàn toàn không đủ, cho nên hắn muốn săn giết phủ tổ. Hắn làm hết thảy, trong mắt hắn, cũng là vì rộng lớn tương lai cần thiết trả ra đại giới, là hy sinh cần thiết, bất đắc dĩ lựa chọn, vì thực hiện tương lai mục tiêu càng vĩ đại, bất kỳ ngăn trở nào hắn người, trong mắt hắn, cũng là tội nhân của lịch sử, cũng là chỉ có bản thân, không có tập thể tiểu nhân hèn hạ, đều hẳn là bị đinh đến lịch sử sỉ nhục trụ thượng. Hắn chưa từng cho là mình có bất kỳ sai lầm chỗ, hành động cũng là cần thiết, vì thiết lập chân chính thiên quốc cùng hoàn mỹ thế giới, cũng nên có người hy sinh, người hy sinh thậm chí hẳn là cảm thấy vinh quang mới là. Diệp Thần nghe xong Chín Thương Cổ Hoàng lời nói này, lập tức liền một hồi trợn mắt hốc mồm. Mặc dù Chín Thương Cổ Hoàng nói đến đường hoàng, nhưng hắn luôn cảm giác có chỗ nào không đúng, trong lòng không nói ra được không thoải mái, nói như vậy, sai vẫn là ta cùng Vũ Tổ. Cái kia hiên viên vương chính hắn như thế nào không hy sinh? Chín Thương Cổ Hoàng nói, hắn đã có hy sinh quyết tâm a. Hắn nghĩ kế thừa đại hiền giả quyền hành, trở thành mới đại hiền giả, chính là vì để cho quang huy cùng trật tự, còn có văn minh, mau hơn bao phủ chư thiên, trấn áp hắc ám, vì thế hắn thậm chí không tiếc tiếp nhận phần thiên đại kiếp đau đớn. Hắn sinh ra chính là vì trấn áp hắc ám, hắn là thánh nhân vương hóa thân, là văn minh cùng quang huy ngưng tụ thành vĩ đại kỳ quan khái niệm. Ký thác trước kia múa thiên đế thiết lập hoàn mỹ thế giới nguyện vọng, cho nên hắn là không sợ hy sinh, nếu như hy sinh một mình hắn, có thể thành lập được quang minh hoàn mỹ thế giới mà nói, hắn nguyện ý lập tức hy sinh. Diệp Thần khóe miệng giật giật, biểu lộ ngược lại có chút bất đắc dĩ, nói, vậy ta ngược lại trở thành tiểu nhân. Đây là cái đạo lý gì? Chín Thương Cổ Hoàng trầm mặc, không nói gì với nhau. Hắn dù sao cũng là đại hiền giả khi xưa người đại diện một trong, đối với hiên viên vương. Hắn căm hận không nổi, bởi vì hiên viên vương cũng là đứng tại đại hiền giả bên này, thậm chí muốn kế thừa đại hiền giả quyền hành, trấn áp hắc ám, thiết lập văn minh, giáo hóa chúng sinh. Sụp đổ chi chủ trầm giọng nói, không thể nói như vậy, đây là ngụy biện, tà môn ngụy biện. Ta cái này sụp đổ tà thần, cũng không có loại này ngụy biện. Chín Thương Cổ Hoàng nói, Tuyệt Thiên huynh cớ gì nói ra lời ấy. Sụp đổ chi chủ nói, bởi vì một điểm hùng vĩ lý niệm, thì đi giết người. Liền muốn bức bách người khác hy sinh, đem quan niệm của mình áp đặt ở người khác trên đầu, chỉ cho là cao cao tại thượng chiếm lĩnh vĩ đại, muốn nghiền ép tất cả cùng mình lý niệm không hợp người, còn tự cho là chính nghĩa, đây là bạo quân. Tà môn ngụy biện, thế gian không có đạo lý này. Diệp Thần nghe sụp đổ đứng đầu, con mắt cũng là sáng lên, đạo tâm trong nháy mắt liền thông minh, kiên quyết nói, đúng vậy, sụp đổ tiền bối nói không sai, mặc kệ hiên viên vương có nhiều vĩ đại lý niệm, nhưng ta không muốn chết. Ta cũng không muốn nhìn xem Vũ Tổ hy sinh, hắn nghĩ nổi điên liền tự mình nổi điên, chọc tới trên đầu ta nhất thiết phải phản kháng, cũng không thể mặc người chém giết. Cái gì vĩ đại, không phải chỉ có một mình hắn có cố sự, cái gọi là vĩ đại lý niệm, ta nghe nhiều, ta mặc kệ cái gì đại đạo lý, tóm lại ta chỉ cần thủ hộ người bên cạnh ta. 72 trụ thần, đại hiền giả, không đầu kiếm thánh, đại ái thần, tảng sáng chi chủ, hắc hoàng đế các loại, ai không có đạo lý của mình. Diệp Thần cũng không để ý cái gì đại đạo lý, hắn chỉ muốn sống sót, chỉ muốn để cho người bên cạnh mình sống sót, hiên viên vương muốn giết hắn, muốn để người đứng bên cạnh hắn hy sinh, vậy hắn cũng chỉ có phấn khởi phản kháng một con đường, không có đường khác mà đi. Nghe xong Diệp Thần lời nói, sụp đổ chi chủ cười nheo mắt lại, toát ra một vòng thưởng thức, nói, đúng là như thế. Chín Thương Cổ Hoàng trầm mặc xuống, trầm mặc một lúc lâu, trong mắt của hắn lại lướt qua một vòng kiên quyết chi ý. Nói, mộ chủ, Tuyệt Thiên huynh, các ngươi đều phản đối hiên viên vương, vậy không bằng nghĩ biện pháp giúp ta kế thừa đại hiền giả quyền hành, ta tới làm mới đại hiền giả. Sụp đổ chi chủ lông mày nhíu một cái, nói, bệ hạ, ngươi nói cái gì? Chín Thương Cổ Hoàng là ngày xưa nhân hoàng, sụp đổ chi chủ đối với hắn cũng hết sức kính trọng,
cho nên miệng nói bệ hạ. Chín thương cổ hoàng khẽ gật đầu một cái, nói, truyền bá văn minh quang huy, trấn áp hắc ám, thiết lập hoàn mỹ thế giới trật tự, cùng để cho Hiên Viên Vương tới làm, còn không bằng để cho ta tới làm. Đây là ta đã từng muốn làm lại chuyện làm không được, bây giờ có lẽ có thể cân nhắc làm lại từ đầu. Hiên Viên Vương không thể khống, là luân hồi trận doanh địch nhân, để ta tới kế thừa đại hiền giả quyền hành, vậy thì không có trở ngại gì chỗ. Trước kia ta chính là đại hiền giả người đại diện một trong, chỉ cần các người nghĩ biện pháp, đem thanh âm của ta truyền cho đại hiền giả, ta có lòng tin cầu hắn đem quyền hành ban cho ta. Diệp Thần ngẩn ngơ, lắc lắc đầu nói, không được, không được, chín thương tiền bối, ngươi như kế thừa đại hiền giả quyền hành, cái kia cũng muốn cùng một chỗ tiếp nhận phần thiên đại kiếp đau đớn, lợi bất cập hại. Chín thương cổ hoàng kiên quyết nói, không sao, chỉ cần có thể thành lập được hoàn mỹ thế giới, trấn áp chư thiên hắc ám, một mình ta chịu khổ, lại coi là cái gì. Hiên Viên Vương dám hy sinh, chẳng lẽ ta chín thương cổ hoàng, cũng không dám sao? Lời nói này trịch địa hữu thanh, Diệp Thần cùng sụp đổ chi chủ nghe vào trong tai, cũng là ngơ ngác xuất thần. Sau một hồi lâu, Diệp Thần mới nói, chín thương tiền bối, không thể xúc động, ai, chuyện này quan hệ trọng đại, chúng ta về sau lại thương nghị a. Chín thương cổ hoàng nói, mộ chủ. Diệp Thần khoát khoát tay, ra hiệu hắn không nên nói nữa xuống, kế thừa đại hiền giả quyền hành, chuyện này không thể coi thường, nhất định phải cẩn thận quyết định. Chín thương cổ hoàng cũng biết điểm này, nhìn thấy Diệp Thần thái độ, hắn cũng đành chịu thở dài một hơi, nói, vậy ta chờ ngươi quyết định, mộ chủ. Nói xong liền trở lại mộ bia bên trong. Sụp đổ chi chủ cũng lắc đầu, thần hồn lùi về mộ bia bên trong đi. Diệp Thần suy nghĩ ngàn vạn, sau đó lắc đầu, tạm thời không muốn, từ luân hồi trong mộ địa lấy ra tuyệt mệnh thiên kiếm. Cái này tuyệt mệnh thiên kiếm, còn cắm ở hộp kiếm bên trong, hộp kiếm bài trí trọng trọng xiềng xích, phòng ấn kiên cố. Diệp Thần nghĩ thầm, đằng sau ta cùng với cổ tinh câu đối hai bên cánh cửa kháng, vây khốn hiểm trọng trọng, nhiều thanh binh khí tốt, liền nhiều một chút sức mạnh. Nghĩ như vậy, Diệp Thần liền phất tay đánh ra từng đạo siêu độ pháp tắc, đánh vào tuyệt mệnh hộp kiếm phía trên. Cái này siêu độ pháp tắc, có cường đại siêu độ, tịnh hóa chi uy, cũng có thể dùng để hóa giải phong ấn, vô cùng ảo diệu. Tại Diệp Thần siêu độ pháp tắc đánh ra sau, tuyệt mệnh hộp kiếm trọng trọng xiềng xích phong ấn, lập tức liền ông ông tác hưởng, toàn bộ dụng mở ra. Cả thanh hộp kiếm, cũng không còn bất luận cái gì gông cùng xiềng xích, Diệp Thần bàn tay vỗ, tuyệt mệnh thiên kiếm liền từ hộp kiếm bên trong bắn ra ngoài, bóng lưỡng kiếm mang như thu thủy nhẹ nhàng, chiếu rọi toàn bộ luân hồi mộ địa. Hảo kiếm, hảo kiếm, có này kiếm, thực lực của ta mạnh hơn. Diệp Thần khen một tiếng, cái này tuyệt mệnh thiên kiếm, là đã từng thiên đấu sát thần thần binh, sắc bén dị thường, có này kiếm, hắn thi triển đủ loại kiếm pháp, liền có thể thuận buồm xuôi gió. Lập tức, Diệp Thần liền đem tuyệt mệnh thiên kiếm, một lần nữa thu hồi hộp kiếm bên trong. Sau đó, Diệp Thần lại lấy ra mười mấy miệng đen thấm phi kiếm, chỉ có thân kiếm, không có chuôi kiếm, mười mấy lưỡi phi kiếm sắp xếp trên không trung, phong mang sát khí mười phần lăng lệ, chính là dạ nhận phi kiếm. Cái này dạ nhận phi kiếm, phía trước do Nhược Huỳnh ban cho Phương Huyền Đức, Diệp Thần trấn áp Phương Huyền Đức sau, liền đạt được những thứ này phi kiếm. Dạ nhận phi kiếm cũng là mười phần sắc bén, dùng để cách không giết người, tựa như cắt cỏ đồng dạng. Diệp Thần cắn nát đầu ngón tay, đem máu tươi bắn ra, nhuộm dần tại dạ nhận trên phi kiếm, đem phi kiếm toàn bộ luyện hóa, liền cảm thấy phi kiếm chuyển đến cộng minh, trong kiếm ẩn chứa linh khí, lại ngược lại tẩm bổ thân thể của hắn mệnh mạch. Tu vi của hắn, sục dịch, nhưng vẫn là kẻ tại cửu đỉnh cảnh 6 tầng trời đỉnh phong, không có đột phá đến 7 tầng trời cảnh giới. 7 tầng trời thuộc về hậu kỳ, đột phá tấn thăng phải gian nan một chút. Xem ra nghĩ bước vào 7 tầng trời, không dễ dàng như vậy a. Diệp Thần khẽ gật đầu một cái, nhìn bộ dáng này, hắn nghĩ đột phá, trừ phi là nhận được thiên đế gia tộc luân hồi đế châu. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thần dậy thật sớm, phân phó thiên nữ, lãnh nguyệt tịch chờ chiếu cố tốt vũ tổ, hắn liền tự mình xuất phát, chuẩn bị đi tới thiên đế gia tộc. Mới ra đến không pháp cốc cốc khẩu, Diệt Không thiên đế nhanh chân đuổi theo ra, kêu lên, luân hồi chi chủ, chậm đã. Diệp Thần dừng lại xuống bước chân, nói, tiền bối có chuyện gì sao? Diệt Không thiên đế có chút do dự, sau đó lấy lại bình tĩnh, móc ra một bản bí tịch, đưa cho Diệp Thần nói, ta có một bản bí tịch muốn cho ngươi. Diệp Thần nhìn về phía cái kia bí tịch, chỉ thấy cái kia trên bí tịch, in dạ hoàng kinh ba chữ, hắn hỏi, đây là?
Diệt Không Thiên Đế hít sâu một hơi, nói, đây là bóng tối chi chủ công pháp, gọi Dạ Hoàng Kinh, ta tư chất đần độn, khó mà lĩnh ngộ đêm này Hoàng Kinh huyền bí, suy đi nghĩ lại, vẫn là quyết định đem bí tịch này tặng cho ngươi. Luân hồi chi chủ, người kế thừa Dạ Hoàng Kinh, về sau nếu có cơ hội mà nói, còn xin đem bóng tối chi chủ hồn phách, từ trong hủy diệt chi hải cứu thoát ra, ta là không có năng lực này, chỉ có thể nhờ ngươi. Diệp Thần a một tiếng, trong lòng có kiêng kỵ, cũng không có nhận phía dưới đêm đó Hoàng Kinh. Diệt Không Thiên Đế nhìn ra Diệp Thần do dự, cười nói, luân hồi chi chủ, ngươi là không muốn nhiễm bóng tối chi chủ nhân quả sao? Diệp Thần nói thẳng, đúng vậy. Diệt Không Thiên Đế khẽ gật đầu một cái nói, cái này cũng không cái gì, tương lai ngươi có cơ hội cứu người liền cứu, không có cơ hội coi như xong, không cần để ở trong lòng, kỳ thực hiện tại bóng tối chi chủ cũng tuyệt vọng, hắn không thấy mình thoát ly khổ hải hy vọng, chỉ hy vọng có người có thể kế thừa y bát của hắn thôi. Ai, đêm này Hoàng Kinh thâm ảo vô cùng, ta không có năng lực này lĩnh ngộ, chỉ mong ngươi có thể kế thừa, cũng tốt để cho bóng tối chi chủ đạo thống, không đến mức đoạn tuyệt. Diệp Thần nói, phải không? Diệt Không Thiên Đế nói, ân, bóng tối chi chủ lý niệm, là cho rằng thế giới hắc ám, không cách nào phá trừ, người muốn sống sót, liền muốn học được tại hắc ám trong bóng tối sinh tồn. Hắn gọi bóng tối chi chủ, là bởi vì hắn chủ trương người cùng hắc ám cùng tồn tại, hài hòa đồng thời sinh, đã như thế, cho dù thế giới còn có hắc ám tồn tại, vẫn là một cái hoàn mỹ thế giới, bởi vì người đã có thể tại hắc ám dưới bóng tối sống sót. Đêm này Hoàng Kinh, liền ghi lại đủ loại cùng hắc ám bóng tối tương quan bí pháp, tu luyện sau đó, bước đầu tiên, người là hắc ám dưới bóng tối nô lệ, chỉ có thể kéo dài hơi tàn sống sót, bước thứ hai, người chính là hắc ám hóa thân, hắc ám chính là người bản thân, bước thứ ba, nhân sinh tại hắc ám, nhưng lại áp đảo hắc ám, chúa tể hắc ám, là vì trong bóng tối đế hoàng, là vì Dạ Hoàng. Bóng tối chi chủ, liền lại gọi Dạ Hoàng, cái này Dạ Hoàng Kinh, liền giao cho ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Diệt Không Thiên Đế liền đem Dạ Hoàng Kinh nhét mạnh vào Diệp Thần trong tay, trên mặt mơ hồ mang theo điểm không thôi thần sắc, bởi vì nếu như có thể mà nói, hắn nghĩ chính mình kế thừa Dạ Hoàng Kinh, đáng tiếc trụ thần công pháp, quá mức thâm ảo, lấy tư chất của hắn, căn bản là không có cách lĩnh ngộ. Cái này Dạ Hoàng Kinh, cũng chỉ có phó thác cho Diệp Thần, bóng tối chi chủ đạo thống, mới có cơ hội kéo dài tiếp. Diệp Thần nghĩ nghĩ, liền không có cự tuyệt, yên lặng nhận. Bởi vì hắn cảm thấy, Dạ Hoàng Kinh sau lưng dính líu tới nhân quả, cũng không tính quá lớn, bóng tối chi chủ tại thế gian này, cũng không có bao nhiêu căn cơ, cũng không có cái gì tín đồ cùng thế lực. Bởi vì, cùng hắc ám cùng tồn tại, nghe là con đường, trên thực tế khó mà làm đến. Phàm nhân cũng không có trụ thần mạnh mẽ như vậy năng lực, người bình thường nếu như trốn vào hắc ám, chỉ có thể cấp tốc trầm luân xa đọa hắc hóa hư thối, căn bản không thể nào tại hắc ám dưới bóng tối trưởng thành, thậm chí trở thành Dạ Hoàng. Đây là người si nói mộng. Cho nên, phóng nhãn chư thiên, bóng tối chi chủ cũng không có gì tín đồ, lý niệm của hắn cũng không có nhận được khác trụ thần tán đồng, thiên tổ vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, trực tiếp liền đem bóng tối chi chủ hai mắt móc xuống, nhục thân đánh nổ, để cho linh hồn hắn rơi vào hủy diệt chi hải bên trong đi, miễn cho hắn sai lầm hắc ám lý niệm, trên thế gian lưu truyền, tạo thành hủy diệt kết quả. Để cho người ta cùng hắc ám cùng tồn tại, căn bản không có khả năng. Người bình thường lựa chọn bóng tối chi chủ con đường, chỉ có thể trầm luân xa đọa hắc hóa hư thối. Đương nhiên, lấy Diệp Thần năng lực, hắn tu luyện Dạ Hoàng Kinh mà nói, cũng sẽ không bị bóng tối thôn phệ, hắn có chúa tể hắc ám tư cách. Tất nhiên Dạ Hoàng Kinh liên lụy nhân quả không lớn, bộ này bí tịch hắn thu, bất quá hắn kế thừa bóng tối chi chủ công pháp, vậy tương lai liền có trách nhiệm, đem bóng tối chi chủ hồn phách, từ hủy diệt chi hải bên trong vớt ra tới. Đương nhiên, đây là phi thường xa xôi sự tình, ít nhất phải chờ đến Diệp Thần đi đến thế giới bên ngoài lại nói. Hiện tại lời nói, nhân quả này cơ bản có thể xem nhẹ. Đa tạ tiền bối truyền công, ta đi. Diệp Thần nhận lấy Dạ Hoàng Kinh, hướng Diệt Không Thiên Đế chắp tay nói cảm ơn, liền muốn cáo từ. Diệt Không Thiên Đế gật gật đầu, lại thở dài một hơi, nói, luân hồi chi chủ, ngươi hết thảy cẩn thận, ta sẽ chiếu cố tốt phú tổ, chờ ngươi bình an trở về. Bây giờ Diệp Thần thần giáp mệnh tinh, đã lấy ra cho Vũ Tổ kéo dài tánh mạng, không còn thần giáp mệnh tinh che chở, cái kia Diệp Thần đụng tới ngoài ý muốn gì, liền sẽ càng thêm nguy hiểm. Đương nhiên, Diệp Thần cũng không có quá lo lắng, hiện tại hắn luân hồi trong mộ địa, có chín thương cổ hoàng cùng sụp đổ chi chủ hai vị đại năng tọa chấn, coi như đụng tới nguy hiểm gì, cũng có thể ứng đối chào hỏi.
Từ biệt Diệt Không Thiên Đế sau, Diệp Thần trực tiếp hướng về sụp đổ di tích cổ đi ra ngoài, khi hắn ra sụp đổ di tích cổ, đi ra bên ngoài, liền thấy một đạo lâu ngày không gặp thân ảnh quen thuộc, đang đợi hắn. Đó là một cái tuyết váy lung lay rực rỡ nữ tử, chính là Ngụy Dĩnh. Ngụy Dĩnh, người đã đến. Diệp Thần đã sớm đưa tin, gọi Ngụy Dĩnh tới, muốn cùng hắn cùng đi Thiên Đế gia tộc, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ngụy Dĩnh nhìn thấy Diệp Thần đi ra, hai đầu lông mày lộ ra vẻ vui mừng, bước nhanh đi tới, cùng Diệp Thần bốn tay đem nắm, đầu ngón tay lại nâng lên, nhẹ nhàng ma lau lấy gương mặt của hắn, trong mắt đẹp tràn đầy ân cần, nói, ngươi khổ cực, lần này cướp đoạt độ chi mảnh vụn, không quá dễ dàng a. Diệp Thần cười sờ lên nàng tóc xanh, nói, là không quá dễ dàng, nhưng may mắn kết cục còn tính toán không xấu, chính là vũ tổ thương tổn quá nghiêm trọng, ta phải nghĩ biện pháp cứu sống hắn. Ngụy Dĩnh ân một tiếng, lại thở dài, đáng tiếc ta giúp không đến ngươi cái gì. Diệp Thần trưởng thành quá nhanh, Ngụy Dĩnh coi như kế thừa băng thần quyền hành, cũng đuổi không kịp Diệp Thần bước chân. Cái này cũng là bình thường, dù sao Diệp Thần thiên tân vạn khổ, nhận được nhiều như vậy kỳ ngộ cơ duyên, mới tiến bộ cho tới hôm nay thực lực này, nếu như người khác tùy tiện liền đuổi kịp, vậy hắn khổ cực liền thành chê cười. Bây giờ nếu là đối chiến mà nói, Ngụy Dĩnh sống không qua Diệp Thần một chiêu. Diệp Thần thực lực, đã cường đại đến tình trạng này. Mà nhìn thấy cường đại như vậy Diệp Thần, Ngụy Dĩnh tự nhiên cũng là có chút điểm thất lạc cùng bất đắc dĩ. Diệp Thần cười sờ lấy đầu của nàng, nói, không có gì, ngươi có thể ở lại bên cạnh ta liền tốt, ta sẽ bảo hộ ngươi, đến nỗi hỗ trợ đi, lần này đi Thiên Đế gia tộc, ta cũng muốn ngươi phối hợp. Nghe vậy, Ngụy Dĩnh biểu lộ liền trở nên nghiêm nghị, nói, Thiên Đế gia tộc cũng là tại cổ tinh môn trong địa bàn. Chúng ta đi qua mà nói, phải chú ý cẩn thận, cuối cùng đừng bị phát hiện, hay là trước dịch dung cải tiến một phen. Diệp Thần nói, có thể. Hắn lúc này thi triển dịch dung thuật pháp, biến ảo chính mình cùng Ngụy Dĩnh dung mạo, hắn liền biến thành một cái tương đương yêu nghiệt tuấn Mỹ nam tử, Ngụy Dĩnh tướng mạo cũng xinh đẹp rất nhiều, hai người tuấn Mỹ đến không chân thực, tựa như người trong bức họa. Bực này thuật pháp gọi Mỹ ma thuật pháp, ma ngục mệnh tinh lưu truyền có thập đại kỳ quan, chính là Nhật Nguyệt Bảo Luân. Hàng ma kiếm, chấn hồn bia, núi đao, chảo dầu, mị ma các loại, Diệp Thần đang hấp thu độ chi mảnh vụn bộ phận khí tức sau, đối với đủ loại địa ngục kỳ quan, lĩnh ngộ sâu hơn, cho nên bây giờ thi triển ra mị ma pháp, quả thực là thiên y vô phùng. Chỉ cần hắn cùng Ngụy Dĩnh, không chủ động bại lộ mà nói, ngoại nhân cũng nhìn không ra thân phận chân thật của bọn hắn. Ngụy Dĩnh ra tay trước phù chiếu, cáo chi Thiên Đế gia tộc, chính mình cùng Diệp Thần sẽ đi bái phỏng. Sau đó liền cùng Diệp Thần nhanh chân tiến đến. Hai người đi ra sụp đổ di tích cổ, đi ra trọng trọng sụp đổ mê vụ sau, lại nhìn thấy bên ngoài thiên địa, tựa như một bức tận thế bức tranh, thiên tai tàn phá bừa bãi, làm người sợ hãi. Bầu trời không còn là màu xanh thẳm, mà là bị cuồn cuộn khói đặc cùng cho mai che đậy, chỉ còn lại âm u một mảnh, thái dương bị che đậy không còn thấy bóng dáng tăm hơi, quang minh không còn, lôi điện đan xen, cuồng phong gầm thét. Phảng phất là thiên thần vung vẩy thiết chùy, muốn đập nát thế giới. Đại địa đồng dạng gặp tổn thương nghiêm trọng, bị lôi điện oanh kích qua mặt đất, khe hở giống như mạng nhện lan tràn ra, trong đó dũng động nóng bỏng nham tương, tựa như có địa ngục hỏa diễm tại tàn phá bừa bãi, rất nhiều đã từng thanh thúy tươi tốt rừng rậm, chỉ còn lại nám đen thân cây cùng khô héo cành lá, trong gió chập chờn. Trong không khí, tràn ngập nồng đậm mùi lưu huỳnh cùng đất khô cằn khí tức, làm cho người ngạt thở. Ngẫu nhiên có vài tiếng gào thét trầm thấp vang lên, lại không nhìn thấy bất kỳ sinh vật nào bóng dáng, phảng phất tất cả sinh mệnh đã chết tận. Rầm rầm, mưa to chút xuống, băng lãnh hạt mưa để cho người ta khắp cả người sinh lạnh. Diệp Thần cảm thấy từng trận lạnh buốt khí tức, từ bàn chân thực chất dâng lên, hắn nhìn xem mảnh này tựa như tận thế một dạng thiên địa, có chút ngoài ý muốn cùng kinh ngạc, nói, mảnh này tinh nguyên hạo thổ, như thế nào có lớn như thế tai biến. Cổ tinh môn xảy ra chuyện. Hắn bấm ngón tay tính toán, liền cảm thấy cổ tinh môn xảy ra biến cố trọng đại, khiến thiên tai buông xuống, tàn phá bừa bãi đại địa, không biết có bao nhiêu sinh linh chết đi. Ngụy Dĩnh dường như là biết chân tướng, nhìn thấy trước mắt thiên tai tàn phá bừa bãi cảnh tượng, cũng không ngoài ý muốn, chán điểm nhẹ nói, ân, khi ta tới, nghe nói cổ tinh môn bị biến, đại càn khôn trụ thần huyền thiên luân chuyển trận thất bại. Diệp Thần nói, cái gì? Ngụy Dĩnh nói, huyền thiên luân chuyển trận. Cổ tinh môn muốn dùng trận pháp này, câu thông đại hiền giả, tiếp thu đại hiền giả quyền hành. Cái này huyền thiên luân chuyển trận, cổ tinh môn hao phí vô số tâm huyết bố trí,
lấy Hiên Viên Vương là trận nhãn, Xấu Viên Vương, Huyết Đồ Xương, Bệnh Ách Ma Quân, còn có Hiên Viên Vương vị hôn thê Tinh Uống Nguyệt, còn có rất nhiều bí ẩn cường giả thủ hộ, vốn là có khả năng thành công. Nhưng, cuối cùng quan trọng trước mắt, Xấu Viên Vương đột nhiên rời đi, dẫn đến trận pháp thất bại, Hiên Viên Vương không thể tiếp thu được đại hiền giả quyền hành, trận pháp sau khi thất bại, vô số cường giả lọt vào phản phệ thổ huyết, thiên tai cũng phủ xuống, cổ tinh môn tổn thương nguyên khí nặng nề. Diệp Thần ánh mắt hơi sáng, nghĩ tới, phía trước tại sụp đổ di tích cổ, hắn chuẩn bị đánh giết Cốt Thiên Đế, Ẩn Sơn Vân Nghê, Lôi Âm Thần điều nhóm cường giả, nhưng Xấu Viên Vương đột nhiên xuất hiện, để cho hắn kế hoạch thất bại. Hẳn là lúc kia, Xấu Viên Vương buông xuống, dẫn đến cổ tinh môn đại trận thất bại, thu nhận bây giờ thiên tai. Diệp Thần nói, cổ tinh môn đại trận thất bại, tốt lắm vô cùng, đại hiền giả quyền hành, còn chưa rơi vào trong tay bọn họ. Diệp Thần lo lắng nhất, chính là Hiên Viên Vương kế thừa đại hiền giả quyền hành, cái kia Hiên Viên Vương trở thành trụ thần, hắn liền hoàn toàn không ngăn cản nổi, hậu quả khó mà lường được. Bây giờ cổ tinh môn bị biến, trận pháp thất bại, này đối Diệp Thần tới nói, không thể nghi ngờ là cái tin tức vô cùng tốt. Ngụy Dĩnh thở dài, đúng vậy a, bọn hắn thất bại tốt nhất, dù sao Hiên Viên Vương ý nghĩ, thực sự quá điên cuồng, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, Thiên Đế gia tộc đối với hắn cũng 10 phần ủng hộ, ta cũng rất là bất đắc dĩ. Diệp Thần nói, cái gì? Ngụy Dĩnh nói, Hiên Viên Vương là vĩ đại kỳ quan khái niệm, cái khái niệm này, vốn chính là Thiên Đế gia tộc trước đây tộc trưởng, Múa Thiên Đế tư tưởng đi ra ngoài. Múa Thiên Đế chết ở Cốt Thiên Đế trong tay, vốn là Thiên Đế gia tộc đối với cổ tinh môn vô cùng thống hận, nhưng theo Hiên Viên Vương sinh ra, cỗ này thống hận liền không tồn tại nữa, hết thảy đều là Cốt Thiên Đế sai, Hiên Viên Vương là không sai. Bây giờ Thiên Đế gia tộc, cống hiến ra vô số tài nguyên, dùng để chèo chống Hiên Viên Vương quật khởi, ta cản đều không cản được. Ngụy Dĩnh kế thừa băng thần quyền hành, Thiên Đế gia tộc cũng tán thành nàng cái này mới băng thần, nguyện ý cho nàng một chút ủng hộ, nhưng quyết không cho phép nàng nhúng tay đến Thiên Đế gia tộc hạch tâm sự vụ bên trong đi. Cho nên, Thiên Đế gia tộc muốn cung phụng Hiên Viên Vương, Ngụy Dĩnh cũng không cách nào ngăn cản. Diệp Thần sầm mặt lại, Hiên Viên Vương dã tâm điên cuồng, nhưng cỗ này dã tâm, tại một ít người trong mắt, có thể xưng vĩ đại, Thiên Đế gia tộc nguyện ý vì phần này vĩ đại, cống hiến ủng hộ, cái kia cũng chẳng có gì lạ, dù sao bọn hắn là hết thảy đầu nguồn, Hiên Viên Vương khái niệm, ban sơ cũng là bọn hắn tạo ra được tới. Thôi, mặc kệ bọn hắn, ta lần này tiến đến, chỉ muốn cầm lại Luân Hồi Đế Châu, đó là ta Luân Hồi Đạo đồ vật, bọn hắn phải ủng hộ Hiên Viên Vương, vậy liền để bọn hắn ủng hộ đi thôi, nhưng ta Luân Hồi Đạo đồ vật, nhưng phải vật quy nguyên chủ. Diệp Thần chỉ muốn Luân Hồi Đế Châu, Thiên Tổ cũng đã nói, hắn sẽ báo mộng cho Thiên Đế gia tộc trưởng lão, tỏ rõ nguyên nhân, Diệp Thần chỉ hy vọng hết thảy thuận lợi. Ngụy Dĩnh nói, hảo, ta cùng ngươi. Nàng kéo Diệp Thần cánh tay. Hai người kết bạn hướng Thiên Đế gia tộc đi đến. Diệp Thần hỏi, đúng, Ngụy Dĩnh, người có biết hay không Tinh Lạc Cốc ở nơi nào? Ngụy Dĩnh nói, Tinh Lạc Cốc. Diệp Thần nói, ân, cũng là ở mảnh này tinh nguyên hạo thổ bên trên chỗ. Diệp Thần muốn đi Tinh Lạc Cốc, bởi vì có thể cứu sống vũ tổ đồ vật, giọt kia trụ thần huyết, ngay tại Tinh Lạc Cốc bên trong. Ngụy Dĩnh suy ngẫm một chút, sau đó lắc lắc đầu nói, Tinh Lạc Cốc, ta giống như nghe qua nơi này. Bên trong còn có một tòa đen chùa cổ tới, giống như liền cổ tinh môn, cũng không nguyện ý chiêu chọc Tinh Lạc Cốc, nhưng Tinh Lạc Cốc cụ thể tọa độ, ta cũng không biết, ta giúp ngươi hỏi một chút Hàn Yên a. Diệp Thần nói, ai? Ngụy Dĩnh nói, chính là Thiên Đế gia tộc trưởng lão, Múa Hàn Yên, ai, chúng ta trước đó coi như tỉ muội bản thân, nhưng kể từ Hiên Viên Vương phục sinh sau, nàng liền giống như biến thành người khác, thần thái cuồng nhiệt vô cùng, ta rất sợ. Diệp Thần không nói gì. Không nói gì thêm, Hiên Viên Vương lý niệm, đích xác rất dễ dàng mê hoặc nhân tâm. Trấn áp hắc ám, phổ chiếu quang minh, tạo hóa trật tự, thiết lập hoàn mỹ thế giới, giải quyết thế giới phân tranh, thực hiện đại đồng mỹ hảo, dẫn dắt chúng sinh tiến vào chân chính thiên quốc, đủ loại này vĩ đại rộng rãi khái niệm, suy nghĩ một chút đều đủ để phấn chấn nhân tâm. Ước chừng gần nửa ngày sau, Diệp Thần cùng Ngụy Dĩnh xuyên qua trọng trọng thiên tai mưa to lôi đình, cuối cùng là đi tới Thiên Đế gia tộc địa giới. Dọc theo con đường này, hai người đi ngang qua rất nhiều thôn trấn thành trì, liền phát hiện khắp nơi gián thiếp có lệnh treo giải thưởng, phía trên in Diệp Thần ảnh chân dung, cổ tinh cửa mở ra cách xù thù lao, treo thưởng Diệp Thần đầu người. Tại trong tinh nguyên hạo thổ, ngoại trừ cổ tinh môn, còn có một số viễn cổ bí ẩn thế lực tồn tại,
trong đó không thiếu ẩn thế cường giả, cổ tinh môn phát ra lệnh treo giải thưởng, là muốn mời những cái kia ẩn thế cường giả ra tay, cùng đối phó Diệp Thần. Chỉ có điều, bây giờ Diệp Thần, cùng Ngụy Dĩnh hoàn toàn là dịch dung cải tiến trạng thái, cho dù có người bóc lệnh treo giải thưởng, cũng không khả năng tìm được hắn tồn tại. Diệp Thần ngụy trang thành Ngụy Dĩnh bên người tùy tùng, hai người liền đi đến Thiên Đế gia tộc. Thiên Đế gia tộc địa giới, phồn vinh hưng thịnh, chính là một mảng lớn huy hoàng quần thể cung điện, khắp nơi hào quang tràn ngập, sương mù quanh quẩn, giữa thiên địa thiên tai tàn phá bừa bãi, mưa như chút nước, lôi điện cuồng phong gào thét, Thiên Đế gia tộc đã mở ra trọng trọng thủ hộ đại trận, đối kháng thiên tai. Ngoại giới mưa to lôi minh nổ tung, nhưng ở Thiên Đế trong gia tộc, lại là một bộ an nhàn tĩnh mịch. Tiên khí hào quang tràn ngập thần thánh cảnh tượng. Cái này Thiên Đế gia tộc, dù sao cũng là ngày xưa cổ tinh môn trưởng môn, Múa Thiên Đế lãnh địa chỗ, coi như Múa Thiên Đế chết, thuyền bể cũng có ba cân đinh, này Thiên Đế gia tộc nội tình cũng là có chút thâm hậu, ở mảnh này hắc ám trong loạn thế, tiến thủ công phạt có lẽ có không đủ, nhưng tự vệ lại là dư xài. Ngụy Dĩnh đến sau, Thiên Đế gia tộc trong cung điện, liền có một cái thân mặc vàng nhạt cung trang khuôn mặt đẹp nữ tử, mang theo mấy cái thị nữ, ra nghênh tiếp. Cái kia cung trang mỹ nữ vừa nhìn thấy Ngụy Dĩnh, lập tức lộ ra ý mừng, bước nhanh đi lên phía trước, mười phần thân thiết cùng Ngụy Dĩnh ôm một cái, lại nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của nàng, đầy mắt ôn nhu chi ý, nói: "Ngụy Dĩnh muội muội, ngươi đã đến, làm sao còn dịch dung? Tỷ tỷ đều kém chút không nhận ra ngươi." Ngụy Dĩnh cười nói: "Hàn Yên tỷ tỷ, ở đây dù sao xem như cổ tinh môn địa bàn, ta khiêm tốn một chút cũng tốt." Diệp Thần nhìn xem hai nữ bộ dáng thân thiết, thì khoanh tay đứng ở một bên, cũng không nói gì, dưới mắt thân phận của hắn, là Ngụy Dĩnh tùy tùng. Hắn gặp cái kia cung trang mỹ nữ khí chất cao quý, Ngụy Dĩnh lại để cho nàng tỉ tỉ, nghĩ đến đối phương chính là Thiên Đế gia tộc bây giờ trưởng lão, Múa Hàn Yên. Múa Hàn Yên kéo Ngụy Dĩnh tay, nói: "Muội muội, sự vĩ đại của ngươi kỳ quan, Vạn Kiếm Băng Cung, gần đây nhưng có tiến triển." Ngụy Dĩnh thở dài một hơi, nói: "Chế tạo kỳ quan, cần hao phí thiên lượng tài nguyên. Ta lại không có đầy đủ tài nguyên. Thực lực bây giờ của nàng, đã xa xa không sánh bằng Diệp Thần, nhưng cũng muốn hỗ trợ, cho nên có tạo dựng sự vĩ đại của mình kỳ quan, chỉ là chế tạo kỳ quan, hao phí cực lớn, nàng cũng không có đầy đủ tài nguyên, cho tới bây giờ, thậm chí ngay cả kỳ quan khái niệm đều không thể hiển hóa ra ngoài." Múa Hàn Yên đạo: "Ai, đáng tiếc tỷ tỷ trên đầu thiên tài địa bảo, đều phải cung phụng cho Hiên Viên Vương, lại không có còn sót lại cho ngươi, thực sự là xin lỗi." Ngụy Dĩnh biểu lộ có chút không được tự nhiên, hỏi dò: "Tỷ tỷ thật muốn vì Hiên Viên Vương bỏ ra tất cả sao?" Nghe vậy, Múa Hàn Yên ánh mắt trở nên vô cùng kiên định, thậm chí lộ ra một vẻ thành kính, nói: "Tự nhiên. Hiên Viên Vương là Múa Thiên Đế đại nhân tâm huyết khí thác, là trấn áp chư thiên hắc ám, thiết lập hoàn mỹ thế giới hy vọng duy nhất, chờ Hiên Viên Vương thành lập nên hoàn mỹ thế giới, chúng ta có thể hưởng phúc." Ngụy Dĩnh khẽ gật đầu một cái. Gặp nàng bộ dạng này thành kính phải có điểm cuồng nhiệt tư thái, cảm thấy rất cảm giác khó chịu, đổi chủ đề hỏi: "Ngươi sẽ không phải đem luân hồi đế châu đều hiến tặng cho Hiên Viên Vương a?" Múa Hàn Yên đạo: "Cái đó ngược lại không có, luân hồi đế châu là luân hồi đạo chi vật, tương lai phải thuộc về thuộc luân hồi chi chủ, chính ta hết thảy, hiến tặng cho Hiên Viên Vương không quan trọng, nhưng ta không thể cầm luân hồi chi chủ đồ vật đi hy sinh, ta đã thu đến thiên tổ báo mộng, nếu luân hồi chi chủ buông xuống, ta sẽ đem luân hồi đế châu còn cho hắn." Diệp Thần nghĩ thầm, nữ nhân này coi như có chút đầu óc. Ngụy Dĩnh nói: "Luân hồi chi chủ cùng cổ tinh môn ân oán, chắc hẳn ngươi cũng hiểu biết, hắn không tiện hàng lâm nơi này, ngươi đem luân hồi đế châu giao cho ta, ta chuyển giao cho luân hồi chi chủ chính là." Diệp Thần muốn luân hồi đế châu, việc này trên đường Diệp Thần đã nói qua với nàng, cho nên bây giờ từ nàng đứng ra, cầm lại luân hồi đế châu liền có thể, dạng này có thể tránh cho Diệp Thần bại lộ. Múa Hàn Yên đạo: "Ngụy Dĩnh muội muội, ngươi lại chờ, hôm nay cổ tinh môn có người muốn tới, ta đối phó xong bọn hắn lại nói." Ngữ khí mang theo điểm bất đắc dĩ mệt mỏi chi ý. Trong lòng Ngụy Dĩnh run lên, nói: "Cổ tinh môn muốn tới người sao?" Múa Hàn Yên thở dài: "Ai, đúng vậy, ta Thiên Đế gia tộc, đã cung phụng vô số thiên tài địa bảo đi lên, cổ tinh môn còn chưa đầy đủ, còn mỗi ngày phái người tới tìm lấy, ta thực sự có chút chống đỡ không nổi." Ngụy Dĩnh nói: "Tỷ tỷ không phải nói nguyện ý vì Hiên Viên Vương trả giá hết thảy sao?" Múa Hàn Yên có chút nghẹn lời, sau đó khẽ gật đầu một cái nói: "Ta là không quan trọng, nhưng ta Thiên Đế gia tộc con dân, cuối cùng còn muốn ăn cơm a."
ta không thể ép buộc người khác cũng giống ta như vậy thành kính trung thành. Ngụy Dĩnh nói, tỷ tỷ ngược lại là rõ lý lẽ, vẫn là như vậy ôn nhu quan tâm đâu. Ngũ Hàn Yên ánh mắt đột nhiên phát lạnh, nhìn chằm chằm phương xa phía chân trời, nặng nhiên nói, Ngụy Dĩnh muội muội, ngươi lui ra phía sau. Không cần bại lộ khí tức, cổ tinh môn người đến. Ngụy Dĩnh dọc theo Múa Hàn Yên ánh mắt nhìn, liền thấy phương xa phía chân trời, cuồn cuộn hắc ám thiên tai mưa to bên trong, có một đầu lôi quang, phích lịch điện thiểm phá không mà đến, tốc độ mà nhanh. Nàng bắt được một tia nguy cơ, lập tức cùng Diệp Thần lui lại, thu liễm lại khí tức. Hai người bây giờ dịch dung, khí tức vừa ẩn đi, thân phận cũng hoàn toàn che giấu. Ngay tại hai người vừa mới lui lại không bao lâu, đầu kia lôi quang, liền phá không hàng lâm xuống. Rơi xuống đất hóa thành một cái điểu nhân, toàn thân bao trùm lấy màu tím lông vũ ở giữa lôi quang lấp lóe, chính là trong cổ tinh môn tứ đại hộ sơn thần thú Lôi Âm Thần Điểu. Tại Lôi Âm Thần Điểu buông xuống sau, lại có 7-8 cái cổ tinh môn cường giả, phá không bay xuống, bộ dáng có chút chật vật, rõ ràng trên đường thiên tai, cũng mang cho bọn hắn khốn nhiễu không nhỏ. Lôi Âm Thần Điểu thực lực cường đại, có thể so với đỉnh cấp thiên đế, cho dù xuyên qua thiên tai mưa bão. Cũng không có cái gì bộ dáng chật vật, chuẩn mực vẫn như cũ xâm nghiêm. Múa Hàn Yên dò xét Lôi Âm Thần Điểu một mắt, thấy đối phương chỗ ngực đeo một cái văn chương, tản mát ra hơi hơi huỳnh quang, lộ ra một cỗ đặc thù trật tự pháp tắc. Tại này cổ pháp tắc ba động phía dưới, Lôi Âm Thần Điểu thân thể nhảy lên lấy lôi điện, tựa hồ cũng biến thành nghiêm chỉnh rất nhiều, lôi điện lấp lóe tuần hoàn theo một loại như thiên quỹ một dạng quy luật. Lôi Âm trưởng lão, cung nghênh tôn giá buông xuống, người gần nhất là được cái gì chí bảo? Thật đáng mừng. Múa Hàn Yên cười một tiếng, rất có lễ phép chỉnh đốn trang phục hành lễ, ánh mắt nhìn về phía Lôi Âm Thần Điểu nơi ngực văn chương, cái kia văn chương khí tức, chuẩn mực nghiêm mật, rõ ràng không phải vật tầm thường. Lôi Âm Thần Điểu biểu lộ khó coi, lắc lắc đầu nói, a, không có gì tốt chúc mừng, Huyền Thiên Luân chuyển trận thất bại, Hiên Viên Vương đại nhân không thể kế thừa đại hiền giả quyền hành, thậm chí thu nhận thiên tai buông xuống tàn phá bừa bãi. Ngực ta cái này văn chương gọi trật tự văn chương, là đại hiền giả chi vật, đại hiền giả quyền hành không thể thuận lợi truyền thừa, chỉ là rớt xuống một chút đồ chơi nhỏ, không có ý nghĩa, không có ý nghĩa. Múa Hàn Yên cười nói, trụ thần chi vật, coi như nhỏ đi nữa, đó cũng là có thể xưng nghịch thiên, đối với Lôi Âm trưởng lão tu vi, chắc hẳn nhiều tăng thêm. Lôi Âm Thần Điểu lông mày nhướng lên, hơi có điểm đắc ý vui mừng, nhưng nghĩ tới trụ thần truyền thừa đại trận thất bại, mình coi như nhận được một chút chỗ tốt. Cái kia cũng không cách nào cùng cổ tinh môn tổn thất thật lớn so sánh, thần sắc liền lại lần nữa trở nên nghiêm nghị, lắc lắc đầu nói. Tốt, Hàn Yên trưởng lão, không nói cái này, ta lần này đến đây, là có chuyện quan trọng muốn nhờ. Múa Hàn Yên đạo, a. Lôi Âm Thần Điểu nói, người cũng biết, Huyền Thiên Luân chuyển trận thất bại, ta cổ tinh môn tổn thương nguyên khí nặng nề, bây giờ Hiên Viên Vương đại nhân, chính là an dưỡng khôi phục thời điểm, cần đại lượng thiên tài địa bảo trợ lực. Ngươi nhìn có phải hay không? Múa Hàn Yên đạo, hôm qua thiếp thân đã đưa 200 vạn nguyên ngọc đi lên. Lôi Âm Thần Điểu lắc đầu nói, không đủ, không đủ. Hơn nữa, nguyên ngọc không cần, Hiên Viên Vương đại nhân cần chân chính bảo bối. Ta nghe nói các ngươi thiên đế gia tộc, có một khỏa luân hồi đế châu. Múa Hàn Yên sắc mặt lập tức biến đổi, nói, không được, cái kia luân hồi đế châu, không thể cho các ngươi. Lôi Âm Thần Điểu nói, vì cái gì? Múa Hàn Yên đạo, đây không phải là thiếp thân đồ vật, thiếp thân không có quyền xử trí. Lôi Âm Thần Điểu nói, múa thiên đế đều đã chết, hiện nay thiên đế gia tộc ngươi lớn nhất, lại có cái gì không thể xử trí. Múa Hàn Yên lắc đầu nói, tóm lại, thiếp thân không thể đem luân hồi đế châu cho ngươi. Dừng một chút, nàng lại khẽ cắn môi, kiên quyết nói, Hiên Viên Vương đại nhân thụ thương, thiếp thân cũng là 10 phần lo nghĩ, thiếp thân nguyện ý dâng lên 1000 người sinh. Trợ Hiên Viên Vương đại nhân chữa thương. Lôi Âm Thần Điểu nói, 1000 người sinh, vậy làm sao đủ? Ngươi không chịu giao ra luân hồi đế châu mà nói, vậy ít nhất phải dâng lên 1 vạn người sinh mới được. Nghe vậy, Múa Hàn Yên gương mặt lập tức tái đi, toàn bộ thiên đế gia tộc, cộng lại liền hơn 1 vạn người, nàng có thể tìm tới hơn 1000 nguyện ý hy sinh tín đồ, gom góp 1000 người sinh đã là cực hạn, 1 vạn người sinh tuyệt đối không thể, đó là phải đào đi toàn bộ thiên đế gia tộc căn cơ. Lôi Âm trưởng lão, xin đừng ép buộc, Múa Hàn Yên đạo. Lôi Âm Thần Điểu hừ một tiếng, nói, ngươi luôn miệng nói nguyện ý vì Hiên Viên Vương đại nhân hy sinh, liền điểm ấy yêu cầu đều làm không được. Thôi,
ta cũng không làm khó ngươi, ngươi ngoan ngoãn đem luân hồi đế châu giao ra liền có thể. Múa Hàn Yên lui về sau một bước, nói, không được, Lôi Âm trưởng lão. Lôi Âm thần điều quát lên, nó nhảm nhiều quá, lấy ra. Nó chợt nhô ra tay, bàn tay lôi quang nổ tung, hướng Múa Hàn Yên bộ ngực chộp tới, muốn mạnh mẽ đem nàng giấu ở thể nội luân hồi đế châu móc ra. Múa Hàn Yên vội vàng rút ra bên hông trường kiếm, keng một tiếng, rời ra Lôi Âm thần điều bàn tay. Lôi Âm thần điều cả giận nói, còn dám phản kháng. Ngươi cho ta định nổi, không được nhúc nhích. Đang khi nói chuyện, bộ ngực hắn chỗ trật tự văn chương, liền tản mát ra một cỗ mạnh mẽ thuần trắng hào quang, mang theo cường hoành trật tự uy áp, một tiếng xào sạc, liền tạo thành một cỗ bàng bạc khí tràng, trực tiếp liền đem Múa Hàn Yên bao lại. Múa Hàn Yên một lần đến cỗ này trật tự khí tràng chấn áp, thân thể lập tức liền không thể động đậy, đôi mắt gắt gao trừng lớn. Cái này trật tự văn chương, chính là trụ thần chi vật, là đại hiền giả đồ vật, mang theo phi thường khủng bố trật tự. Trật tự uy nghiêm một thả ra ngoài, liền có thể trấn áp chư thiên, lệnh quần ma cúi đầu, bình định sơn hà. Múa Hàn Yên là thiên đế gia tộc trưởng lão, thực lực không kém, nhưng thế mà ngăn không được trật tự văn chương uy áp, có thể thấy được vật này kinh khủng. Lôi Âm thần điều định trụ Múa Hàn Yên, liền cười hắc hắc, ngón tay cách không nhất câu, suy một tiếng, một khỏa kim quang lượn lờ, mây khói bao trùm hạt châu, liền từ múa trong cơ thể của Hàn Yên bị câu đi ra. Trên hạt châu bài trí đặc thù luân hồi hoa văn, chính là luân hồi đế châu. Không, Múa Hàn Yên gặp luân hồi đế châu bị đoạt đi, cực kỳ lo lắng, muốn đoạt lại, nhưng thân thể lọt vào trật tự văn chương áp chế, mảy may cũng không thể động đậy. Lôi Âm thần điểu lấy được luân hồi đế châu, đắc chí vừa lòng, cười hướng chung quanh tùy tùng nói, chúng ta đi. Liền dẫn người rời đi. Diệp thần cùng Ngụy Dĩnh gặp Lôi Âm thần điểu mang đi luân hồi đế châu. Tương vọng một mắt, ánh mắt đều là trầm xuống. Dừng lại. Ngụy Dĩnh một tiếng quát mắng, trực tiếp liền ra tay, trong lòng bàn tay hiển hóa ra một thanh hàn băng trường kiếm, cả người cùng thiên đế gia tộc thiên thời địa mạch khí tức hòa làm một thể, khí tức trở nên vô cùng cường đại lăng lệ, liền một kiếm hướng Lôi Âm thần điểu phía sau lưng đâm tới. Tuyết ảnh thiên huyễn kiếm. Băng thần quyền hành uy năng, tại trong tay Ngụy Dĩnh gào thét bộc phát, một kiếm phân quang hóa ảnh, huyễn hóa ra ngàn vạn đạo kiếm khí. Mang theo từng mảnh xương lạnh, tập sát hướng Lôi Âm thần điểu. Ân. Lôi Âm thần điểu cảm thấy sau lưng có người đánh lén, lông mày nhướng lên, ánh mắt phát lạnh, lập tức trở về thân, vung ra như chim ưng lợi chảo, năm ngón tay cương khí như đao, hung hăng khẽ chống. Xoẹt. Năm đầu cương khí như lưỡi đao giống như tuôn ra, lại trong chớp mắt, liền đem Ngụy Dĩnh vung chém ra ngàn vạn đạo kiếm khí, toàn bộ ép diệt. Thậm chí, còn có một tia cương khí phá không bạo sát mà đến, từ Ngụy Dĩnh đầu vai xẹt qua, trực tiếp liền mang theo một đầu tơ máu. Ngụy Dĩnh gương mặt tái đi, hơi có điểm chật vật lui lại mấy bước, thực lực sai biệt quá lớn, coi như nàng có thiên đế gia tộc địa mạch trợ lực, cũng hoàn toàn đánh không lại Lôi Âm thần điểu. Băng thần Ngụy Dĩnh, hắc hắc, nguyên lai là ngươi a, chút thực lực như vậy, ngươi cũng dám hướng ta ra tay. Lôi Âm thần điểu ánh mắt phát lạnh, Ngụy Dĩnh vừa ra tay, thiên cơ bại lộ. Nó liền nhận ra, đó là một đời mới băng thần. Chỉ bất quá bây giờ Ngụy Dĩnh, thực lực còn xa xa không thể cùng đã từng đỉnh phong thời điểm băng thần so sánh. Hiên Viên Vương đại nhân cùng Tinh Uống Nguyệt cô nương đại hôn sắp đến, liền lấy người đi của hồi môn a. Lôi Âm thần điểu ánh mắt rất là hung ác, ưng chảo ngang tàng giết ra, một chút huyễn hóa, trở nên vô cùng cực lớn, giống như diều hâu vồ gà con, liền hướng Ngụy Dĩnh chộp tới. Đến lúc này, Diệp thần không cách nào lại thu liếm, chỉ có thể động thủ. Kinh thiên vĩ địa viết văn, chiếu đến tứ phương nói minh. Văn minh thiên thư, sắc. Một cỗ rực rỡ, mênh mông, hừng hực, chói mắt thuần trắng quang huy, từ Diệp thần toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông bộc phát ra, ngàn vạn ký tự tùy theo lưu chuyển ra tới, đồng thời trong nháy mắt ký kết thành một bản thiên thư, tràn ngập phồn vinh, trật tự, hưng thịnh, văn minh, giáo hóa khí tượng, chính là văn minh thiên thư. Văn minh thiên thư lại gọi chiếu đến kinh vĩ đại thiên sách, là đại hiền giả truyền thừa một trong, đại biểu cho văn minh huy hoàng. Diệp thần trước đó tại Nam Châu thiên thời điểm, đã sớm tiếp xúc qua đại hiền giả đủ loại nhân quả, cũng đã sớm nắm giữ đại hiền giả văn minh thiên thư. Lần này, Diệp thần vì tận lực tránh bại lộ thân phận, cho nên không có thi triển luân hồi pháp, mà là trực tiếp thả ra đại hiền giả thần thông. Nắm cổ tinh môn phúc, cổ tinh môn chế tạo huyền thiên luân chuyển trận, mưu toan tiếp thu đại hiền giả quyền hành. Mặc dù thất bại, nhưng đại hiền giả khí tức,
vẫn có không thiếu buông xuống đến Tây Phương Thiên Địa, cho nên, ở đây thi triển đại hiền giả thần thông, uy lực phá lệ hung mãnh. Diệp Thần Văn Minh Thiên Thư, một phóng xuất ra, lập tức một cỗ so trật tự văn chương còn muốn bàng bạc gấp mấy lần cường hoành uy áp, liền ầm vang khoách tán ra, sáng chói bạch quang phóng lên trời, trực tiếp đâm xuyên thương khung, đem thiên đế gia tộc phía trên cung điện thiên tai mây đen, đều triệt để nghiền nát. Toàn bộ thiên đế gia tộc địa giới, đều bao phủ Văn Minh Thiên Thư huy hoàng, mênh mông hưng thịnh, Diệp Thần như chấp trưởng văn minh quyền to vĩ đại hiền giả, chí cao vô thượng, những người khác tựa như trở thành con kiến hôi nhỏ bé tồn tại, chỉ có thể hướng hắn quỷ bái, thần phục quy y đến văn minh trật tự phía dưới. Lôi âm thần điểu đầy trời khủng hoảng, tại này cổ hừng hực văn minh dưới ánh sáng, nó cũng nhận trùng kích cực lớn, thân thể liên tiếp lui về phía sau, giống gặp quỷ một dạng nhìn xem Diệp Thần, trợn mắt hốc mồm run run nói. Ngươi là ai? Khí tượng này, lớn như thế khí tượng, ngươi là đại hiền giả người đại diện. Không đúng, không đúng, đại hiền giả người đại diện, đã chết sạch à? Tại viễn cổ thời đại, đại hiền giả có nhiều người đại diện, nhưng theo hắn nuốt hắc ám sáng thế đạo quả, thân thể bạo diệt sau, cái kia rất nhiều người đại diện, cũng cùng theo bị tạc chết. Trước mắt chư thiên ở giữa, cũng không có đại hiền giả người đại diện, nhưng bây giờ Diệp Thần huy hoàng văn minh khí tượng, để cho lôi âm thần điều cho là, hắn chính là đại hiền giả người đại diện, thậm chí chính là đại hiền giả hóa thân. Nó còn không có nhìn ra Diệp Thần thân phận thật sự, văn minh thiên thư hừng hực tia sáng, kém chút đưa nó con mắt đều chọc mù. Diệp Thần không nói gì, chỉ hừ một tiếng, thôi động văn minh thiên thư, vô tận thần quang nổ tung đi ra, tại Diệp Thần thôi động phía dưới, hóa thành mười mấy đạo hừng hực thuần trắng kiếm mang, liền phá không hướng về lôi âm thần điểu bạo sát mà đi. Lôi âm thần điểu trong mắt lộ ra sợ hãi thật sâu, kỳ thực lấy nó đủ để sánh ngang đỉnh cấp thiên đế thực lực, nó nếu là liều chết chống lại mà nói, thắng bại tay người nào, cũng còn chưa biết. Nhưng, văn minh thiên thư uy áp, thực sự quá mãnh liệt, đạo tâm của nó, ý chí của nó, đã triệt để lọt vào nghiền ép, hoàn toàn không dám cùng Diệp Thần đấu tranh. Trật tự văn chương, cho ta ngăn trở. Trong lúc nguy cấp, lôi âm thần điều tế ra ngực trật tự văn chương, sau đó chật vật mang theo thủ hạ người quay người chạy trốn rời đi, lại chỉ sợ Diệp Thần truy kích, đem luân hồi đế châu cũng nhét vào trên mặt đất. Xuy xuy xuy, Diệp Thần cái kia hơn 10 đạo thuần trắng kiếm mang, liền chạm tại trật tự văn chương phía trên, triệt để đem cái này văn chương chém dụng, bất quá lôi âm thần điều cũng trốn xa. Chạy ngược lại là rất nhanh. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, ngón tay nhất câu, đem cái kia trật tự văn chương thu, dung nhập vào chính mình văn minh trong thiên thư, liền cảm thấy tu vi hình như có đột phá, nhưng vẫn là không cách nào phá vỡ 6 tầng trời cùng 7 tầng trời ở giữa che chắn. Cảm nhận được điểm này, Diệp Thần nhếch nhếch miệng, âm thầm suy nghĩ nói, cái này 7 tầng trời, quả nhiên không dễ dàng đột phá a. Hắn lại thu hồi luân hồi đế châu, cảm nhận được hạt châu nội bộ ẩn chứa bàng bạc năng lượng, nội tâm của hắn cũng là một hồi ý mừng. Cái khỏa hạt châu này, cuối cùng cũng đến tay, còn tính toán thuận lợi. Cũng coi như lôi âm thần điều thức thời, biết đem luân hồi đế châu trả lại, nếu không, Diệp Thần chắc chắn không tiếc bất cứ giá nào truy sát tới. Múa Hàn Yên nhìn thấy trong chớp mắt, Diệp Thần liền đánh lui lôi âm thần điều bọn người, không khỏi ngây dại, vô cùng kinh ngạc nhìn xem Diệp Thần, nói, Ngụy Dĩnh muội muội, vị này là. Nàng cũng còn không có nhận ra Diệp Thần chân thực thân phận. Ngụy Dĩnh tự nhiên cũng không muốn bại lộ, khẽ gật đầu một cái nói, Hàn Yên tỷ tỷ, ngươi không cần phải để ý đến hắn là ai, ngươi không có việc gì liền tốt. Múa Hàn Yên thở phào nhẹ nhõm, nói, ân, Ngụy Dĩnh muội muội, đa tạ cứu giúp, nếu không phải là các ngươi, ta liền nguy hiểm, viên kia luân hồi đế châu, các ngươi thay ta chuyển giao cho luân hồi chi chủ. Ngụy Dĩnh nói, đây là tự nhiên, ngươi yên tâm đi. Câu nói này nói xong, hai người đều trầm mặc xuống. Sau một hồi lâu, Ngụy Dĩnh vừa mới mở miệng trước đánh vỡ trầm mặc, nói, Hàn Yên tỷ tỷ, cổ tinh môn đối đãi ngươi như này, thậm chí muốn bức bách ngươi thiên đế gia tộc làm người sinh, ngươi còn đứng ở bọn hắn bên kia sao? Không bằng tới ta luân hồi trận doanh. Múa Hàn Yên nói, Ngụy Dĩnh muội muội, không phải, Hiên Viên Vương đại nhân bản ý là tốt, chỉ là phía dưới thi hành xảy ra vấn đề, ta sẽ không phản bội hắn. Ngụy Dĩnh ngẩn ngơ, không hiểu lại cảm thấy một hồi dùng mình, toàn thân ý lạnh, chỉ cảm thấy trước mắt Múa Hàn Yên, vô cùng lạ lẫm, nàng có chút thất thần nói. Hàn Yên tỷ tỷ, người đã điên rồi. Múa Hàn Yên cười nói, ta không điên, đều có các đạo thôi, người ta đạo khác biệt, nhưng ít ra là bằng hữu, ta thay các người bày tiệc mời khách,
đi vào đi. Liền mời Ngụy Dĩnh cùng Diệp Thần đi vào. Ngụy Dĩnh gặp nàng mặc dù thờ phụng Hiên Viên Vương, nhưng cũng không ép buộc chính mình đổi tin, cuối cùng coi như duy trì điểm lý trí, nội tâm của nàng an tâm một chút, lại là buồn bã, cùng Diệp Thần tiến vào thiên đế trong gia tộc. Múa Hàn Yên sớm chuẩn bị kỹ càng yến hội, thay hai người bày tiệc mời khách. Diệp Thần hướng Ngụy Dĩnh ánh mắt ra hiệu, Ngụy Dĩnh hiểu ý, liền hỏi, Hàn Yên tỷ tỷ, ta muốn hỏi thăm ngươi nghe ngóng, Tinh Lạc Cốc chỗ. Múa Hàn Yên a một tiếng, nói, các ngươi muốn đi Tinh Lạc Cốc sao? Ngụy Dĩnh nói, đúng vậy, ta đi Tinh Lạc Cốc muốn tìm ít đồ. Múa Hàn Yên nói, Ngụy Dĩnh muội muội là muốn tìm đồ vật gì? Ngụy Dĩnh chỉ mỉm cười. Múa Hàn Yên cũng rất thông minh, liền không hỏi thêm nữa, cười nói, tốt a, người đêm nay trước tiên ở đây ở một đêm, ta cho ngươi vẽ một bức địa đồ, ngày mai ngươi lại đi Tinh Lạc Cốc cũng không muộn, ha ha, chúng ta tỉ muội rất lâu không thấy, đêm nay nên thật tốt tâm sự. Nói xong liền kéo Ngụy Dĩnh tay. Ngụy Dĩnh gật đầu nói, cũng tốt. Nàng vừa có việc cầu người, cũng không tốt kháng cự. Thương nghị cố định, đêm đó Ngụy Dĩnh cùng Diệp Thần liền ở, Diệp Thần tại một cái phòng, Ngụy Dĩnh liền ở tại Múa Hàn Yên trong phòng. Trong phòng, Diệp Thần ngồi xếp bằng, chấn định tâm thần, lấy ra Luân Hồi Đế Châu. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú Luân Hồi Đế Châu, liền cảm thấy thể nội thiên bi, cùng viên này Luân Hồi Đế Châu ở giữa, tồn tại một tia cộng minh. Hắn liền tế ra thiên bi, quả nhiên liền phát hiện, Luân Hồi Đế Châu cùng thiên bi cộng minh lấy. Viên này Luân Hồi Đế Châu, là thiên đế ra lệnh tinh hào quang ngưng kết mà thành, nếu như là độ ngục vương tọa, hắc ngục chi dực, thiên ngục tử linh hoa là độ chi mảnh vụn năng lượng kết tinh, cái kia Luân Hồi Đế Châu, liền có thể nói là thiên đế ra lệnh tinh một tia năng lượng kết tinh. Mà trong truyền thuyết thiên đế ra lệnh tinh, không ở khác chỗ, ngay tại Diệp Thần trong tay thiên bi bên trong. Trong cơ thể của Diệp Thần Luân Hồi thất tinh mạch, thuộc về thiên đế ra lệnh tinh huyệt khiếu, hoàn toàn là trống không, ngay cả một cái xác không cũng không có. Cái kia ma ngục mệnh tinh, tại trong cơ thể của Diệp Thần, ít nhất còn có cái xác không, ít nhất đem câu khóa hình độ 4 khối mảnh vụn bổ khuyết đi vào, xác không lấp kín, mệnh tinh liền có thể triệt để thắp sáng. Nhưng, thiên đế ra lệnh tinh mà nói, cái kia trong cơ thể của Diệp Thần ngay cả một cái xác không cũng không có. Bởi vì, thiên đế ra lệnh tinh hết thảy, đều giấu ở trong thiên bi. Thiên đế ra lệnh tinh, chôn sâu ở thiên bi bên trong. Ai cũng không biết, phải dùng thủ đoạn gì, mới có thể đem thiên bi bên trong thiên đế ra lệnh tinh, triệt để khai quật ra. Nếu như không thể khai quật mà nói, cái kia thiên đế ra lệnh tinh, liền muốn vĩnh viễn ẩn nấp tại thiên bi bên trong, không thể hiện ra. Diệp Thần trong tay Luân Hồi Đế Châu, chính là thiên đế ra lệnh tinh một tia năng lượng kết tinh, nội bộ ẩn chứa linh khí, 10 phần bàng bạc thâm hậu. Ánh mắt hắn híp lại. Xuyên thấu qua trong tay Luân Hồi Đế Châu, có thể nhìn thấy vô tận luân hồi đạo huyền bí. Đến lúc này, kỳ thực Diệp Thần đã rất rõ ràng, thiên tổ cái gọi là luân hồi đạo chân chính bí mật. Thiên tổ kế hoạch, phân 3 bước. Bước đầu tiên, dựa vào ma ngục mệnh tinh, chế tạo ra luân hồi địa ngục. Bước thứ hai, dựa vào thiên đế ra lệnh tinh, chế tạo ra luân hồi thiên quốc. Địa ngục cùng thiên quốc đều tạo dựng lên, liền có thể trên thế gian hiển lộ rõ ràng thiện ác quy tắc. Hắc ám không cách nào phá trừ, vậy chỉ dùng quy tắc tới chế ước, thiện giả sau khi chết vào thiên quốc, ác giả rơi vào địa ngục, vạn vật có thứ tự, âm dương có lý, thiên hành bất loạn, mãi đến tận cùng thế giới. Tại trong thiên tổ tư tưởng luân hồi đạo, thế giới cùng thời gian, là có cuối, hơn nữa nhất định phải phần cuối, bởi vì thế giới tồn tại thích nghiệt, nếu như tùy ý nghiệt một mực phát triển tiếp, thế giới sớm muộn sẽ đi hướng không thể vãn hồi hủy diệt, cái kia thái sơ chi quang bày ra sáng thế nhiệm vụ. Liền không cách nào hoàn thành. Thiên tổ kế hoạch bước thứ ba, là muốn dựa vào luân hồi pháp tắc, để cho thế giới cùng thời gian, không ngừng luân hồi, khi thời gian đi đến thiên tổ thiết định điểm kết thúc, thế giới liền sẽ quy khư, hết thảy đi lại từ đầu, như vậy thì tránh nhiệt nổ tung, thế giới có thể tại vô tận trong luân hồi kéo dài tiếp, mặc dù chuyện phát sinh qua chú định không ngừng lặp lại, nhưng bởi vì xác suất tồn tại, trên thực tế cũng sẽ không hoàn toàn lặp lại, mỗi lần luân hồi đều có mới khí tượng. Không ngừng lặp lại thế giới từ đầu đến cuối có tân ý. Mà không ngừng tái diễn thế giới, chính là một loại khác ổn định, chỉ cần thế giới ổn định rồi, liền có khả năng nhận được thái sơ tán thành, trụ thần nhóm, chúng sinh nhóm, liền có khả năng biến thành quang, chư thiên cũng có thể nhận được chân chính giải thoát. Đây là thiên tổ tư tưởng, thời gian tại hắn lực lượng vĩ đại ảnh hưởng dưới, đã tuần hoàn luân hồi 10 vạn ức lần,
nhưng tiếc là ý nghĩ của hắn cũng không có chân chính thực hiện qua. Luân hồi địa ngục cùng luân hồi thiên quốc chưa từng có ổn định tạo dựng lên qua. Cho dù đã luân hồi 10 vạn ức lần, thiên tổ vẫn là đánh không lại hắc ám nữ thần, địa ngục trật tự từ đầu đến cuối không có vĩnh cửu thiết lập, chớ nói chi là thiên quốc. Trên thực tế, ngoại trừ hắc ám nữ thần, cũng không có bao nhiêu trụ thần tán thành thiên tổ lý niệm. Một cái, luân hồi địa ngục thiết lập, rất có thể đem trụ thần đều kéo vào địa ngục, không có người nào muốn thấy được một màn này phát sinh. Mà không ngừng luân hồi tái diễn thế giới, đó là chân chính hoàn mỹ thế giới sao? Trụ thần nhóm biểu thị hoài nghi. Đương nhiên, chân chính hoàn mỹ chi đạo, không có người biết là cái gì. 72 trụ thần, đều có các đạo, người người đều có chính mình đạo lý, giữa lẫn nhau khó mà thuyết phục. Bất quá thiên tổ luân hồi đạo thiết lập, để cho phản thiên thế giới không ngừng lặp lại, cũng đích xác tránh khỏi phản thiên thế giới quá sớm tích nhiệt băng diệt, hắn công lao cực lớn. Diệp thần xem như thiên tổ người đại diện, hắn thụ thiên tổ vô số chỗ tốt ân huệ, có trách nhiệm thay thế thiên tổ, thành lập được địa ngục cùng thiên quốc trật tự. Nhưng nghĩ tại chư thần ngay dưới mắt, thiết lập địa ngục cùng trời quốc, vậy đơn giản là muôn vàn khó khăn. Diệp thần đương nhiên biết không dễ dàng, cho nên, hắn bây giờ cũng không có nghĩ quá nhiều, liền nghĩ mau chóng luyện hóa độ chi mảnh vụn, giải cứu vũ tổ, giải cứu sụp đổ chi chủ. Đến nỗi thiết lập địa ngục, vậy hắn ít nhất phải tập hợp đủ câu khóa hình độ 4 khối mảnh vụn lại nói, bây giờ đơn nhất khối độ chi mảnh vụn, đã sinh ra nhiều như vậy khó khăn trắc trở, hắn không dám tưởng tượng, thu thập khác mảnh vụn, lại sẽ có như thế nào biến cố. Trước tiên thôn vệ viên này luân hồi đế châu lại nói. Diệp thần lấy lại bình tĩnh, trực tiếp liền đem trong tay luân hồi đế châu, nhét vào trong miệng, nuốt vào. Lộc cộc, theo luân hồi đế châu vào bụng, một cỗ bàng bạc luân hồi năng lượng, lập tức ngay tại diệp thần vùng đan điền nổ tung, luân hồi đế châu hóa thành một tia tia sáng, tiến vào trong diệp thần luân hồi thất tinh mạch, đồng thời vừa vặn liền lắng đọng đến thuộc về thiên đế ra lệnh tinh huyệt khiếu bên trong đi. Chỉ một thoáng, diệp thần liền cảm thấy toàn thân kinh mạch một hồi ngứa, hùng hậu luân hồi năng lượng, tích xúc tại trong hắn kinh mạch, 6 tầng trời cùng 7 tầng trời ở giữa cảnh giới che chắn, cũng cuối cùng bỗng chốc bị đột phá. Hoa lạp, chỉ một thoáng, trong cơ thể của diệp thần dũng đáng ra vô tận linh khí, toàn thân phơi phới, tu vi cuối cùng là tấn thăng, đột phá đến cửu đỉnh cảnh 7 tầng trời sơ giai tình cảnh. Rất tốt, cuối cùng là tấn thăng. Bây giờ, có thể nếm thử luyện hóa độ chi mảnh vụn. Diệp thần hít sâu một hơi, nội tâm vô cùng mừng rỡ, liền lấy ra hỗn nguyên kim hộp, đem hộp hơi hơi mở ra một đường nhỏ. Hô hô hô, chỉ là mở ra một đường nhỏ, bàng bạc hung mãnh đen như mực địa ngục ma khí, mang theo điểm màu vàng luân hồi hào quang, liền điên cuồng từ trong khe hở lan tràn ra. Diệp thần vội vàng hô hấp thổ nạp, đem tràn ngập ra địa ngục ma khí, toàn bộ hấp thu. Đại lượng địa ngục ma khí hấp thu nhập thể, chỉ một thoáng, diệp thần liền cảm thấy, toàn thân giống như bị ăn mòn, mặc kệ là da thịt mặt ngoài, vẫn là ngũ tạng lục phủ, xương cốt kinh mạch, đều phát ra suy suy âm thanh, toàn thân đều đang bốc khói, giống như sau một khắc hắn liền bị ăn mòn thành thi thủy. Thật là khủng khiếp ma khí ăn mòn. Diệp thần thầm kinh hãi, cái này độ chi mảnh vụn, ma khí ăn mòn quả nhiên kinh khủng, coi như hắn đã tấn thăng đến cửu đỉnh cảnh 7 tầng trời sơ giai, cũng khó có thể ngăn cản. May mắn, vừa mới luyện hóa luân hồi đế châu, trong cơ thể của Diệp thần tích góp luân hồi năng lượng, đã 10 phần thâm hậu, hắn liền hít sâu một hơi, trực tiếp thi triển ra luân hồi mộ táng công. Luân hồi mộ táng công, tầng thứ 3, táng hư chi pháp, mở. Một cái cực lớn luân hồi mâm tròn, ngay tại sau lưng Diệp thần nổi lên, nhưng mâm tròn lại giống như hư ảo, mông lung, một cỗ như mộng ảo hào quang, liền bao lại Diệp thần toàn thân. Cỗ này quang huy, mang theo chân thực cùng hư ảo, mộng cảnh cùng thực tế, tồn tại cùng hư vô các loại ảo diệu pháp tắc ba động, bao một cái ở Diệp thần sau, Diệp thần vừa mới chịu ăn mòn đau đớn, liền toàn bộ chuyển hóa trở thành hư vô, cơ thể một chút liền khôi phục bình thường, liền một điểm đau đớn cũng không có. Cảm thụ được biến hóa của thân thể mình, Diệp thần một hồi ý mừng, thầm nghĩ. Cái này táng hư luân hồi pháp, quả nhiên lợi hại. Hắn vừa mới, chính là đem thân thể của mình chịu đau đớn, toàn bộ chuyển hóa thành hư vô, cho nên trong nháy mắt liền thoát khỏi tất cả khốn nhiễu. Luân hồi mộ táng công tầng thứ 3, táng hư chi pháp, liền lớn mạnh đến mức này, có thể đem vạn sự vạn vật chuyển hóa thành hư vô, thậm chí ngay cả đau đớn mặt trái trạng thái. Thậm chí là thụ thương tử vong, cũng có thể chuyển hóa thành hư vô. Hết thảy hữu vi pháp, đều có thể hóa hư ảnh,
vô bệnh vô tai, không đau vô cấu, không có gì không ta. Đương nhiên, loại thủ đoạn này, không thể tùy tiện sử dụng, không phải nói sẽ phản phệ tự thân, mà là có thể thương thiên hại lý. Đem vạn vật hóa hư, theo trên căn nguyên biến mất sự vật nhân quả, sẽ mài mòn thiên địa căn cơ, thương thiên hại địa, tích nghiệt trầm trọng, một khi bị thiên địa thanh toán, tương lai sẽ tiếp nhận vô tận thiên kiếp trừng phạt. Mượn nhờ táng hư luân hồi pháp, Diệp Thần liền đem độ chi mảnh vụn ma khí ăn mòn, hóa thành hư vô, chỉ hấp thu tinh thuần năng lượng khí tức, từng sợi đen nhánh địa ngục ma khí, không ngừng hội tụ đến trong cơ thể hắn. Chỉ một thoáng, Diệp Thần liền cảm thấy, toàn thân kinh mạch một hồi phồng lên, tu vi hơi có tinh tiến, đối với siêu độ pháp tắc, địa ngục pháp tắc kiến giải, lại nâng cao một bước. Ong ong! Ngay sau đó, Diệp Thần thân thể bắn ra một cỗ vù vù, từng trận địa ngục ma hy nở rộ mà ra, tại quanh người hắn tạo thành nhật nguyệt bảo luân, đại pháp loa, đại pháp trống, hàng ma kiếm, chấn hồn bia các loại kỳ quan. Những thứ này kỳ quan, chính là ma ngục mệnh tinh thập đại kỳ quan. Trước đây Diệp Thần hao phí không thiếu tài nguyên cùng tâm huyết, chế tạo ra nhật nguyệt bảo luân, hàng ma kiếm cùng chấn hồn bia, hiện nay độ hấp thu chi mảnh vụn ma khí, lại ngưng tụ ra hai đạo kỳ quan, chính là đại pháp loa cùng đại pháp trống. Cái này đại pháp loa cùng đại pháp trống vừa xuất hiện, chiến xoắn ốc âm thanh, chống trận âm thanh, liền muốn vang động, may mà Diệp Thần phản ứng nhanh, lập tức áp chế lại. Hiện tại hắn còn không nghĩ bại lộ thân phận, cho nên hết thảy luân hồi khí tượng, đều phải áp chế. Lập tức, Diệp Thần liền đem tất cả địa ngục kỳ quan, thu sạch lên, hỗn nguyên kim hộp cũng thu vào. Cái kia độ chi mảnh vụn, năng lượng quá mức bàng bạc, coi như Diệp Thần sơ bộ nắm giữ táng hư luân hồi pháp, cũng không khả năng nói lập tức liền hoàn toàn luyện hóa, vẫn còn cần một đoạn thời gian tiêu hóa, mới có thể chân chính trưởng khống. Diệp Thần đoán chừng, ít nhất cũng phải 100 ngày thời gian, hắn mới có thể chân chính luyện hóa độ chi mảnh vụn. Một đêm trôi qua, Diệp Thần dậy thật sớm, Ngụy Dĩnh cùng Múa Hàn Yên cũng dậy rồi, hai nữ nhìn thấy Diệp Thần khí tức hình như có đột phá, ánh mắt đều là sáng lên. Múa Hàn Yên cười nói, Ngụy Dĩnh muội muội, vị công tử này đến cùng là ai? Nhìn hắn khí tức, tuy chỉ có cửu đỉnh cảnh, nhưng tinh thần khí tượng coi như cùng thiên đế so sánh, cũng là không thua bao nhiêu a. Ngụy Dĩnh mỉm cười, nói, Hàn Yên tỷ tỷ, không nói nhiều như vậy, tiểu muội cần phải đi, đa tạ ngươi nói cho ta biết Tinh Lạc Cốc tọa độ. Bàn tay nàng một lần, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một bức địa đồ, bản đồ này chính là Múa Hàn Yên cho nàng vẽ. Tiểu muội vẫn là câu nói kia, nếu ngươi có ý định đi nương nhờ ta luân hồi trận doanh, tùy thời có thể đi luân hồi tinh giới, báo tên của ta, ta luân hồi trận doanh hoan nghênh ngươi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngụy Dĩnh ngắm nhìn Múa Hàn Yên, hay là muốn lôi kéo? Múa Hàn Yên trầm mặc một chút, sau đó cười nhẹ lắc lắc đầu nói, tính toán, Ngụy Dĩnh muội muội, ngươi đi đi, các ngươi cứng rắn muốn ngăn cản Hiên Viên Vương đại nhân kế hoạch, tỷ tỷ cũng không bảo vệ được các ngươi a. Chỉ hy vọng ngươi sớm ngày lạc đường biết quay lại, nói đến thế thôi, ngươi tự giải quyết cho tốt a. Ngụy Dĩnh không thể làm gì, đành phải khom người nói, tỷ tỷ, vậy ta cáo từ. Hướng Diệp Thần ánh mắt ra hiệu, hai người kết bạn rời đi. Múa Hàn Yên trầm mặc, cũng không đi ra đưa tiễn. Ngụy Dĩnh biết, lần sau hai người gặp lại mà nói, rất có thể chính là địch nhân rồi. Múa Hàn Yên ủng hộ Hiên Viên Vương, nhất định là luân hồi trận doanh địch nhân. Đúng là người điên, cổ tinh môn đều phải mệnh của nàng, nàng còn như thế ủng hộ cổ tinh môn. Diệp Thần lắc đầu than thở, may mắn cầm lại luân hồi đế châu, này thiên đế gia tộc muốn nổi điên, liền từ bọn hắn điên đi thôi, cũng cùng hắn không quan hệ. Ngụy Dĩnh thở dài, vì cái gọi là sự nghiệp vĩ đại, hy sinh tự thân, nàng có thể còn cảm thấy rất quang vinh đâu. Thôi, không nói, đều có các đạo, Diệp Thần, bất kể như thế nào, ta đều là đứng tại ngươi bên này. Nói xong, nàng dắt Diệp Thần tay, gắt gao kéo, ánh mắt cũng là vô cùng kiên định lại dẫn một tia ôn nhu nhìn xem Diệp Thần. Diệp Thần ừ một tiếng, trong lòng ấm áp, lại hỏi, ngươi hỏi rõ ràng Tinh Lạc Cốc tung tích. Ngụy Dĩnh nói, ân, hỏi rõ, cái này Tinh Lạc Cốc có chút thần bí, nghe nói là một vị nào đó tinh không cường giả đất ẩn cư. Diệp Thần nói, tinh không cường giả. Ngụy Dĩnh nói, đúng vậy, chính là từ tinh không bị ngạn chạy nạn xuống cường giả, trước đây cực kỳ lâu, tinh không bị ngạn hắc ám tàn phá bừa bãi, ngày tận thế tới, có không ít cường giả mạo hiểm chạy nạn đến không không lúc nào khoảng không, cái này Tinh Lạc Cốc, liền ẩn cư lấy một vị nào đó tinh không cường giả. Ta hỏi qua Múa Hàn Yên, người mong muốn trụ thần huyết,
cũng chính là giọt kia đại hiền giả máu đen, ngay tại vị kia tinh không trong tay cường giả, hắn đem giọt máu kia kéo xuống theo, vốn là suy nghĩ tịnh hóa trong huyết dịch hắc ám ô uế, lại hấp thu luyện hóa, đã như thế, dựa vào trụ thần huyết uy năng, có thể thuế biến cường hóa tự thân, thậm chí quay về tinh không bỉ ngạn. Đáng tiếc, đại hiền giả giọt máu kia, hắc ám ô uế quá mức kinh khủng, căn bản không thể nào tịnh hóa, thậm chí vị kia tinh không cường giả, cũng bị phản phệ, bị buộc bế quan trị liệu. Những chuyện này, là tinh nguyên hạo thổ 10 phần bí ẩn bí mật, chỉ có thiên đế gia tộc và cổ tinh môn một chút cao tầng biết. Vị kia tinh không cường giả, pháp hiệu cành khô thiền sư, tên thật huyền thiên cây khô. Diệp thần a một tiếng, như có điều suy nghĩ, nói, vị kia tinh không cường giả, cành khô thiền sư, hắn họ huyền thiên. Ngụy Dĩnh nói, đúng vậy a, Múa Hàn Yên nói, hắn tên thật gọi huyền thiên cây khô, có vấn đề gì? Diệp thần khẽ cau mày, nói, ta nghe nói tinh không bỉ ngạn phía trên, có cửu thiên cự phiệt, chính là đã từng cường đại nhất 9 cái gia tộc, có huyền thiên thị, thương thiên thị, biến thiên thị, u thiên thị các loại, huyền thiên thị là cửu thiên cự phiệt một trong, cái họ này không thể coi thường. Cửu thiên cự phiệt, cửu thiên chính là huyền thiên, quân thiên, hạo thiên, thương thiên, biến thiên, u thiên, chu thiên, viêm thiên, dương thiên. Trong đó, thương thiên thị Diệp thần đã tiếp xúc qua, đạo tông đại chúa tể thương thiên Bạch Vũ. Còn có muội muội của hắn Thương Thiên Lạc Nguyệt, cũng là Thương Thiên thị bên trong người. Còn có Huyền Thiên thị, Diệp thần cũng tiếp xúc qua, khi xưa luân hồi đại năng, đạo thiên đế rơi bay trên trời, gia tộc của hắn chính là Huyền Thiên thị một cái chi nhánh. Huyền Thiên thị đạo thống công pháp Huyền Thiên Tinh Lưu Quyết, Diệp thần từ rơi bay lên trời đệ đệ, Tiêu Dao đại đế rơi Tiêu Dao trong tay, thuận lợi kế thừa lĩnh ngộ. Có thể nói, Diệp thần cùng Huyền Thiên thị, nhân quả không ít. Cho nên hắn bây giờ vừa nghe đến vị kia tinh không cường giả danh hào, nghe được huyền thiên hai chữ, lập tức liền nhạy cảm nhìn rõ đến đặc thù nhân quả mạch lạc. Ngụy Dĩnh nói, cửu thiên cự phiệt sao? Ngô, cái này ta liền không rõ ràng, chúng ta trước tiên có thể đi tinh lạc cốc nhìn kỹ hãng nói, nhưng liền sợ lại đụng tới cổ tinh môn người,